Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 90 đến tập 100. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn Nghi Lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 96. Nhưng chắc chắn không thể kiên trì được quá lâu, muốn Thái Dương Tông tiếp tục phát triển, tôi có một cách. Diệp Bắc Minh hơi ngạc nhiên, cách gì? Tôn Thiến nói, tận dụng sở trường của mọi người, hành nghề y, đan dược, giải độc, chế độc, trận pháp, luyện khí. Sau khi hình thành quy mô, chúng ta có thể mở công ty giao dịch, ngành bán đấu giá, đan các, dược lầu. Cứ tiếp tục như vậy, cơ nghiệp vững chắc, người cấp cao tăng thực lực, lấy cảnh giới uy áp. Chỉ có như vậy, Thái Dương Tông mới có thể đứng ở thế bất bại. Cô ta nói hết một lần. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tôn Thiến. Trong ánh mắt mang theo niềm vui hân hoan. Ban đầu mọi người đều nghĩ, Tôn Thiến chỉ là bình hoa ngực to không não. Theo mọi người thấy, cô ta chẳng qua chỉ là hồng nhan chi kỷ sinh cho Diệp Bắc Minh một cô con gái thôi. Bây giờ xem ra, tuy cô gái này tu võ không ổn, nhưng trí tuệ đúng là hơn người. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, mọi người thấy thế nào? Thiên Nhận Băng gật đầu, Tôn Thiến nói đúng. Tôi ủng hộ. Tôi cũng ủng hộ, tôi có thể chế độc. Ủng hộ, tôi luyện đan khá được, có thể giúp luyện đan. Tôi học được đạo trận pháp ở chỗ sư phụ, cũng có thể giúp. Mấy vị sư tỷ đều lên tiếng. Đạm Đài Yêu Yêu thắc mắc, nhưng, chúng ta bắt đầu ở đâu? Chẳng lẽ hành y, giải độc, trị thương ở Thái Dương Tông? Mọi người lại nhìn sang Tôn Thiến. Tôn Thiến tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Các công ty của xã hội hiện đại thông thường đều mở ở thành phố lớn phát triển tốt nhất. Thành phố tốt nhất thần giới ở đâu, chúng ta sẽ đến đó. Vương Yên Nhi lên tiếng nói, cô nói là thành phố thần phải không? Thành phố thần. Mọi người nhìn qua. Vương Yên Nhi gật đầu, quy mô dân số của thành phố thần vượt quá 1 tỷ, hơn vạn dặm. Trong thành có 30% võ giả, 70% người phàm. Các đại tông môn đều có sản nghiệp ở thành phố thần, không giấu mọi người nhà họ Vương cũng có mấy cửa hàng ở thành phố thần, chỉ là kinh doanh không giỏi không bằng những tông môn đó, sắp phải đóng cửa rồi. Nếu cậu Diệp cần, cửa hàng của nhà họ Vương có thể để Thái Dương Tông sử dụng. Diệp Bắc Minh quyết định, đã như vậy, thì ở thành phố thần. Sau khi mọi người giải tán, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cậu thực sự muốn phát triển Thái Dương Tông sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc, một lát sau mới chậm rãi hỏi, cậu suy nghĩ thế nào? Diệp Bắc Minh trầm ngâm nói, tiểu tháp, hình như bên cạnh tôi càng lúc có càng nhiều người. Và họ cũng càng ngày càng gặp nguy hiểm. Tôi không thể nào lập tức xuất hiện mỗi lần họ gặp nguy hiểm. Rèn sắt còn cần cứng rắn, các sư tỷ của tôi có thiên phú không kém, chỉ là tôi tiến bộ quá nhanh đã che lấp hào quang của họ. Hơn nữa tôi đã đồng ý với sư phụ Lâm Huyền Phong phát triển Thái Dương Tông rạng rỡ. Chỉ cần Thái Dương Tông có đủ thực lực, chắc chắn có thể bảo vệ sư tỷ, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt, Nhược Giai và mọi người. Cho dù sau này tôi không ở thần giới, Thái Dương Tông cũng có thể bảo vệ họ chu toàn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng nhạy cảm, không ở thần giới. Cậu định đến giới U Minh ư? Diệp Bắc Minh nghiêm trọng gật đầu, quả nhiên không có gì giấu được ông. Bố mẹ tôi có thể bị người ta bắt giữ ở giới U Minh, cho dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Làm con, sao có thể để bố mẹ đứng dưới nguy hiểm? Tôi định cho Thái Dương Tông đứng vững xong sẽ đến giới U Minh một chuyến. Cùng lúc đó ở nhà họ Vương. Công chúa Điện Hạ, Yên Nhi chưa về thật. Vương Tư Đạo tỏ vẻ mặt bất lực, cho dù cô hỏi tôi trăm lần, tôi cũng không biết. Sở Dĩnh Nhi đã đến nhà họ Vương hai canh giờ. Vẫn luôn truy hỏi tung tích của Vương Yên Nhi. Sở Dĩnh Nhi trực tiếp dậm chân, Yên Nhi thật đáng ghét, trên tiệc sinh nhật của tôi không từ là biệt thì thôi đi. Lại còn chẳng có chút thông tin nào, còn đưa cả người đàn ông của bản công chúa đi, đợi sau khi tìm được cô, nhất định phải đánh mông cô ta. Vương Tư Đạo kinh ngạc rụng cả răng, cái gì? Yên Nhi đưa người đàn ông của công chúa đi. Công chúa Điện Hạ, chuyện là thế nào? Sở Dĩnh Nhi đỏ bừng mặt, ấy. Không, không có. Nói xong, liền xông ra khỏi đại sảnh nhà họ Vương như bỏ trốn. Với sự vận động của Vương Yên Nhi,
hai cửa hàng của nhà họ Vương ở thành phố Thần thay tên đổi chủ. Hai bức hoành được treo lên, lập tức giấy lên làn sóng. Thiên hạ đệ nhất đan. Thiên hạ đệ nhất y. Trưa ngày mai khai trương, khẩu khí thật lớn. Các võ giả qua lại nhìn thấy hai bức hoành này, đều dừng bước chân. Chỉ cần là thế lực của thần giới, gần như đều có sản nghiệp trong thành phố thần. Ngày đầu tiên khai trương treo tấm biển như này, há chẳng phải là đánh vào mặt tất cả mọi người. Tin tóc giống như mọc chân, nửa canh giờ đã truyền đi khắp cả thành phố thần. Lập tức điều tra cho tôi. Một vài lãnh đạo cấp cao của tông môn hạ lệnh. Rất nhanh tin tức truyền về, trưởng lão, nói ra thì chắc chắn mọi người sẽ kinh hãi nổ con mắt. Thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y này đều là sản nghiệp của Thái Dương Tông. Nghe nói là Vương Yên Nhi, con gái cậu nhà họ Vương dẫn đầu, Tông Diệp Bắc Minh đưa 9 vị sư tỷ đích thân tọa chấn. Cái gì, Diệp Bắc Minh, lại là tên nhóc đó. Trong cơ thể hắn có 148 chiếc xương chí tôn, liên minh diệt diệp còn đó, hắn còn đắc tội với thiên sát môn, tên nhóc này lại dám rời khỏi tông môn. Hắn điên rồi sao, đúng là không sợ chết. Đi, đi xem sao. Một vài thế lực nghe thấy tin tức này, tất cả đều ngồi không yên. Ở bên khác, một ông lão mau chóng đi đến, quỳ một chân trước Sở Dĩnh Nhi, công chúa điện hạ, tin tức mới nhất, cô Yên Nhi xuất hiện ở thành phố thần. Đi, đến thành phố thần. Sở Dĩnh Nhi dẫn người mau chóng đến thành phố thần. Gần như cùng lúc ở trấn Hồn Tông. Kẻ này đã giết tông chủ, lại còn dám ngang nhiên khởi nghiệp ở thành phố thần. Muốn chết hả? Đi, giết kẻ này báo thù cho tông chủ. Lục đạo thần tông. Hừ, giết trưởng lão của tông môn tao, còn dám khởi nghiệp. Nằm mơ đi. Nhà họ Vạn. Đáng chết, thi thể của lão tổ còn chưa tìm được, tên nhóc này lại còn dám xuất hiện. Nhà họ Kỳ. Giết Diệp Bắc Minh, báo thù cho lão tổ. Nhà họ Ngư. Sau khi Ngư Thất Tình được biết thông tin này, ngạc nhiên đến không khép được miệng. Lão tổ, anh ta muốn làm gì? Ngư Thất Tình mặt đầy nghi hoặc, anh ta đắc tội với Trấn Hồn Tông, thần cung lục đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ, bá đạo thần hoàng. Có lẽ còn chọc cả vào thiên sát môn, tại sao anh ta lại lộ diện ở thành phố thần vào lúc này? Còn mở một y quán, một cửa hàng đan dược. Lão tổ nhà họ Ngư cau chặt mày, trầm mặc một lát xong nhả ra một câu, cậu ta muốn xây dựng chỗ đứng. Xây dựng chỗ đứng. Ngư Thất Tình ngẩn người, đã lúc này rồi, không khiêm tốn làm người, lại còn muốn xây dựng chỗ đứng. Đúng thế. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, không phá không lập, tên nhóc này không đơn giản. Bao nhiêu nguy hiểm diệt vong như vậy mà cậu ta cũng tránh được, nếu lần này cậu ta bùng nổ nổi tiếng ở thành phố thần. Thực sự thực hiện được thiên hạ đệ nhất y, thiên hạ đệ nhất đan, không chừng Thái Dương Tông thực sự có chỗ đứng rồi. Những thế lực này muốn tiêu diệt Thái Dương Tông, sợ rằng không đơn giản như vậy. Ngư Thất Tình không hiểu, lão tổ, chẳng phải ông nói cậu Diệp sẽ chết chắc sao? Thái Dương Tông diệt vong chắc rồi sao? Phải, mà cũng không phải. Lão tổ nhà họ Ngư gật đầu, rồi lại lắc đầu, nếu cậu ta hoàn toàn đứng vững, Thái Dương Tông sẽ như rồng gặp nước. Từ đây không thể xử lý. Đi, chúng ta cũng đi góp vui. Hôm đó, thành phố thần chấn động. Sáng sớm đường phố bên ngoài bị bao vây chật kín, trong ánh mắt rất nhiều võ giả mang theo hàn ý băng lạnh. Nhìn chằm chằm hai cánh cửa trước mặt. Nếu không phải vì quy tắc của thành phố thần, sợ rằng những người này sớm đã xông vào cắn xé Diệp Bắc Minh rồi. Vương Yên Nhi nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài người đông nghìn nghịt, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Cậu Diệp, bên ngoài nhiều người đến quá. Cậu nên nghe tôi, không nên dùng tấm biển như này. Trong lòng Vương Yên Nhi áp lực cực lớn. Nếu ngày đầu tiên khai trương đã không trụ nổi, tất cả sẽ đều tốn công vô ích. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư, mấy vị sư tỷ xếp thành hàng dài. Các cô gái phong tình đứng phía sau anh, giống như từng cô vợ nhỏ kiều diễm. Diệp Bắc Minh bình thản, đã muốn làm, thì phải làm thật vang dội. Chỉ cần hôm nay chúng ta đứng vững thành công, sau này không ai có thể lay động được căn cơ của Thái Dương Tông chúng ta. Đã đến giờ, 9 vị sư tỷ, cùng đệ mở cửa kinh doanh nào. Được. 9 người cùng cười. Vương Yên Nhi đội áp lực ngút trời, chậm rãi mở hai cánh cửa. Bù. Con phố bên ngoài vốn ồn ào, lập tức im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều yên lặng,
nhìn chằm chằm hai cánh cửa mở ra. Liền sau đó, chỉ thấy một thanh niên chậm rãi đi ra. Phía sau người thanh niên là 9 cô gái tuyệt sắc. Người nào cũng nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Ra rồi ư. Ánh mắt của tất cả đám người Trấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ, nhà họ Kỷ đều nhìn sang Diệp Bắc Minh. Anh ta chính là tông chủ của Thái Dương Tông, chẳng phải là Diệp Phong sao? Ở một góc nào đó trong đám đông, Sở Dĩnh hơi thất vọng. Diệp Bắc Minh đứng ở trước cửa y quán và đan các, ánh mắt lướt nhìn đám đông một lượt. Lúc đi qua Ngư Thất Tình, cô ta liền mỉm cười gật đầu với Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trực tiếp lướt qua, giống như nhìn người qua đường. Ngư Thất Tình hơi thất vọng. Liền sau đó, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, thiên hạ đệ nhất y, tất cả mọi bệnh nan y phức tạp đều được chữa khỏi bằng kim châm. Thiên hạ đệ nhất đan, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, tự chuẩn bị phương thuốc và dược liệu, mang đến cửa hàng 100% thành đan. Hôm nay chính thức khai trương, hoan nghênh các vị đến chơi. Tự tin tuyệt đối. Vừa dứt lời, đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Bắc Minh, cậu thực sự còn không biết cả ngày chết của cậu hả? Giết tông chủ của Trấn Hồn Tông tôi, hôm nay còn dám ở đây làm mất mặt. Có giỏi thì theo lão phu đến đài võ đạo thành phố thần, lão phu kim qua quyết một trận sống chết với cậu. Mọi ánh mắt đổ dồn vào một ông lão khô gầy của Trấn Hồn Tông. Cả hiện trường tĩnh lặng. Khí tức cảnh giới thần tôn đỉnh phong bùng phát, khiến mỗi một người ở hiện trường đều có cảm giác khó thở. Diệp Bắc Minh vẫn thở ơ, ân oán giữa Trấn Hồn Tông và tôi sớm muộn cũng có ngày thanh toán sạch sẽ, nhưng không phải hôm nay. Kim Qua cười lạnh lùng, cậu sợ rồi hả? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, hôm nay y quán và đan các khai trương, chỉ so y thuật, thuật luyện đan. Những việc khác không bàn đến. Kim Qua nở nụ cười đắc ý, tôi chỉ đợi câu này của cậu thôi. Diệp Bắc Minh, cậu đã tự xưng là thiên hạ đệ nhất y, thì chắc chắn có thể chữa được tất cả các bệnh nan y khó chữa không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỗ tôi có một bệnh nhân, nếu cậu không chữa được cho hắn thì sao? Liễu Như Khanh tiến lên một bước cười lạnh lùng, chỉ cần không phải là bệnh đã được công nhận chết chắc, tiểu sư đệ của tôi đều có thể chữa được. Nếu ông tìm đến một người chắc chắn sẽ chết, chẳng lẽ chúng tôi cũng phải cứu sống? Kim Qua cười lắc đầu, lão phu là trưởng lão của Trấn Hồn Tông, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Bệnh nhân mà tôi đưa đến, chắc chắn có thể chữa được. Chỉ là không biết y thuật của tên nhóc này có được hay không. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cần không phải là người chắc chắn sẽ chết, Diệp Bắc Minh tôi có thể cứu được. Đợi đã. Kim Qua lắc đầu. Ông còn có vấn đề gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Trong ánh mắt Kim Qua lóe lên tia lạnh, Diệp tông chủ, nếu cậu thua, chỉ dỡ tấm biển hiệu có phải quá lợi cho cậu không? Chỉ bằng chúng ta đánh cược thêm, thế nào? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ông muốn cược thế nào? Đôi mắt Kim Qua trầm xuống, nhả ra hai chữ, cược mạng. Nếu lão phu thua, mặc cho Diệp tông chủ lấy đi mạng của lão phu. Nếu Diệp tông chủ thua, hy vọng Diệp tông chủ tự vẫn trước mặt tất cả mọi người, và giao ra tất cả xương chí tôn trong cơ thể. Cái gì? Vẻ mặt 9 vị sư tỷ thay biến sắc, tiểu sư đệ, đừng đồng ý với ông ta. Vương Yên Nhi gật đầu theo, cậu Diệp, kẻ này không có ý tốt, chẳng may ông ta mang đến một kẻ bệnh kỳ lạ cực kỳ hiếm thấy thì làm thế nào? Diệp Bắc Minh, vậy mà đã sợ rồi à? Nếu cậu không được thì đóng cửa cút đi, Kim Qua tỏ vẻ mặt khiêu khích. Diệp Bắc Minh cười, được, chúng ta cược mạng. Tiểu sư đệ, 9 vị sư tỷ và Vương Yên Nhi kinh sợ. Đồng tử của mọi người co lại, chơi lớn quá rồi. Lão tổ, ông nói xem cậu Diệp có hy vọng chiến thắng không, Ngư Thất Tình hỏi. Lão tổ nhà họ Ngư suy nghĩ một lát, lắc đầu, không biết. Nhưng tôi đã tìm hiểu lão quái Kim Qua, kẻ này tâm tư rất nặng. Không nắm chắc phần thắng thì sẽ không mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Đưa hắn lên đây. Kim Qua khẽ quát một tiếng, hai đệ tử của Trấn Hồn Tông dẫn theo một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi đi đến. Kim Qua chỉ vào thiếu niên, thản nhiên nói, Diệp tông chủ, Trấn Hồn Tông chúng tôi đã kiểm tra căn cốt của thiếu niên này. Hắn là căn cốt màu xanh, nhưng không thể tu võ. Sau này qua chúng ta kiểm tra phát hiện, hai mạch nhậm đốc trong cơ thể thiếu niên này như hóa đá,
cũng là người thiên mạch trong truyền thuyết. Diệp tông chủ, mời cậu chữa khỏi cho thiếu niên này, để hắn có tư cách tu võ. Vừa dứt lời, toàn hiện trường bùng nổ. Vãi, người thiên mạch. Người thiên mạch từ xưa đến nay không thể tu võ, tuy không phải nói là bệnh hiểm nghèo, nhưng cũng chưa từng có ai khỏi bệnh. Vừa lên là bùng nổ xôn xao. Cho dù y thuật của Diệp Bắc Minh có nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nào chữa được cho người thiên mạch. Mọi người kích động bàn tán. Ngư Thất Tình nhìn mà chố mắt, nhìn thế nào cũng là tình huống chết chắc. Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, số mệnh của kẻ này đã tận rồi. Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Kim Qua cười quái dị một tiếng, Diệp tông chủ, là cậu tự vẫn, hay là lão phu giúp cậu đây? Lục Tuyết Kỳ dựng đứng lông mày, người thiên mạch không thể tính được, rõ ràng là ông dở trò. Kim Qua cười, ai nói người thiên mạch không thể tính? Trong tay lão phu có sách cổ đã ghi lại, lão tổ nhà họ Vạn năm đó chính là một người thiên mạch. Đúng thế. Một ông lão nhà họ Vạn lên tiếng, lão tổ đời thứ nhất của nhà họ Vạn, đúng là người thiên mạch. Sau này, lão tổ được cao nhân cứu chữa, phá vỡ thiên mạch trở thành võ giả. Ánh mắt Kim Qua sắc bén, nghe thấy rồi chứ. Người thiên mạch không phải không thể chữa, mà là y thuật của Diệp Bắc Minh không được. Tôi thấy tấm biển thiên hạ đệ nhất y này nên dỡ xuống đi thôi. Nói xong, Kim Qua móc năm ngón tay, tóm về phía tấm biển thiên hạ đệ nhất y. Khoan đã. Kim Qua dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, cậu nhóc, cậu còn muốn giãy giụa sao? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, ai nói người thiên mạch không thể cứu. Anh bước ra một bước, giống như thiên y hạ phàm. Trực tiếp xuất hiện trước người thiếu niên thiên mạch đó. Giáng một chưởng xuống. Xoẹt. Chiếc áo của người thiếu niên rách tung, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Diệp Bắc Minh lật cổ tay, cắm 13 cây kim châm vào cơ thể của thiếu niên. Một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra, cơ thể máu thịt của thiếu niên lại trở nên trong suốt. Toàn bộ huyết quản, xương cốt, nội tạng, kinh mạch trong cơ thể xuất hiện trước mắt. Từ vị trí trái tim của thiếu niên còn có hai đường kinh mạch màu đá đi đến xương cốt chân tay. Chính là hai mạch nhâm đốc hóa đá. Thủ đoạn mạnh quá, chỉ với chiêu này đã đủ chứng minh y thuật của kẻ này không hề kém. Thế thì đã làm sao? Người thiên mạch không thể chữa, đây là sự thực mà mọi người đều công nhận. Tuy tổ tiên đời thứ nhất nhà họ Vạn là võ giả thiên mạch, nhưng đó chắc chắn là có cơ duyên nào đó. Đến cuối cùng, Diệp Bắc Minh vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đám đông bàn tán. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh điểm ra một cái. Một đường chân nguyên chui vào trong cơ thể của người thiếu niên thiên mạch. Âm thanh, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, vang lên liên tiếp. Tiếng gì vậy? Mọi người nghi hoặc. Mau nhìn xem. Có người chỉ vào cơ thể của thiếu niên thiên mạch. Mọi người đều nhìn qua, tất cả đều trố mắt há hốc miệng, hoàn toàn ngây ngốc. Chỉ thấy hai mạch nhâm đốc hóa đá trong cơ thể thiếu niên thiên mạch đứt rời từng đoạn, hóa thành bột vụn, lộ ra một đường kinh mạch màu vàng nhỏ bằng sợi tóc ở sâu trong mạch đá. Đó là cái gì? Kinh mạch, vãi, trong cơ thể thiếu niên này có kinh mạch. Mọi người lập tức ồ lên. Diệp Bắc Minh lại điểm ra một cái, một luồng chân nguyên ngưng tụ. Thông qua hai mạch nhâm đốc, hội tụ ở trong đan điền của thiếu niên thiên mạch. Đan điền sáng lên, đây là hiện tượng kích thích sự sống. Nhìn thấy cảnh này, Kim Qua cũng sợ giật mình. Sắc mặt ông ta rất khó coi, nằm mơ cũng không ngờ bên trong kinh mạch hóa đá trong cơ thể người thiên mạch lại có một đường kinh mạch. Lão tổ, anh ta lại chữa khỏi được cho người thiên mạch, Ngư Thất Tình mở to đôi mắt, đúng là không dám tin. Lão tổ nhà họ Ngư giật lông mày, suýt nữa lồi cả con ngươi, chẳng lẽ tên nhóc này thực sự có số phận nghịch thiên? Kim trưởng lão, xem ra tôi thắng rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng. Người thiên mạch đã được chữa khỏi, mạng của ông là của tôi rồi. Việc này, Kim Qua sợ đến lùi lại mấy bước, khuôn mặt đỏ bừng, không tính. Trận này không tính. Ông tự vẫn đi. Cậu gian lận, chắc chắn là cậu gian lận. Ha ha. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, nếu ông đã không muốn tự vẫn, thì tôi giúp ông. Anh dậm chân. Gru. Một tiếng rồng gầm vang lên, cả bầu trời hóa thành màu máu. Một con huyết long từ trong Diệp Bắc Minh xông ra lao về phía Kim Qua. Kim Qua sợ đến quay người bỏ chạy. Muốn chạy hả, để cái mạng ở lại đi, Diệp Bắc Minh móc năm đầu ngón tay. Vuốt huyết long giống như móng vuốt của anh,
tóm về phía sau ót của Kim Qua. Muốn giết tôi, không thể nào, Kim Qua gào thét một tiếng, ngưng tụ một trận pháp phòng ngự trong không trung. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái khiên chắn màu vàng. Rắc rắc, trận pháp tan vỡ. Bằng, khiên chắn màu vàng nứt nổ. Đừng, cuối cùng Kim Qua hoảng loạn. Dừng tay. Diệp Bắc Minh, mày dám giết trưởng lão của Trấn Hồn Tông bọn tao, mấy giọng nói liên tiếp vang lên. Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy, năm móng vuốt của huyết long giáng xuống trực tiếp bóp vỡ cổ của Kim Qua. Mang cái đầu về, ném dưới chân của Diệp Bắc Minh. Giày Warrior dẫm lên cái đầu của Kim Qua, chết không nhắm mắt. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Ai có thể ngờ Diệp Bắc Minh lại thắng, mà còn ra tay vặt luôn cái đầu của trưởng lão Kim Qua trước mặt mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông. Sở Dĩnh Nhi ở phía xa mở to con mắt, tông chủ bá đạo quá, phong cách làm việc của anh ta sao cứ cảm thấy giống như Diệp Phong. Chẳng lẽ đúng là anh ta? Cơ thể Ngư Thất Tình cứng đờ, lão tổ, thực lực của anh Diệp hình như lại tiến bộ rồi. Đồng tử của lão tổ nhà họ Ngư co lại, nghiêm trọng gật đầu, 148 chiếc xương chí tôn thực sự đã làm thực lực của cậu ta tăng mạnh, nhưng cậu ta có thể tiếp được toàn bộ thách chiến tiếp sau đây mới coi như đứng vững chân. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, đã đồng ý cực thì phải chấp nhận thua, Kim trưởng lão đã thua. Mạng của ông ta là của Diệp Bắc Minh tôi. Mày! Mấy ông lão của Trấn Hồn Tông tức đến á khẩu không nói được gì, đôi mắt người nào cũng như đang nhỏ máu. Còn có ai nghi ngờ y thuật của Diệp Mỗ không? Diệp Bắc Minh không nhìn đến đám người Trấn Hồn Tông, chân dẫm lên đầu của Kim Qua hỏi. Im lặng như tờ. Không có ai dám tiếp tục thách chiến y thuật của Diệp Bắc Minh. Ngay cả người thiên mạch mà anh cũng có thể chữa được, lại thêm 13 cây kim châm quỷ dị hoàn toàn đánh sập lòng tin của mọi người. Đúng lúc này, một ông lão áo vải đứng ra, y thuật của Diệp Tông Chủ hiếm thấy trên đời, thực sự khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng lão phu không tin, cậu vừa có y thuật giỏi, mà thuật luyện đan cũng có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Diệp Bắc Minh lướt nhìn người này một cái, ông là ai? Ông lão áo vải khẽ mỉm cười, lão phu đế khung, bạn bè trong giới võ đạo coi trọng lão phu, đặt cho lão phu biệt hiệu cuồng đan. Cuồng đan, ông ta chính là cuồng đan. Là ông ta ư, vãi, một ông lão trông vô cùng bình thường lại là cuồng đan. Toàn hiện trường chấn động. Trưởng lão của các tông môn đều không thể bình tĩnh, người nào cũng tiến lên. Tiền bối cuồng đan, Thất Tinh Các đã tìm ông mấy ngàn năm, mời ông đến Thất Tinh Các làm khách khanh, chúng tôi bảo đảm đãi ngộ với ông như với tông chủ. Tiền bối cuồng đan, gia nhập thần tông chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho ông đãi ngộ của Thái Thượng trưởng lão. Mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông trực tiếp vây lên, tiền bối cuồng đan. Chỉ cần ông đồng ý đến Trấn Hồn Tông, tất cả tài nguyên của tông môn tùy ông sử dụng. Vãi! Toàn bộ người có mặt đều ngẩn người. Tài nguyên sử dụng tùy ý, cũng khoa trương quá rồi đấy, chỉ cần cuồng đan sử dụng hết tài nguyên cho con cháu đời sau của mình thì làm thế nào, một thanh niên chừng mở to đôi mắt, nghi hoặc khó hiểu. Một ông lão bên cạnh cốc mạnh đầu của người này, tiền bối cuồng đan một thân một mình, không có con cháu. Hơn nữa ông ta một lòng chỉ muốn luyện đan, làm sao có thể làm chuyện này. Thanh niên này ôm cục xương nhô lên trên đầu. Vậy bọn họ để ý cuồng đan thế làm gì? Đôi mắt của ông lão ngưng trọng, đan dược của tiền bối cuồng đan có thể khiến người khác đột phá cảnh giới thần tôn. Thậm chí, cuồng đan cũng có thể luyện ra đan dược nâng cao thực lực cảnh giới thần hoàng. Thần giới vẫn luôn lưu truyền một câu nói, kẻ có được cuồng đan, sẽ có được thiên hạ. Bây giờ cậu biết có nghĩa là gì rồi chứ? Người thanh niên tỏ vẻ mặt khinh thường, ánh mắt lướt nhìn cuồng đan, tiền bối cuồng đan đã lợi hại như vậy. Tại sao các thế lực lớn không bắt cóc ông ta về? Soạt! Xung quanh lập tức có vô số ánh mắt băng lạnh dồn đến, trong bóng tối cũng cuốn lên mấy chục luồng sát ý. Người thanh niên vừa nói câu này sợ đến trực tiếp bò dưới đất. Ông lão bên cạnh thụp một tiếng quỳ xuống, các vị tiền bối xin thứ tội, cháu nội nhà tôi tuổi còn nhỏ. Nó không hiểu những đạo lý này, lão phu nhất định sẽ quản giao nghiêm, xin các vị tiền bối tha mạng. Phập, phập, phập. Dập đầu ba cái. Sát ý ngút trời mới tan dần. Người thanh niên sợ suýt tè ra quần, ông nội, tại sao chứ? Ông lão đỏ bừng đôi mắt, cháu còn nói nữa. Nếu những tiền bối cảnh giới thần tôn thần hoàng đó muốn đột phá, thì phải dựa vào đan dược của tiền bối cuồng đan.
nếu cháu dám bắt cóc ông ta, chẳng phải là cắt đứt con đường tăng cấp của người khác ư? Đã từng có người làm vậy, nhưng đã bị diệt môn trong một đêm. Người thanh niên hít khí lạnh, suýt, cháu cũng không dám ăn nói bừa bãi nữa. Diệp Bắc Minh cũng không ngờ, anh lại có thể khiến cuồng đan xuất hiện. Anh khẽ động trong lòng, tiền bối cuồng đan, Thái Dương Tông có chỗ nào đắc tội với ông? Không có. Cuồng đan lắc đầu. Một mình tôi đắc tội với ông ư? Cũng không có. Cuồng đan tiếp tục lắc đầu. Vậy thì tại sao, Diệp Bắc Minh cau mày. Cuồng đan chỉ vào tấm biển phía sau Diệp Bắc Minh, ngoài luyện đan, lão phu không có sở thích gì khác. Tuy lão phu không phải là thiên hạ đệ nhất đan, nhưng ngoại trừ hai vị đó của Điện Thần Hoàng, thì cũng không có ai có thể vượt qua lão phu. Nếu cậu đập tấm biển này, thì lão phu sẽ quay người bỏ đi ngay. Diệp Bắc Minh mỉm cười, nếu tôi không đập thì sao? Đôi mắt cuồng đan sầm xuống, một luồng chiến ý ngút trời dâng trào, vậy thì lão phu muốn lĩnh giáo thuật luyện đan của Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ nói, bất kỳ đan dược phẩm cấp nào, chỉ cần tự chuẩn bị phương thuốc và nguyên liệu, sẽ thành đan thành công 100% tại chỗ. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng. Cuồng đan cười lạnh lùng một tiếng, hừ, cuồng ngạo. Lão phu luyện đan mấy vạn năm, cũng không dám nói thành đan 100%. Diệp Bắc Minh cười, vậy chúng ta thi thử xem. Suýt. Một tràng tiếng suýt xoa vang lên. Không có ai tin, Diệp Bắc Minh có thể thắng được cuồng đan. Cuồng đan cười lắc đầu, cậu nhóc, cậu không xứng để lão phu ra tay. Ở đây lão phu có 3 phương thức luyện đan, dược liệu đều đã chuẩn bị xong cho cậu, nếu cậu có thể luyện thành đan trước mặt mọi người. Lão phu có thể suy nghĩ đấu với cậu một trận. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu dứt khoát nhanh gọn. Đây là phương thức luyện đan, dược liệu ở trong chiếc nhẫn chữ vật này, cuồng đan giơ tay, ném qua 3 tờ phương thức luyện đan và một chiếc nhẫn chữ vật. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem, không nói gì. Anh giơ tay lấy ra đỉnh thái cực, thần niệm quét qua chiếc nhẫn chữ vật. Dược liệu rào rào bay ra, anh xoay chuyển 2 tay trong không trung, nhanh chóng xử lý hoàn tất toàn bộ dược liệu. Mở đỉnh thái cực, ném cả 3 phần dược liệu vào trong đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, cuồng đan nổi giận, cậu nhóc, cậu đang làm gì vậy? Lão phu đưa cậu 3 tờ phương thức luyện đan, 3 loại dược liệu để luyện đan. Cậu muốn bỏ hết chúng vào trong một đỉnh đan, cậu nghĩ luyện đan là rau trộn hả? Xung quanh cũng vang lên các giọng nói, tôi thấy tên nhóc này vốn không biết luyện đan. Ngay cả đạo lý cơ bản cũng không hiểu, trộn lẫn dược liệu của 3 loại đan dược với nhau, cuối cùng đỉnh đan này chắc chắn sẽ nổ tan. Ha ha, múa rìu qua mắt thợ, một tên hề. Rất nhiều người đều cười lạnh lùng theo. Diệp Bắc Minh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, tiền bối cuồng đan, đừng vội. Ai nói với ông, đan dược khác nhau nhất định phải chia ra luyện. Là sư phụ của ông sao? Hừ. Cuồng đan hừ lạnh lùng một tiếng, tôi xem cậu có thể có trò quỷ gì. Diệp Bắc Minh không giải thích thêm, giơ lòng bàn tay. Lập tức xuất hiện 3 ngọn lửa. Ngọn lửa liền bay đến 3 phương vị của đỉnh thái cực. 3 ngọn lửa luyện đan, là thao tác gì thế? Ha ha ha. Một người không hiểu luyện đan như tôi cũng cảm thấy tên nhóc này đang giở trò ảo thuật. Đùa hả? Ha ha ha. Những người khác cũng đang đợi xem trò cười của Diệp Bắc Minh. Chỉ có vẻ mặt cuồng đan biến sắc, đây là. 15 phút sau, mọi người đều không cười nổi. Vì từ trong đỉnh thái cực đã tỏa ra từng làn hương thơm của dược liệu. 15 phút sau, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, mở. Phập. Đỉnh thái cực ầm ầm mở ra. 3 viên đan dược bay vút lên trời, lơ lửng trong không trung. 9 đường vân đan, đế phẩm. 3 loại đan dược, luyện chung một lò. Không hề có lỗi hỏng. Việc này. Vãi mẹ kiếp. Những người vừa nãy chế nhạo đều trố mắt. Ngư Thất Tình còn véo mạnh lên ra cổ tay mình một cái, còn tưởng mình đang nằm mơ. Lúc này, Diệp Bắc Minh dường như trở thành trung tâm của cả thế giới. Cuồng đan ngưng cười, cậu nhóc, cậu thực sự rất mạnh. Mạnh hơn những người cùng độ tuổi rất nhiều, cũng đủ làm đối thủ của lão phu. Có điều, luyện đan không phải là ảo thuật. Một lò luyện thành một loại đan dược chẳng khác gì với luyện thành 3 loại đan dược. Chất lượng của đan dược mới là quan trọng nhất. Diệp Bắc Minh cười, vậy, chúng ta cược một trận đi. Nếu ông thắng, tôi dỡ tấm biển này, từ nay không luyện đan nữa. Nếu ông thua, thì dép nhập Thái Dương Tông.
Diệp Bắc Minh vừa dứt lời, cả hiện trường đầu tiên là yên tĩnh. Liền sau đó, ha ha ha, cả hiện trường cười ồ lên. Tông chủ Thái Dương Tông này thật thú vị. Cậu nghĩ thuật luyện đan của mình còn vượt qua cả tiền bối cuồng đan sao? Đấu một trận với tiền bối cuồng đan, làm sao hắn dám chứ? Cho dù vừa nãy Diệp Bắc Minh dùng một lò luyện thành ba loại đan dược khác nhau, cũng không thể nào là đối thủ của cuồng đan. Cuồng đan thản nhiên lắc đầu, cậu thanh niên, vừa nãy lão phu nói cậu có tư cách làm đối thủ của lão phu là cho cậu thể diện. So thuật luyện đan với tôi, cậu, vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Bắc Minh cũng không tức giận, khẽ gật đầu, cũng phải, dù sao cũng là cuồng đan. Chẳng may thua thật thì cũng mất mặt, tôi hiểu. Cậu nói cái gì? Trong đôi mắt cuồng đan lóe lên tia lửa giận, được được, cậu đã muốn chết, thì lão phu cho cậu toại nguyện. Cậu muốn so thế nào? Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, chúng ta thi luyện chế một lò đan dược ngay tại đây. Không có hạn chế, xem đan dược của ai luyện ra có phẩm chất cao nhất. Được, chân lý đơn giản. Cuồng đan không hề do dự gật đầu, nếu tôi thua, tôi sẽ gia nhập Thái Dương Tông. Nếu tôi thắng, bắt đầu từ hôm nay cậu không được phép động vào thuật luyện đan. Được. Diệp Bắc Minh vừa trả lời. Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên, đợi đã. Soạt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên trưởng lão của Trấn Hồn Tông, chỉ thấy người này chắp tay với cuồng đan, tiền bối cuồng đan, đặt cược như này thực sự lợi cho tên nhóc này quá. Nếu đã cược, chúng ta chơi lớn đi. Trấn Hồn Tông tôi hy vọng tăng thêm điều kiện cược. Cuồng đan cao mày, viên trưởng lão, ông muốn tăng thêm cái gì? Viên trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, trưởng lão Kim Qua đã chết thảm trong tay kẻ này, chúng tôi hận không thể lập tức xé xác hắn thành trăm mảnh. Chúng tôi muốn cực xương chí tôn trong cơ thể kẻ này. Nếu tiền bối cuồng đan thắng, xương chí tôn trong cơ thể kẻ này để Trấn Hồn Tông chúng tôi tự do lấy đi. Nếu ông thua, Trấn Hồn Tông chúng tôi nguyện lấy ra tất cả lợi ích 10 năm sản nghiệp của cả tông môn giao cho Thái Dương Tông. Cuồng đan nhìn sang Diệp Bắc Minh, nếu tên nhóc này không có ý kiến, lão phu cũng không có ý kiến. Viên trưởng lão khiêu khích nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, cậu dám chấp nhận điều kiện cược của Trấn Hồn Tông chúng tôi không? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ khó xử, như vậy không hay lắm nhỉ? Đây là trận cược của tôi và tiền bối cuồng đan. Chín vị sư tỷ thấy vậy, liền che miệng cười thầm. Tiểu sư đệ lại xấu xa rồi. Viên trưởng lão cười đầy thâm ý, làm sao, cậu không dám ư? Xem ra thiên hạ đệ nhất đan này chỉ là hư danh. Diệp Bắc Minh giả bộ nín đỏ mặt, đang định đồng ý. Vương Yên Nhi không hiểu rõ, không nhịn được xông đến, cậu Diệp, đừng hành động theo cảm tính. Tôi biết cậu không nắm chắc phần thắng, đồng ý với ông ta ngược lại sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho cậu. Viên trưởng lão thấy vậy định thêm ngọn lửa, ha ha ha, tôi thấy cậu là không dám đấy. Ai nói tôi không dám? Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, tôi đồng ý với điều kiện cược của ông. Ấy, lời vừa được nói ra, trong đám đông vang lên tiếng suýt xoa. Lão tổ nhà họ Ngư thở dài một tiếng, ây, vẫn còn quá trẻ, không chịu nổi đả kích. Ngư Thất Tình lắc đầu, việc này lại rất phù hợp với tính cách của anh ta, tiếc là. Phía sau đám đông, đôi mắt đẹp của Sở Dĩnh Nhi lóe lên, sao mình cứ cảm thấy anh ta không có ý tốt. Đợi đã, viên trưởng lão định rèn sát nhân lúc còn nóng. Diệp Bắc Minh đỏ con mắt, ông còn muốn thế nào? Viên trưởng lão cười. Quay đầu nhìn sang người của các tông môn khác, các vị, chẳng lẽ các vị không muốn cược sao? Liền sau đó, một ông lão của Độn Thế Thần Tông tiến lên một bước, Độn Thế Thần Tông cũng nguyện dùng lợi ích 10 năm của tông môn, cược lấy xương chí tôn. Tiếp đó, một bà lão của Thất Tinh Các gật đầu, Thất Tinh Các tham gia đánh cược, giống với Trấn Hồn Tông và Độn Thế Thần Tông. Thần Cung Lục Đạo tham gia đánh cược, cũng như vậy. Nhà họ Vạn tham gia đánh cược, cũng như vậy. Nhà họ Kỳ tham gia đánh cược, cũng như vậy. Mấy nhà vội vàng bước ra, chỉ sợ muộn hơn người khác một bước. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, mọi người còn tưởng anh đã sợ. Trên thực tế là anh đang kích động. Người tốt, viên trưởng lão đúng là người tốt. Lần này, Thái Dương Tông không cần phải lo mấy chục năm rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, cuồng đan khẽ quát một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Chỉ thấy, cuồng đan nhẹ nhàng giơ tay.
một chiếc đỉnh đan cổ xa xung quanh có chấp điện màu xanh làm vần quanh bay ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Đỉnh thiên lôi, vật này lại ở trong tay cuồng đan. Nghe nói dùng đỉnh thiên lôi luyện đan có thể nâng cao tỷ lệ 3 phần, hơn nữa nếu có đan dược hàng đầu xuất thế còn có thiên lôi cuồn cuộn đi theo. Nên đỉnh thiên lôi được đặt tên theo đó. Một vài võ giả đỏ bừng khuôn mặt, xem ra tiền bối cuồng đan thắng chắc rồi. Cuồng đan cũng mặc kệ những lời bàn tán của mọi người. Một lúc lấy ra mấy chục loại dược liệu, hai tay không ngừng vung múa trong không trung. Xử lý hoàn tất số dược liệu này trong phút chốc, một lúc ném hết toàn bộ vào trong đỉnh thiên lôi. Trong tích tắc, ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sét đánh kinh thiên, chớp điện phá vỡ bầu trời. Vãi, vừa bắt đầu đã có dị tượng xảy ra, tuyệt đối là một lò đan dược hàng đầu. Có thể tận mắt nhìn thấy cuồng đan luyện đạn, không uổng đời này. Những người xung quanh bàn tán. Viên trưởng lão kích động vung chân múa tay, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tôi xem cậu chết thế nào. Trên mặt của người độn thế thần tông, thất tinh các, thần cung lục đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đều nở nụ cười. Lại nhìn Diệp Bắc Minh từ từ xử lý dược liệu trong tay. Trong đỉnh thiên lôi đã tỏa ra hương thơm thoang thoảng, bầu trời không ngừng có sấm sét chớp lóe. Bên này Diệp Bắc Minh vừa xử lý xong dược liệu, ném vào trong đỉnh thái cực. Một canh giờ sau, đôi mắt của cuồng đan nghiêm lại, mở cho tôi. Phập, một tiếng vang trầm bức. Đỉnh thiên lôi mở ra, giống như một đường sét đánh lóe lên rồi vụt tắt trước mặt mọi người. Cuồng đan giơ tay lên tóm. Một viên đan được như được tạo thành từ bê tông vàng kim xuất hiện trong bàn tay. Viên trưởng lão kích động đến đỏ bừng mặt, trên đế phẩm, chí tôn trong đan. Đan dược tôn phẩm, chín đường vân đan. Thần đan, đây là thần đan thực sự. Cho dù không có cực thi ngày hôm nay, đan dược tôn phẩm chín đường vân đan cũng hiếm có trên đời, thiên hạ vô song. Cuồng đan, không hổ là cuồng đan. Tiền bối cuồng đan vô địch. Rất nhiều người đỏ con mắt. Nhìn chằm chằm đan dược trong tay cuồng đan. Khuôn mặt Vương Yên Nhi lập tức trắng bệch như tuyết, xong rồi. Lão tổ nhà họ Ngư, Ngư thất tình lướt nhìn đỉnh đan của Diệp Bắc Minh một cái. Gần như cùng lắc đầu, xem ra không thể nào có kỳ tích xuất hiện. Sở Dĩnh Nhi cau mày, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Lúc này, đôi mắt của cuồng đan nghiêm lại nhìn sang Diệp Bắc Minh, cậu thanh niên, cậu thua rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên cười. Ai nói tôi thua? Mở. Phập. Một tiếng vang trầm bức, đỉnh thái cực ầm ầm mở ra. Không hề có dị tượng, cũng không hề có thay đổi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên tóm, một viên đan dược đen xì từ từ bay ra, lơ lửng trên không trung. Mọi người sững sờ. Sau đó, ha ha ha, cả hội trường cười ồ lên. Viên trưởng lão cũng không đứng thẳng lưng nổi, Diệp Bắc Minh. Cậu, ha ha ha. Cậu đúng là muốn tôi cười chết hả? Viên đan dược này không hề có hương thơm, đen xì xì thì cũng thôi đi, bên trên lại còn chẳng có một đường vân đan nào. Sốt của cậu đang giả bộ thâm trầm gì chứ? Làm sao cậu so được với tiền bối cuồng đan? Hả? Cuồng đan cũng tỏ vẻ mặt thất vọng, lắc đầu, vậy mà tôi lại rất nghiêm túc, thôi vậy. Quay người bỏ đi. Viên trưởng lão quát lớn một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu còn đợi cái gì? Mau giao xương chí tôn ra. Những người này có mắt không tròng thì cũng thôi đi, không ngờ ông được gọi là cuồng đan, lại cũng không có kiến thức, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Cuồng đan dừng bước chân, cậu nói gì? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, chẳng thèm giải thích. Lúc này cuồng đan mới nhìn lại viên đan dược màu đen mà Diệp Bắc Minh luyện chế. Đột nhiên, đồng tử của cuồng đan co lại, chẳng lẽ? Soạt, tàn ảnh vụt lên. Lập tức xuất hiện trước viên đan dược đen xì đó. Chỉ là nhìn một cái. Cơ thể không nhịn được run lên. Tiền bối cuồng đan làm sao vậy? Mọi người cũng không thấy không đúng. Liền sau đó. Thụp. Cuồng đan trực tiếp quỳ xuống đất. Việc này. Tiền bối cuồng đan, sao ông lại quỳ? Viên trưởng lão kinh ngạc há hốc miệng. Các trưởng lão của tông môn khác cũng nhớn lông mày, cảm thấy sự việc không đúng. Vẻ mặt Ngư thất tình biến sắc, lão tổ, thế này là sao? Lão tổ nhà họ Ngư lắc đầu, việc này, bản lão tổ cũng không nhìn ra. Đan mạc trong truyền thuyết. Cuồng đan đỏ bừng đôi mắt, giọng khàn khàn. Lập tức giống như già đi 10 tuổi,
ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu làm được bằng cách nào? Đan Mạc là gì? Rất nhiều người ở đó đều ngẩn người. Chỉ có số ít người mặt biến mắt, kinh hãi kêu ra tiếng, tiền bối Cuồng Đan, ông nói thật chứ? Đan Mạc, viên đan dược đen xì xì mà tên nhóc này luyện ra lại là Đan Mạc trong truyền thuyết ư? Cuồng Đan gật đầu với sắc mặt ngưng trọng, đúng thế. Tiền bối, rốt cuộc Đan Mạc là gì? Một số người không nhịn được hỏi. Một ông lão trong đám đông tỏ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm viên đan dược màu đen mà Diệp Bắc Minh luyện ra, Đan Mạc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền chỉ có nhân tài có đạo luyện đan đạt đến đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra Đan Mạc. Là thuốc ba phần độc, còn Đan Mạc là độc tố trong đan dược. Đồng thời, đan dược bắt đầu từ khoảnh khắc luyện chế, công hiệu không ngừng giảm bớt. Hương thơm tỏa ra từ trong đan dược thực ra là công hiệu từ từ giảm xuống. Còn Đan Mạc vừa hay hàm chứa toàn bộ công hiệu trong đan dược, lúc cần sử dụng, thì xé lớp màng đan ra là được. Chẳng trách lúc Diệp Tông chủ luyện đan, không có hương thơm tỏa ra, thì ra là có Đan Mạc. Nói xong, ông lão cũng thay đổi xưng hô, gọi Diệp Bắc Minh là Diệp Tông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy ý kính sợ. Ngư Thất Tình mở to đôi mắt, lão tổ, ông ta nói có thật không? Lão tổ nhà họ Ngư ngưng trọng gật đầu, đúng thế. Còn có một điều mà ông ta chưa nói ra. Sở dĩ một vài tông môn sa sút, phần lớn nguyên nhân là vì không có thầy luyện đan hàng đầu. Cho dù tổ tiên có thầy luyện đan hàng đầu, đan dược luyện chế ra vì không có đan mạc cũng không thể bảo quản được lâu dài. Thời gian lâu rồi, công hiệu của đan dược cũng mất. Nếu có đan mạc thì khác rồi. Đan dược có thể được bảo quản 100.000 năm, 1 triệu năm, thậm chí là 10 triệu năm. Nếu lúc này giữ lại đan dược đột phá cảnh giới thần tôn, cảnh giới thần hoàng, thì chẳng phải có thể khiến một gia tộc không ngừng sản sinh ra thần tôn, thần hoàng sao? Sở dĩ điện thần hoàng khủng bố, chính là vì họ có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp như vậy. Người có thể luyện ra đan mạc, hoàn toàn có thể khiến một tông môn hoặc gia tộc đời đời bất diệt. Vừa dứt lời. A, à, cơ thể của Vương Yên Nhi run lên, ôm chặt cái miệng nhỏ. Cô ta kích động đến toàn thân run lên, cuối cùng đã biết tại sao lúc trước Diệp Bắc Minh dám khoa trương nói bảo đảm nhà họ Vương đời đời bất diệt. Anh thực sự có bản lĩnh này. Ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Từ vẻ khinh thường, kinh ngạc ban đầu. Biến thành ngưng trọng, chấn hãi, không thể tin nổi. Tiền bối, tôi có thể lột lớp màng đàn xem thử không? Xin cậu đấy, Cuồng Đan quỳ dưới đất, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khao khát. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, viên đan dược này vốn là chuẩn bị cho ông. Chuẩn bị cho tôi. Cuồng Đan nghi hoặc. Bốc lấy viên đan dược màu đen, lột ra lớp màng đan giống như chí bảo. Vù. Một luồng dược lực cực kỳ cường mạnh ập đến. Dưới đan mạc lại là một viên đan dược trong suốt như thủy tinh. Chất lỏng. Dưới đan mạc lại là chất lỏng. Cuồng Đan ngẩn người, sau đó hiểu ra, tôi hiểu rồi. Ha ha ha. Tôi hiểu rồi. Đây là tất cả tinh hoa của dược liệu, chất lỏng dễ được hấp thụ nhất, tiến vào xương cốt chân tay với tốc độ nhanh nhất. Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Cuồng Đan vui mừng khâm phục. Diệp tiền bối, làm sao cậu làm được việc này? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ông muốn học không? Tôi dạy ông. Sư phụ. Cuồng Đan quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, sư phụ trên cao, nhận của đồ nhi một lạy. Vãi. Cuồng Đan bái sư. Mẹ kiếp, đồng tử của tất cả võ giả có mặt đều chấn động, trái tim như sắp nhảy ra. Cuồng Đan mà các tông môn đều luôn lôi kéo lại bái Diệp Bắc Minh làm sư trước mặt mọi người. Đang nằm mơ sao, điên cuồng quá rồi. Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, đồ nhi đứng lên đi, vừa nãy viên đan dược đó là chuẩn bị cho ông, uống nó đi. Vâng, Cuồng Đan không hề do dự, nuốt viên đan dược. Đây là... con mắt của ông ta bỗng run run. Sau đó ngồi khoanh chân. Một luồng khí tức như sóng thần vút trên trời, khí tức của Cuồng Đan cũng từ cảnh giới thần tôn đỉnh phong bước đến cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Mẹ nhà nó. Đù, đù, đù má. Cảnh tượng này quả thực còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả việc Cuồng Đan bái Diệp Bắc Minh làm vi sư ngay trước mặt mọi người. Cảnh giới thần tôn đỉnh phong có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng dễ như trở bàn tay như thế, viên đan dược vừa rồi rốt cuộc có cấp bậc gì? Viên trưởng lão hoàn toàn sợ đến ngây người, há to miệng. Đám người độn thế thần tông,
Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Lão Tổ, Ngư Thất Tình sụp đổ, ngài nhìn thấy chưa? Ngài dự đoán sai rồi. Lão Tổ nhà họ Ngư ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, là Lão Tổ tính sai rồi. Sai một bước, thua cả bàn cờ. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Dương Tông hoàn toàn đứng vững chân. Một lát sau, Cuồng Đan ổn định cảnh giới. Ông ta nhìn xung quanh mọi người tại đây, từ ngày hôm nay, Cuồng Đan Đế Khung tôi chính là đệ tử của Tông chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh. Ai đối địch với Thái Dương Tông chính là kẻ địch của Cuồng Đan tôi. Leng keng hữu lực, nói năng mạnh mẽ, một Cuồng Đan cảnh giới thần hoàng. Còn có một Tông chủ Tam Tuyệt sâu không lường được, hiểu biết võ đạo, y thuật, đan đạo. Nếu còn muốn đối đầu với Thái Dương Tông, phải tự ước lượng bản thân trước. Diệp Bắc Minh bình tĩnh mỉm cười, còn có ai muốn đối địch với tôi không? Yên lặng như tờ. Đám người viên trưởng lão nhìn nhau, chúng ta đi. Chờ một chút. Diệp Bắc Minh bỗng nói. Đám người viên trưởng lão dừng lại, Diệp Tông Chủ, cậu còn muốn như thế nào nữa? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, ông đừng quên tiền đặt cược vừa nãy, lợi nhuận 10 năm của tông môn các vị nhớ đưa đến Thái Dương Tông trong vòng 3 ngày. Trong mắt viên trưởng lão chuyển động, nhớ rồi. Rồi quay người nhanh chóng rời đi. Vương Yên Nhi đi tới, khuôn mặt lo lắng nói, cậu Diệp, nhìn dáng vẻ kia, có vẻ bọn họ sẽ không thật sự cho tông môn của cậu lợi nhuận 10 năm. Yên tâm, không ai có thể quyệt nợ của tôi. Diệp Bắc Minh nói xong, tiến lên một bước, hôm nay Diệp Bắc Minh tôi tự mình khám bệnh, nhận luyện đan, giới hạn 100 người đầu tiên. Tôi. Diệp Tông Chủ, tôi. Cả đám người như thể phát điên, chen chúc lên phía trước. Ngư Thất Tình và Lão Tổ nhà họ Ngư đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lão Tổ, làm sao bây giờ, Ngư Thất Tình dùng ánh mắt phức tạp nhìn cửa chính của Y Tông Đệ Nhất Thiên Hạ và Đan Tông Đệ Nhất Thiên Hạ. Lão Tổ nhà họ Ngư yên lặng, hít sâu một hơi, Thất Tình, vì tương lai của nhà họ Ngư. Hạ thấp tư thái, đi cầu xin cậu Diệp đi. Nói không chừng cậu Diệp sẽ xem ở tình cảm những ngày qua. Cho nhà họ Ngư chút trợ giúp. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đã đủ với nhà họ Ngư rồi. Ngư Thất Tình khẽ cắn cắn môi đỏ, được, để con đi thử xem. Đám người viên trưởng lão chật vật rời khỏi thành phố thần. Vừa dừng lại, một lão già của nhà họ Kỷ không nhịn được mà mở miệng, viên trưởng lão, ông xem ông làm ra chuyện này là sao? Lợi nhuận 10 năm của toàn bộ nhà họ Kỷ đấy. Không lẽ thật sự chắp tay đưa cho thằng này? Lợi nhuận 10 năm là một lượng tài phú dầu nứt đố đổ vách. Viên trưởng lão ông không phải truyền âm nói cho chúng tôi là chắc chắn sẽ thắng sao. Viên trưởng lão, ông nói xem, hiện tại việc này phải làm sao. Tôi biết của cải của Trấn Hồn Tông giàu có, nhưng chúng tôi không thể nào so sánh được với Trấn Hồn Tông. Mấy người Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn nhao nhao mở miệng theo. Bọn họ đại diện cho thế lực của mình tới. Hiện tại thua lợi nhuận 10 năm, trở về bọn họ khó mà xóa được tội lỗi. Viên trưởng lão cười lạnh, hừ, ai nói chúng ta thua? Hả? Tất cả đều nhìn chằm chằm viên trưởng lão. Chỉ nghe ông ta chậm rãi mở miệng, rõ ràng là Cuồng Đan và Diệp Bắc Minh bắt tay nhau gian lận. Các ông cũng không nghĩ lại, với trình độ luyện đan của Cuồng Đan, sao có thể thua dưới tay Diệp Bắc Minh? Chắc chắn là hai kẻ đó đã bắt tay nhau, cố ý bẫy chúng ta. Ánh mắt bọn họ sáng lên, đúng, nhất định là như vậy. Cuồng Đan đáng chết, thế mà bắt tay với Diệp Bắc Minh lừa gạt chúng ta. Viên trưởng lão lộ ra nụ cười hài lòng, tất cả đều là người thông minh, chỉ cần trở về giải thích như vậy thì sẽ không bị trách tội. Một lão già của nhà họ Vạn nhíu mày, nhưng mà... Dù thế nào chúng ta cũng thua trước mặt bao người. Nếu Diệp Bắc Minh tới cửa đòi nợ, chúng ta nên đáp trả nên như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người này, thằng kia dám tới cửa, chẳng phải phù hợp với ý định của chúng ta. Lão già nhà họ Vạn vỗ đầu một cái, tôi đúng là hồ đồ. Đúng vậy, nếu anh ta tới cửa đòi nợ, khác gì đi chịu chết không? 3 ngày. Dòng dã 3 ngày. Người thứ 57. Diệp Bắc Minh trông coi không rời một tấc tại Y Tông Đệ Nhất Thiên Hạ, Đan Tông Đệ Nhất Thiên Hạ. 9 vị sư tỷ hỗ trợ, Vương Yên Nhi phụ trách đăng ký. Diệp Bắc Minh luyện đan, trị liệu chứng bệnh nan y ngay trước mặt mọi người.
Ngư Thất Tình đứng trong đội ngũ, điên cuồng dùng tài nguyên tu võ trao đổi vị trí với người phía trước. Người thứ 69. Ngư Thất Tình cuối cùng cũng đổi đến vị trí gần trước, sắp đến mình rồi. Chỉ cần mình có thể giành được vị trí trước 100, cậu Diệp nhất định sẽ giúp mình một lần. Đến lúc xếp hàng, lão tổ nhà họ Ngư cho Ngư Thất Tình một đan phương. Cùng một chiếc nhẫn chứa vật đựng trên 100 loại dược liệu. Đan phương này do tổ tiên nhà họ Ngư giành được trong một di tích, trên đó ghi lại một loại đan dược tên là phá linh đan. Theo đan phương giải thích, chỉ cần uống vào phá linh đan, nhất định có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Vô số năm qua, nhà họ Ngư đã sớm không tiếc bất cứ giá nào, thu thập toàn bộ dược liệu trên đan phương. Đáng tiếc tất cả 10 người có danh tiếng lẫy lừng trong giới đan đạo mà nhà họ Ngư tìm đến đều thất bại. Không một ai ngoại lệ. Thậm chí một vị tiền bối đức cao vọng trọng còn trào phúng, phá linh đan hoàn toàn là lừa người khác, không thể nào thành công. Lão tổ nhà họ Ngư vốn đã quên chuyện này, hôm nay nhìn thấy thực lực luyện đan kinh khủng của Diệp Bắc Minh mới nghĩ đến việc thử một lần nữa. Người thứ 98. Ngư Thất Tình nhìn về phía trước, tổng cộng còn 2 người. Cô ta xếp hàng ở vị trí thứ 101. Đột nhiên, thanh niên trước mặt quay đầu, nở nụ cười, tôi đã thấy hết hành động vừa rồi của gia chủ nhà họ Ngư, cô bỏ ra cái giá rất lớn, cuối cùng cũng giành được vị trí thứ 101. Nhưng Diệp Tông Chủ từng nói, hôm nay chỉ tiếp đãi người từ 100 trở về trước. Chỉ cần nhà họ Ngư đồng ý cho tôi 3 thần khí, tôi sẽ đổi chỗ cho cô, thế nào hả? Ngư Thất Tình khinh thường cười một tiếng, nằm mơ. Thanh niên nhướng mày, gia chủ nhà họ Ngư, tôi không hề đùa giỡn với cô, tôi nghiêm túc. Ngư Thất Tình vẫn khinh thường, tôi cũng nghiêm túc. Thanh niên sầm mặt lại, 2 thần khí. Đối với nhà họ Ngư mà nói, không tính là thương đến căn bản đi. Hơn nữa, cái giá mà vừa rồi nhà họ Ngư phải trả, hơn xa 2 thần khí. Ngư Thất Tình không nhịn được mà trào phúng, anh đừng có mà nằm mơ, một cái cũng không có đâu. Tôi có quen biết với cậu Diệp, cho nên dù tôi có xếp hàng ở vị trí 101 thì anh ấy vẫn sẽ cho tôi chút mặt mũi. Tôi hoàn toàn không cần giao dịch với anh, hiểu. Thanh niên nhìn Ngư Thất Tình thật sâu, được, là tôi quấy rầy. Không cần phải nhiều lời nữa. Người thứ 99. Một lão già trước mặt thanh niên tiến lên trước, bí mật truyền âm vài câu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, quỷ môn thập tam châm bay ra. Chui vào trong cơ thể lão già. Thân thể của lão già run lên, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Diệp Bắc Minh nhanh chóng viết xuống phương thuốc, bốc thuốc theo dược liệu trên này, dù có là một đại phu bình thường cũng có thể giải quyết vấn đề của ông. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Lão già mang ơn đội nghĩa rời đi. Người thứ 100. Thanh niên quay đầu nhìn Ngư Thất Tình lần cuối, nhà họ Ngư, cô chắc chắn không suy xét lại. Ngư Thất Tình quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh, tự tin đáp, không cần. Được. Thanh niên tiến lên, lấy ra một đan phương giao cho Diệp Bắc Minh. Lại lấy ra dược liệu sớm đã chuẩn bị sẵn. Sau nửa giờ, Diệp Bắc Minh giao đan dược đã luyện chế xong cho thanh niên. Thành, thế mà thật sự thành công. Ngài chính là bố mẹ tái sinh của Bạch Như Long tôi. Thanh niên quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu mấy cái, cất kỹ đan dược như nhặt được chí bảo. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Anh đứng lên, chậm rãi vươn vai, chư vị, tôi đã hoàn thành việc tiếp đón 100 khách hàng. Diệp Mỗ đã không chợp mắt suốt 3 ngày 3 đêm, xin phép đi xuống nghỉ ngơi trước. Nếu mọi người vẫn đăng ký được tại chỗ của sư tỷ tôi, một vài vấn đề thường thấy, 9 vị sư tỷ của tôi có thể giải quyết. Những người tu võ còn đang xếp hàng dù rất thất vọng, nhưng không dám nói thêm cái gì. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình dường như không hề nhìn thấy Ngư Thất Tình. Nhưng rõ ràng Ngư Thất Tình đứng ngay trước mặt anh. 2 người cách nhau chưa đến 10 mét. Ngư Thất Tình nóng vội, thốt ra, câu Diệp, chờ chút đã. Người tu võ khác chuẩn bị rời đi sôi nổi dừng bước chân. Tình huống gì vậy? Không biết nữa, hình như có chuyện cũ. Nhìn kỹ hắn nói. Vô số đôi mắt nhìn qua. Diệp Bắc Minh dừng lại, cô gái này. Cô còn có việc gì? Cô gái. Ngư Thất Tình sửng sốt, nuốt nước miếng, cậu Diệp, anh không biết tôi. Tôi là Ngư Thất Tình đây. Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên là tôi biết rồi, gia chủ của nhà họ Ngư, Ngư Thất Tình.
Trong lòng Ngư Thất Tình cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt phức tạp cực kỳ, cậu Diệp, tôi, Thất Tình tôi biết, chuyện ngày hôm đó của nhà họ Ngư khiến cậu Diệp tổn thương rất lớn. Thất Tình ở nơi này xin lỗi anh, thật ra tôi. Gia chủ nhà họ Ngư cầu xin người ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, đối với cô ta mà nói, quả thực như ném đi toàn bộ danh dự. Thế nhưng, Ngư Thất Tình còn chưa kịp nói xong một câu. Diệp Bắc Minh đã ngắt lời, gia chủ nhà họ Ngư, cô suy nghĩ nhiều. Đối với tôi mà nói, chuyện của nhà họ Ngư không đáng nhắc đến, càng chưa nói đến tổn thương. Hơn nữa, lão tổ nhà họ Ngư cũng nói, sau này mọi người coi nhau như người qua đường, không phải sao. Này, Ngư Thất Tình ngậm miệng không trả lời được. Gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Cô ta gắt gao cắn chặt môi đỏ, gần như muốn nhỏ máu, cậu Diệp. Anh còn nợ tôi một nợ ân tình. Diệp Bắc Minh lắc đầu, gia chủ nhà họ Ngư, quả thực tôi đã từng thiếu cô một ân tình, nhưng tôi trả lại cho cô hai ân tình. Gia chủ nhà họ Ngư sẽ không phải là quý nhân hay quên chứ? Tôi, Ngư Thất Tình há to miệng, một câu cũng không nói nên lời. Cô ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Vương Yên Nhi sau lưng Diệp Bắc Minh, Yên Nhi, cô giúp tôi cầu xin cậu Diệp một chút được không? Vương Yên Nhi hơi khó xử. Dù thế nào, hai người vẫn luôn là bạn bè cực thân thiết. Chỉ là gần đây, cô ta qua lại với Diệp Bắc Minh gần hơn chút. Mà sau khi trở thành gia chủ nhà họ Ngư, Ngư Thất Tình không còn liên hệ với cô ta nữa. Vương Yên Nhi nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh, cô ta biết, chỉ cần cô ta mở miệng, Diệp Bắc Minh nhất định sẽ đồng ý hỗ trợ. Nhìn thấy đôi mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập tơ máu, ba ngày ba đêm chưa chợp mắt. Cô ta thấy hơi đau lòng. Vương Yên Nhi hít sâu một hơi, Thất Tình, cậu Diệp đã không nghỉ không ngủ suốt ba ngày ba đêm. Suốt ba ngày này, anh ấy luyện đan, chữa bệnh với cường độ cao. Dù cho cô thật sự có việc gấp, có thể bàn bạc vào lần sau không? Tôi đăng ký cho cô nhé. Ngư Thất Tình tức giận đến thân thể phát run, nỗi oán hận xông lên tận trời, lần sau. Nào còn có lần sau? Cô không muốn giúp tôi thì cứ việc nói thẳng, còn dám nói là bạn thân của tôi. Cô có biết là nợ ân tình mà cậu Diệp thiếu tôi bị tôi dùng trên người thằng em trai Vương Nguyên rác rưởi của cô không? Nếu không có tôi cầu xin, hắn sớm đã bị cậu Diệp tát cho một cái thành bãi xương máu. Vương Yên Nhi không dám tin tưởng nhìn Ngư Thất Tình phẫn nộ vô cùng, nước mắt lưng tròng, Thất Tình, cô hiểu lầm tôi. Tôi không có. Ngư Thất Tình thấy người tu võ xung quanh chỉ trỏ trỏ, chút lòng tự ái này rốt cuộc không chịu nổi. Hoàn toàn bùng nổ, được rồi. Không cần giải thích nữa. Cô ta nắm lấy một góc váy dài, một kiếm chém đứt. Bắt đầu từ hôm nay, tình nghĩa chị em của chúng ta giống như cái váy này. Hoàn, toàn, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt. Ngư Thất Tình gầm lên từng chữ một. Thân thể Vương Yên Nhi run rẩy, Thất Tình, cô. Đồ hèn hạ như cô, đừng có nói chuyện với tôi nữa, tôi ngại bẩn. Ngư Thất Tình cười lạnh, nhà họ Vương là cái thá gì chứ? Vuốt mặt dán vào thân người ta. Tôi nói cho cô biết, kết cục sau này của cô nhất định sẽ thê thảm hơn tôi chục ngàn lần. Chát! Một tiếng vang giòn. Ngư Thất Tình bụng mặt, không dám tin nhìn cô gái mặc đồ tím đột nhiên xuất hiện. Cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi. Cô biết tôi là ai không? Sở Dĩnh Nhi cười lạnh, cô là ai chứ? Chỉ là gia chủ của nhà họ Ngư mà thôi. Dù là lão tổ nhà họ Ngư cô tới. Thấy tôi cũng phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Mặt mũi Ngư Thất Tình tràn ngập khuất nhục, cô là ai? Dám cả gan nhục nhã nhà họ Ngư. Giọng điệu của Sở Dĩnh Nhi lạnh lẽo, tôi là Sở Dĩnh Nhi, bố của tôi là quốc chủ thần quốc hư không Sở Vô Ngân. Đủ chưa? Ngư Thất Tình theo bản năng lui lại hai bước. Thần quốc hư không? Trước mắt, đối với nhà họ Ngư mà nói, quả thực là quái vật khổng lồ. Công chúa, tôi xin lỗi. Ngư Thất Tình nhục nhã cúi đầu xuống. Sở Dĩnh Nhi lạnh giọng mở miệng, tôi cảnh cáo cô, Yên Nhi là người bạn tốt nhất của tôi. Nếu như cô còn dám nhục mạ cô ấy, tôi đảm bảo sẽ khiến phụ hoàng của tôi san bằng nhà họ Ngư cô. Cút! Ngư Thất Tình không dám ở lâu hơn một giây phút nào, chật vật che mặt chạy đi. Diệp Bắc Minh thấy thế, mọi người cũng giải tán đi. Người thu võ còn lại thấy thế thì không dám ở lâu. Sôi nổi lên tiếng từ biệt. Sở Dĩnh Nhi quay trở lại bên cạnh Vương Yên Nhi đầy mặt tủi thân, dịu dàng an ủi.
Cô ta vốn chỉ muốn hỏi thăm tin tức của Diệp Phong, thấy Vương Yên Nhi vừa mới chịu chỉ trích liền vứt bỏ suy nghĩ này. Sở Dĩnh Nhi nhìn về phía Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Sở Dĩnh Nhi trực tiếp hỏi, xin hỏi Diệp Tông Chủ, anh có quen biết một người tên là Diệp Phong không? Diệp Phong. Diệp Bắc Minh sững sờ. Chín vị sư tỷ xấu xa mỉm cười nhìn qua. Diệp Bắc Minh chưa kịp trả lời. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ cười hỏi, Dĩnh Nhi công chúa, cô tìm Diệp Phong làm gì? Con người Sở Dĩnh Nhi sáng lên, chị gái xinh đẹp này, chị biết Diệp Phong. Phụt. Lục Tuyết Kỳ cười khúc khích, tôi tên là Lục Tuyết Kỳ, đừng gọi tôi là chị gái xinh đẹp, gọi tên tôi là được. Được. Chị Tuyết Kỳ, chị có biết Diệp Phong không? Sở Dĩnh Nhi liền vội vàng gật đầu, tiến lên nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đương nhiên là biết, nhưng mà cô muốn hỏi tôi có biết cậu ấy không để làm gì. Gương mặt xinh đẹp của Sở Dĩnh Nhi đỏ lên, kể lại chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của mình một lần. Diệp Phong đã giúp tôi giải vây, hơn nữa anh ấy còn nói tôi là người anh ấy thích trước mặt mọi người. Tôi, đường đường là công chúa của một nước, cũng không thể để anh ấy nói vậy mà không tính toán gì hết chứ. Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó của cô ta, tất cả các sư tỷ còn lại đều che miệng cười ra tiếng. Ai nấy đều không nhìn được liếc về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cảm thấy rất đau đầu. Anh thật sự không có cảm giác yêu đương nam nữ gì với Sở Dĩnh Nhi. Chuyện của Thái Dương Tông còn chưa được giải quyết, cũng còn chưa biết được tình huống của bố mẹ. Bên cạnh anh đã có đủ hồng nhan chi kỷ rồi, anh quả thật không hề có ý tưởng gì về phương diện kia. Phì! Chín sư tỷ đều muốn cười đến điên rồi. Sở Dĩnh Nhi có chút tức giận, tôi rất nghiêm túc đấy. Thiên Nhận Băng tiến lên an ủi, được, chúng tôi biết rồi. Diệp Phong đúng là người của Thái Dương Tông chúng tôi, không ngờ vậy mà tên nhóc đó lại không chịu trách nhiệm như thế. Đợi cậu ấy trở lại tông môn, chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu ấy. Sở Dĩnh Nhi liền vội vàng lắc đầu, đừng, tôi tới đây chỉ là muốn cho thấy tâm ý của tôi thôi, chứ không phải là tìm phiền toái cho anh ấy. Nếu như anh ấy không thích tôi hy vọng anh ấy sẽ từ chối tôi ở trước mặt. Sở Dĩnh Nhi tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa, chỉ là tôi đã không còn nhiều thời gian lắm. 3 ngày sau, tôi sẽ đến Điện Thần Hoàng tìm sư phụ tôi, cho nên hy vọng các chị có thể đưa vật này cho Diệp Phong. Nói xong, Sở Dĩnh Nhi khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một pho tượng phượng hoàng màu đỏ như máu. Tỏa ra ánh sáng long lánh đỏ tươi như tuyết. Đây là... 9 sư tỷ đều sững sờ. Sở Dĩnh Nhi giải thích, vật này tên là Phượng Huyết Bảo Ngọc, nghe nói là thứ được ngưng tụ từ tinh huyết của một con phượng tổ sau khi chết đi. Bắt đầu từ khi tôi sinh ra, vật này đã làm bạn bên cạnh tôi rồi. Hy vọng sau khi Diệp Phong trở về sẽ dùng nó để liên hệ với tôi. Sau khi để lại Phượng Huyết Bảo Ngọc, Sở Dĩnh Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cô ta tạm biệt 9 vị sư tỷ và Vương Yên Nhi, sau đó quay người biến mất. Đúng là một cô bé thẳng thắn dứt khoát. Tiểu Độc Tiên tán thưởng một câu. Liễu Như Khanh gật đầu, tôi thích cô ta. Khương Tử Cơ liếc mắt một cái, khó mà làm được, người ta lại thích tiểu sư đệ mà. Ha 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 ha. 9 sư tỷ đều cười vang. Diệp Bắc Minh đau cả đầu, các sư tỷ, đừng cười nữa. Em thật sự không có cảm giác gì với cô ta cả. Thiên Nhận Băng thấy Diệp Bắc Minh không giống như đang nói đùa, liền nghiêm túc nhắc nhở. Tiểu sư đệ, nếu em không thích thì hãy tìm cơ hội từ chối đi. Đừng khiến người ta bị tổn thương. Nói rồi liền đưa Phượng Huyết Bảo Ngọc cho anh. Diệp Bắc Minh nhận lấy Phượng Huyết Bảo Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu. Được, em sẽ tìm cơ hội nữa để biến thành dáng vẻ của Diệp Phong rồi từ chối cô ta vậy. Sau ngày hôm nay, Thái Dương Tông xem như đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở thành phố thần. Về sau Cuồng Đan và các vị sư tỷ hãy cùng nhau tỏa trấn thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y, 9 phần thu nhập đều dành cho Thái Dương Tông. 1 phần thu nhập dành cho nhà họ Vương. Vương Yên Nhi giật mình, cậu Diệp, sao có thể? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chuyện mà tôi đã đồng ý với nhà họ Vương thì nhất định sẽ làm được. Đôi mắt Vương Yên Nhi đỏ lên, vô cùng cảm động. Đột nhiên, Sở Dĩnh Nhi vọt vào, thế mà mấy người lại lừa tôi. Diệp Bắc Minh chính là Diệp Phong đúng không? Đám người sững sờ. Sau khi ngây người một chốc ngắn ngủi,
nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng đi lên trước, đang muốn mở miệng giải thích. Diệp Bắc Minh cảm giác được một chút sát ý ẩn giấu rất kỹ, nhị sư tỷ cẩn thận, cô ta không phải Sở Dĩnh Nhi. Đáng tiếc đã trễ. Xoẹt. Một thanh loan đao bắn ra từ trong tay Sở Dĩnh Nhi, chém về phía cổ Thiên Nhận Băng. Đậu má, sát thủ của Thiên Sát Môn. Thanh đao lạnh như băng chỉ còn cách cổ của Thiên Nhận Băng không đến nửa mét, lấy tốc độ của sát thủ Thiên Sát Môn, nhị sư tỷ căn bản không thể tránh thoát được. Nhị sư tỷ. Tám vị sư tỷ còn lại nhanh chóng xông lên. Chết đi. Sát thủ Thiên Sát Môn nhe răng cười một tiếng, ngay lúc cô ta cho rằng chắc chắn sẽ chém đứt đầu Thiên Nhận Băng. Keng một tiếng vang giòn. Thế mà thanh loan đao trong tay cô ta bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi đao, khống chế nó giống như là kìm sắt. Khiến thanh loan đao không có cách nào tiến lên trước một bước. Cái gì, anh? Sát thủ khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Thanh đao này không gì là không phá nổi, ngay cả sắt thép thần thánh gì cũng đều có thể chặt đứt. Thế mà lại bị Diệp Bắc Minh dùng tay không bắt lấy, bàn tay của tên này làm bằng sắt sao? Theo pháp tắc của Thiên Sát Môn, một kích không trúng, lập tức trốn xa. Đi! Sát thủ không chút do dự, vứt một quả đạn sương mù xuống rồi xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo, người của Diệp Bắc Minh tôi mà cô muốn ám sát liền ám sát, muốn đi thì đi sao? Anh vươn năm ngón tay chộp lấy không trung. Ầm. Một tiếng vang trầm. Sát thủ thê thảm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cô ta không có chút do dự nào, ngừng tụ lực lượng toàn thân vào trong đan điền, chuẩn bị tự bạo. Phút. A. À. Tiếng đan điền nổ tung và tiếng kêu thảm gần như vang lên đồng thời. Sát thủ hoảng sợ cúi đầu, thế mà vị trí đan điền của mình lại nổ ra thành một cái lỗ thủng kinh khủng. Đan điền của cô ta đã hoàn toàn bị phế đi. Muốn tự bạo cũng không thể. Ầm. Một lực lượng chộp tới, mặt nạ da người của sát thủ bị xé rách xuống, để lộ ra một khuôn mặt phụ nữ bình thường. Cô đến từ phân đà thứ mấy? Ai là đà chủ của cô? Người phụ nữ giật mình, thế mà cậu còn biết cả những điều này, số 17 phân đà thứ 108 quả nhiên đã làm phản rồi. Diệp Bắc Minh, cậu vẫn sẽ chết thôi. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu. Anh tiến lên một bước, đạp mạnh xuống, đùi của nữ sát thủ nổ tung tại chỗ. A! À, nữ sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh mẽ nhẫn nhịn đau nhức kịch liệt. Cô ta còn quay về phía Diệp Bắc Minh, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu cho rằng tôi sẽ sợ đau sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, suýt nữa thì quên mất, mấy người ngay cả chết còn không sợ, đương nhiên là sẽ không sợ đau. Nữ sát thủ cười lạnh, biết là được, cho tôi chết sảng khoái đi. Tôi sẽ không nói cái gì cả, càng sẽ không phản bội Thiên Sát Môn. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, chẳng lẽ cô không biết, trên thực tế còn có thứ đáng sợ hơn cả chết sao? Anh vươn tay ra, 13 cái kim châm màu bạc hiện lên ở lòng bàn tay. Cậu muốn làm cái gì với tôi? Nữ sát thủ không tự chủ được run rẩy một chút. Số 17 đã phản bội Thiên Sát Môn. Chắc chắn là có liên quan đến những cái kim châm này. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa truyền đến, dừng tay. Một giây sau, hai lão già mặt trắng không râu đi vào cửa y quán, nhìn lướt qua hiện trường. Một lão già trong đó mở miệng nói, Diệp Tông Chủ, lão phu là Hà Bại Đông, vị này là ông Lãnh Lãnh Đoạn Ly. Hai người chúng tôi phụ trách trị an bên trong thành phố thần này. Mấy ngày nay danh tiếng của Thái Dương Tông và Diệp Tông Chủ vang vọng khắp thành phố thần, chúng tôi đều đã thấy. Nhưng mà thành phố thần cấm chỉ sử dụng tư hình, chúng tôi muốn đưa sát thủ của Thiên Sát Môn đi. Hiển nhiên hai người đều là cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh trầm mặt xuống, vừa rồi cô ta suýt thì giết chết sư tỷ tôi, mấy người vừa xuất hiện đã muốn đưa cô ta đi sao? Ông cảm thấy trên đời này có chuyện như vậy sao? Hà Bại Đông mỉm cười. Diệp Tông Chủ, cậu đừng hiểu lầm. Hai người chúng tôi tuyệt đối không phải nhằm vào cậu, mà là gần đây Thiên Sát Môn không chỉ muốn ám sát mỗi mình cậu ở thành phố thần. Mấy nhân vật lớn đều đã chết trong tay sát thủ của Thiên Sát Môn, bây giờ người trong tay cậu chính là người duy nhất còn sống. Lãnh Đoạn Ly hừ nhẹ một tiếng, giải thích nhiều với cậu ta như vậy làm gì? Trực tiếp đưa đi, cậu còn dám phản kháng hay sao? Nói xong liền tiến lên một bước. Đi về phía nữ sát thủ.
Diệp Bắc Minh siết chặt năm ngón tay lại, trực tiếp bóp nát cổ nữ sát thủ. Cậu! Lãnh Đoạn Ly giận dữ đến mức hai tay đều đang run rẩy, nhóc con, vất vả lắm chúng tôi mới bắt được một người sống, cậu lại giết như vậy sao? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn ông ta, giết thì sao chứ? Một luồng sát ý ngút trời xông ra, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Lúc sắp ra tay, ông Lãnh, được rồi. Hà Bại Đông ngăn Lãnh Đoạn Ly lại, đẩy ông ta ra khỏi y quán. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh một chút rồi mở miệng, Diệp Tông Chủ, lão phu nhắc nhở cậu một câu, Thái Dương Tông mới vừa đứng vững gót chân ở thành phố thần. Làm người vẫn nên biết điều một chút thì hơn. Thành phố thần Ngọa Hổ Tàng Long, đã có rất nhiều người chú ý tới cậu và Thái Dương Tông rồi đấy. Nếu như đắc tội quá nhiều người, sẽ rất dễ chết không rõ ràng. Nói xong liền quay người rời đi. Chín sư tỷ đi tới, tiểu sư đệ, lời của ông Hà không sai. Nếu như em đi một mình, làm như vậy không có gì đáng trách, nhưng bây giờ sau lưng em đang có Thái Dương Tông, vẫn nên khiêm tốn một chút. Cuồng Đan suy nghĩ một chút rồi mở miệng, sư phụ, thành phố thần rất không bình thường. Các tông môn lớn cũng không dám dương oai ở thành phố thần đâu. Cho dù là điện thần hoàng ở thành phố thần thì cũng vô cùng khiêm tốn. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, tiểu tháp, ông đã dùng thần niệm thăm dò hết thành phố thần này chưa? Bắt đầu từ khi tiến vào thành phố thần, tháp Càn Khôn Chấn Ngục vẫn luôn thăm dò. Cuối cùng, trong đầu anh vang lên giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nhóc con, thành phố thần này rất đặc biệt. Đặc biệt là khu vực ở trung tâm kia, giống như là hình thành từ thời hỗn độn vậy, bản tháp không thể cưỡng ép đi vào thăm dò được. Vì sao vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tôi nghi ngờ bên trong đó có người vượt qua tổ cảnh tồn tại. Vượt qua tổ cảnh. Diệp Bắc Minh giật mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói, Diệp Tông Chủ có ở trong đó không? Diệp Bắc Minh nhướng mày, đi ra khỏi cửa. Dưới bậc thang có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta nhìn lướt qua Diệp Bắc Minh, cậu chính là Diệp Tông Chủ sao? Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Người đàn ông trung niên lấy ra 12 tấm thiếp mời, hôm nay là tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Đặc biệt mời Diệp Tông Chủ và 9 vị sư tỷ, Cuồng Đan, cô Vương Yên Nhi đến dự tiệc. Sau khi đặt thiệp mời xuống, người đàn ông trung niên nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh và 9 sư tỷ vô cùng khó hiểu. Chỉ có Vương Yên Nhi ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Trời ạ, lại là tiệc tháng của Phủ Thành Chủ. Làm sao vậy? Diệp Bắc Minh nhìn sang, bữa tiệc này có gì đặc biệt sao? Gương mặt xinh đẹp của Vương Yên Nhi đỏ bừng, hô hấp dồn dập gật đầu, cậu Diệp, tiệc tháng của Phủ Thành Chủ thành phố thần cứ 3 tháng là được tổ chức một lần. Những người có thể tham gia tiệc tháng hoặc là tông chủ của các thế lực lớn đỉnh cao, hoặc là những người có thân phận tôn quý. Cô ấy vô cùng hổ thẹn, không lừa dối cậu, nhà họ Vương chưa bao giờ nhận được lời mời tham gia tiệc tháng cả. Cuồng Đan gật đầu, đệ tử đã từng tham gia 1-2 lần, đúng là giống như cô Vương nói. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lấp lóe, nói như vậy, tất cả chủ nhân của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các vân vân cũng sẽ đi. Cuồng Đan suy nghĩ một chút, gật đầu, bọn họ đều có sản nghiệp ở thành phố thần, hẳn là đều ở trong danh sách được mời. Sư phụ, vì sao người lại hỏi bọn họ? Khoan đã! Cuồng Đan giật mình, bỗng nhiên trừng to mắt. Ông ta ngẩng đầu, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh, sư phụ, người... Không phải là người muốn đòi nợ trong tiệc tháng của thành chủ chứ? Phủ thành chủ, trong đại sảnh yến hội. Nếu người tu võ ở bên ngoài vào đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến chết. Tông chủ của những thế lực đỉnh cao như Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Lục Đạo Thần Cung, thế mà giờ phút này toàn bộ đều đang ngồi xung quanh một cái bàn vuông. Phía trước bàn là 4 người trẻ tuổi. 3 nam 1 nữ. Mà các tông chủ của những thế lực đỉnh cao kia lại bưng trà rót rượu. Giống như là nhân viên phục vụ trong khách sạn vậy. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là bọn họ chẳng những không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại trên mặt lại tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Những người khác muốn tới gần lại không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa thèm muốn nhìn. Một thanh niên có chút hứng thú hỏi, tên nhóc tên là Diệp Bắc Minh kia thật sự có 148 khúc xương chí tôn trong cơ thể sao? Ngụy Thương Hải không dám thất lễ, cực kỳ chính xác.
Sau khi anh trai Ngụy Thương Lan chết, ông ta đã kế thừa vị trí tông chủ Trấn Hồn Tông. Thanh niên vừa rồi lên tiếng hỏi tên là Từ Tử Lâm. Một thanh niên khác hơi mập tên là Trương Đạc. Về phần cô gái kia, nếu như Diệp Bắc Minh ở đây nhất định sẽ nhận ra cô ấy. Nguyễn Thanh Từ. Lúc này trong lòng Nguyễn Thanh Từ đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, không ngờ sau khi cậu Diệp tiến vào thần giới, thế mà lại tạo ra danh tiếng lớn như thế. Còn chiếm được hơn 100 khúc xương chí tôn. Lúc trước không phải trong cơ thể anh ấy chỉ có một khúc xương chí tôn sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Thanh Từ có một cảm giác vô cùng khó tả. Giống như trở lại hôm đó. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh Từ đỏ lên. Đột nhiên, một thanh niên trầm mặc ít nói cõng một thanh cổ kiếm bên cạnh mở miệng, Từ, cô sao vậy? Không thoải mái sao? Hả? Nguyễn Thanh Từ kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, anh Đường Hạo, tôi không có không thoải mái. Đường Hạo gật đầu, nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho tôi biết. Được. Nguyễn Thanh Từ gật đầu. Ngụy Thương Lan phát hiện ra lúc Đường Hạo nói chuyện, tư thế ngồi của Từ Tử Lâm và Trương Đạc đều vô cùng ngay ngắn. Bốn người này đều đến từ Điện Thần Hoàng. Ngoại trừ Nguyễn Thanh Từ ra, ba người đều là cảnh giới Thần Hoàng. Trẻ tuổi như vậy mà đã là cảnh giới Thần Hoàng. Kinh khủng. Tuyệt đối kinh khủng. Trương Đạc cầm một cái chân giò lên gặp, xương chí tôn chẳng có gì ghê gớm cả, trong cơ thể tôi cũng có ba khúc đây. Cái gì, trong cơ thể của cậu Trương cũng có xương chí tôn, Ngụy Thương Hải hít sâu một hơi. Đám tông chủ còn lại cũng kinh ngạc nhìn qua, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Trương Đạc rất hài lòng với phản ứng khiếp sợ của mọi người, đối với mấy người mà nói, xương chí tôn có lẽ rất có giá trị. Nhưng đối với Điện Thần Hoàng mà nói, xương chí tôn thật sự không tính là gì cả. Chỗ rèn luyện của Điện Thần Hoàng chúng tôi là chiến trường của các vị thần thượng cổ. Khắp nơi đều có thi cốt của thần. Từ Tử Lâm lập tức ngắt lời, Trương Đạc, chớ nói nhảm. Trương Đạc lúc này mới kịp phản ứng, lắc đầu cười, tóm lại chỉ có một câu, xương chí tôn đối với chúng tôi mà nói cũng không phải là thứ hiếm có. Ngược lại, cũng không phải là càng có nhiều xương chí tôn càng tốt. Thứ này ở trong cơ thể người, cần dùng rất nhiều thần lực để nuôi dưỡng. Mặc dù càng có nhiều xương chí tôn, lực lượng bản thân sẽ càng nhiều. Nhưng nhiều lực lượng cũng không có nghĩa là lực lượng cường đại, nói không chừng còn trở thành một loại vướng víu. Khoảng 10 khúc xương chí tôn là số lượng tốt nhất, vượt qua số lượng này chính là muốn chết. Ngụy Thương Hải nhíu mày, sao có thể? Không phải càng có nhiều xương chí tôn sẽ càng tốt sao? Bạch tông chủ của Độn Thế Thần Tông cũng gật đầu, xương chí tôn là thần cốt mà các vị thần thượng cổ để lại sau khi ngã xuống, càng có nhiều vật này thì thực lực phải càng mạnh chứ. Khí tức cảnh giới mà tên nhóc Diệp Bắc Minh để lộ ra mới chỉ là cảnh giới khí hư thần, so sánh với chúng tôi đơn giản là cách xa vạn dặm. Thế nhưng tên nhóc này lại có thể giết được cảnh giới thần tôn đỉnh phong, quá kinh khủng, nhất định là tác dụng của xương chí tôn. Đám tông chủ còn lại đều nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Bắc Minh dẫn 9 vị sư tỷ và Vương Yên Nhi, cuồng đan xuất hiện. Diệp tông chủ, tài năng mà cậu thể hiện ra hôm nay khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Đã sớm nghe nói đến Diệp tông chủ tuổi trẻ tài cao, thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp tông chủ không chỉ có thiên phú võ đạo dị bẩm, y thuật vô song, đan đạo cũng vô cùng tuyệt vời. Rất nhiều người lập tức tiến lên, những tiếng ca ngợi vang lên bên tai không dứt. Diệp Bắc Minh thuận miệng đáp lại. Thái Dương tông muốn đặt chân ở thành phố thần, không thể không có sự ủng hộ của những người này. Đồng thời, trong đầu anh cũng không ngừng truyền đến giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, nhóc con, phủ thành chủ này không đơn giản, bản tháp đã phát hiện ít nhất là mười mấy nơi có cấm chế. Chỉ cần bản tháp cưỡng ép thăm dò tình huống bên trong, sẽ lập tức phát động cảnh báo. Hơn nữa đồng thời còn có ít nhất là 10 người cảnh giới thần hoàng nấp trong bóng tối tuần tra. Sau khi vào cửa, còn có 2 người cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đang gác cửa. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ. Rốt cuộc chủ nhân phủ thành chủ là ai? Thành phố thần này được thành lập từ khi nào? Vừa rồi anh đã hỏi Vương Yên Nhi và Cuồng Đan, hai người đều không trả lời được. Đúng lúc này, một giọng nói kích động vang lên, anh Diệp. Vèo, ánh mắt mọi người lập tức rơi lên trên người Nguyễn Thanh Từ. Từ Tử Lâm và Trương Đạc vô cùng kinh ngạc. Ngụy Thương Hải suýt nữa thì cắn phải lưỡi, cô Nguyễn,
cô quen tên nhóc Diệp Bắc Minh kia sao? Ngay cả Đường Hạo cũng sửng sốt, bên trong đôi mắt hiện lên một sự lạnh lẽo không dễ phát hiện ra. Diệp Bắc Minh vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ tới thế mà cô nhóc này cũng ở đây, cô Thanh Từ, sao cô lại ở chỗ này? Nguyễn Thanh Từ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, sau khi đến thần giới, mẹ tôi đã cảm ứng được lực lượng huyết mạch của tôi rồi tìm được tôi, bây giờ tôi đã là đệ tử của Điện Thần Hoàng rồi. Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, chạy chậm đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Chúc mừng! Diệp Bắc Minh chắp tay, chân thành chúc phúc. Cậu Diệp, các cô ấy là... Lúc này Nguyễn Thanh Từ mới chú ý tới sau lưng Diệp Bắc Minh có 10 người phụ nữ hiểu điệu xinh đẹp. Sắc mặt cô ấy có chút mất mát. Hôm đó vào lúc tuyển chọn thần giáng, bên cạnh Diệp Bắc Minh đã có rất nhiều phụ nữ rồi. Lần này thế mà lại đổi thành một nhóm người khác, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh là người dễ thay lòng đổi dạ sao? Trong đôi mắt cô ấy có cái gì đó đang thay đổi, có chút không khống chế nổi. Phì! Vương Như Yên cười khúc khích, cô Thanh Từ đừng khẩn trương, chúng tôi đều là sư tỷ của cậu ấy. Đúng, chúng tôi đều là sư tỷ của cậu ấy cả. Các sư tỷ còn lại đều cười gật đầu. Chút mất mát nho nhỏ vừa rồi của Nguyễn Thanh Từ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, đôi mắt đẹp sáng lên, ặc. Chào các chị. Thái độ của cô gái Điện Thần Hoàng đối với Diệp Bắc Minh không đúng lắm. Nói nhảm, tôi cũng không phải mù lòa, chắc chắn là coi trọng Diệp Bắc Minh. Ngoá nó, sao tên nhóc này lại có duyên với phụ nữ như thế? Một số người thấp giọng phàn nàn. Từ Tử Lâm và Trương Đạc liếc nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Đường Hạo. Sắc mặt Đường Hạo đã âm trầm tới cực điểm, thậm chí trên mặt bàn phía trước còn ngưng kết ra một tầng sương lạnh. Cô Nguyễn, chúng ta ôn chuyện sau đi, tôi còn có chút nợ nần phải xử lý, Diệp Bắc Minh nói. Được rồi. Nguyễn Thanh Từ nghe lời gật đầu. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước ra một bước. Ánh mắt anh rơi vào trên người đám người của 6 thế lực lớn Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Lục Đạo Thần Cung, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ. Các vị đều ở đây sao, đến sớm không bằng đến đúng lúc. 3 ngày trước các thế lực tông môn mà các vị đại diện đã thua 10 năm ích lợi, tất cả mọi người hãy giao ra hết đi. Diệp Bắc Minh vừa nói xong, không khí ở đây liền lạnh xuống trong nháy mắt. Đương nhiên mọi người ở đây đều đã nghe nói đến việc mấy tông môn lớn đặt cược với Thái Dương Tông. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà Diệp Bắc Minh lại nói ra ở trước mặt mọi người. Ngụy Thương Hải có chút không nhịn được, Diệp Bắc Minh, cậu đã giết anh trai tôi, vậy mà còn muốn tài nguyên tu võ của Chấn Hồn Tông sao? Cậu đang nằm mơ à? Tôi không đi tìm cậu gây sự, cậu đã nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, nói như vậy, ông không định trả đúng không? Ngụy Thương Hải cười lạnh, không trả thì sao chứ? Hiểu rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt anh lại chuyển sang nhìn đám người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Lục Đạo Thần Cung, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ, mấy người thì sao? Ngụy Thương Hải đã biểu hiện như thế, đương nhiên bọn họ không thể sợ. Tông chủ Độn Thế Thần Tông lạnh lùng mở miệng, đó là do các trưởng lão trong tông môn tự mình quyết định, không đại diện cho Độn Thế Thần Tông được. Phùng trưởng lão đi quá giới hạn, thay thế tông môn đặt cược, đã bị trục xuất khỏi Thất Tinh Các rồi. Lão tông chủ Thất Tinh Các ồm ồm nói. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím của Lục Đạo Thần Cung lắc đầu, người của Lục Đạo Thần Cung chưa bao giờ cá cược với cậu cả. Gia chủ nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ thì không ngừng cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tiểu súc sinh, cậu giết lão tổ gia tộc tôi, thù này không đội trời chung. Diệp Bắc Minh dường như đã sớm biết thái độ của bọn họ. Anh không hề nói nhảm một câu nào. Chỉ dẫn 9 vị sư tỷ, Vương Yên Nhi, Cuồng Đan tìm một cái bàn tròn ngồi xuống. Thái độ bình tĩnh của anh khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tông chủ Độn Thế Thần Tông nhướng mày, tên nhóc này quá bình tĩnh, cậu ta có ý gì? Ngụy Thương Hải khinh thường nói, ông thật sự cho rằng cậu ta dám đòi tài nguyên của chúng ta ư? Thứ gì chứ? Sau đó, càng ngày càng có nhiều khách khứa đến. Về sau các vị khách cũng đã phát hiện Diệp Bắc Minh và Cuồng Đan, nhao nhao đi lên lôi kéo làm quen. Không lâu sau bữa tiệc bắt đầu, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Nguyễn Thanh Từ dứt khoát không rời đi nữa, mà ngồi xuống bàn của Diệp Bắc Minh cười cười nói nói. Trương Đạc có quắp khóe miệng, tên nhóc này đúng là có số đào hoa, hình như Thanh Từ đã bị tên này thu hút rồi. Răng rắc,
Một tiếng vang giòn. Đường Hạo siết chặt năm ngón tay, chén rượu trong tay hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Ánh mắt anh ta u ám đến mức có thể giết người. Toàn bộ bữa tiệc kéo dài 2 giờ, đã sắp kết thúc. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Nếu là yến hội của phủ thành chủ, làm sao không thấy thành chủ xuất hiện? Cuồng Đan lắc đầu, sư phụ, đệ tử cũng không biết chuyện này nữa. Đệ tử đã từng tham gia mấy lần yến hội phủ thành chủ, trên cơ bản đều là tình huống này. Chủ nhân của các thế lực lớn làm quen, giao lưu quan hệ. Yến hội kết thúc, mọi người đều tự mình rời đi, rất ít người nhìn thấy phủ thành chủ ra mặt. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, cách đây hơn ngàn mét có người đang nhìn chằm chằm vào bên này. Hả? Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn về phương hướng mà Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói tới. Cùng lúc đó, bên cửa sổ một tòa tháp cao sâu trong phủ thành chủ. Một người híp mắt lại, hả? Tên nhóc kia nhìn về phía này. Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi rồi sao? Một lão nô ở sau lưng cười lắc đầu, chủ nhân, những người này nào có năng lực có thể phát hiện ra sự theo dõi của ngài chứ? Lão nô cảm thấy nhất định là trùng hợp. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Bắc Minh đã thu hồi ánh mắt, lại tự mình uống một chén rượu. Bóng người kia liền cong khóe miệng mỉm cười, thật sao? Có lẽ vậy. Diệp Bắc Minh đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nguyễn Thanh Từ còn chưa đã nghiền, cô ấy cũng uống mấy chén, giờ phút này gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Phụ nữ ba phần say bảy phần tỉnh là mê người nhất. Cô ấy kéo tay Diệp Bắc Minh, anh Diệp, vậy mà đã đi rồi sao? Tôi sắp phải trở về tham gia rèn luyện của Điện Thần Hoàng rồi. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau nữa. Ở lại trò chuyện với tôi một lát nữa được không? Diệp Bắc Minh mỉm cười, anh Diệp còn có việc phải xử lý, nếu như cô muốn gặp tôi có thể đến Thái Dương Tông bất cứ lúc nào, tôi hoan nghênh. Được thôi. Nguyễn Thanh Từ lưu luyến không rời buông cánh tay Diệp Bắc Minh ra. Đường Hạo ở phía xa nhìn thấy một màn này, đôi mắt gần như có thể nhỏ máu. Nhìn đám người Diệp Bắc Minh biến mất, Ngụy Thương Hải khinh thường cười lạnh, thứ gì chứ, không phải hống hách lắm sao? Làm sao đã cụp đuôi chạy mất rồi? Tông chủ Độn Thế Thần Tông nhíu mày lại, tôi luôn cảm thấy không thích hợp. Lão các chủ của Thất Tinh Các lắc đầu, có cái gì không đúng? Theo góc nhìn của lão phu, tên nhóc này chỉ biết lấn yếu sợ mạnh thôi. Ở trước mặt các tông môn hạ đẳng khác còn có thể giả vờ giả vịt được, nhưng ở trước mặt chủ nhân các thần tông như chúng ta còn không phải cụp đuôi giống như chó nhà có tang sao? Mọi người cũng không phải không nhìn thấy, vừa rồi Ngụy tông chủ kiên cường cỡ nào ư? Tên nhóc này còn chẳng dám ho he tí gì. Tông chủ Độn Thế Thần Tông dừng một chút, hy vọng là tôi nghĩ nhiều đi. Ngụy Thương Hải nhìn thoáng qua chỗ sâu trong phủ thành chủ, ánh mắt có chút thất vọng. Xem ra người kia sẽ không xuất hiện, tháng sau chúng ta lại đến đi. Đi. Mấy người đứng dậy, lần lượt đi ra khỏi phủ thành chủ. Ngụy Thương Hải mang theo men say nhàn nhạt, trong nháy mắt vừa bước ra khỏi phủ thành chủ liền có một luồng khí cường đại đánh tới. Gào. Ầm. Một con huyết long xông ra, nổ tung trước mặt ông ta giống như sấm đánh. A. À. Ngụy Thương Hải kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài tại chỗ. Một cái chân biến mất, ông ta lập tức tỉnh lại khỏi men say. Ngụy Thương Hải nằm dạp trên mặt đất, phẫn nộ gầm nhẹ, ai? Ai dám đánh lén lão phu? Cút ra đây! Đánh lén, tôi ở chỗ này chờ mấy người rất lâu rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trái tim tất cả mọi người đều run lên, Diệp Bắc Minh. Là cậu! Ngụy Thương Hải không kìm lòng được run rẩy một chút, thế mà trong lòng ông ta còn sinh ra một cảm giác sợ hãi âm thầm. Tôi hỏi ông một câu cuối cùng, Chấn Hồn Tông nợ tôi 10 năm nguyên tu võ tài, ông có trả hay không? Giọng điệu của Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh như trước. Ngụy Thương Hải bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, tôi trả mẹ cậu. Phập, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lóe lên rồi biến mất, đầu của Ngụy Thương Hải lăn đến bên chân Diệp Bắc Minh. Chết không nhắm mắt. Đậu má, tông chủ Chấn Hồn Tông bị chém rụng đầu bên ngoài. Tôi đang nằm mơ sao? Diệp tông chủ trâu bò quá. Những người tu võ khác còn chưa rời đi nhìn thấy một màn này, ai nấy đều bị dọa đến mức nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đám người Đường Hạo đi ra khỏi phủ thành chủ,
cũng đúng lúc nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Mấy người đều sửng sốt. Bỗng nhiên, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, mấy người thì sao? Có trả hay không? Cậu! Mấy tông chủ hít sâu một hơi, sợ đến mức lui lại mấy bước. Tông chủ Độn Thế Thần Tông nuốt nước miếng, Diệp tông chủ, có việc gì thì từ từ thương lượng, không cần phải chém chém giết giết. 10 năm tài nguyên tu võ của tông môn chúng tôi có nhiều lắm, bản tông chủ có thể lập tức liên hệ về tông môn. Một năm tài nguyên tu võ được không? Diệp Bắc Minh mỉa mai nói, ông cảm thấy thế nào? Lão tông chủ Thất Tinh Các quát lạnh một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu đừng khinh người quá đáng. Tôi thích khinh người quá đáng đấy, sao nào? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của mấy người. Không trả sẽ giống như người này. Anh giẫm một chân xuống. Ầm. Đầu của Ngụy Thương Hải nổ tung tại chỗ. Lão tông chủ Thất Tinh Các tức đến mức suýt thì hộc máu, được. Được, được lắm, lão phu rất muốn nhìn xem cậu có thực lực gì mà dám cuồng vọng như thế. Đao đến đây. Ông ta hét lớn một tiếng. Hư không ở gần đó chấn động, khí tức cảnh giới thần hoàng bộc phát ầm vang, cuốn tới ngập trời như sóng to gió lớn. Dưới chân Diệp Bắc Minh chấn động, cả người xông lên như sao băng. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém mạnh xuống, lập tức va chạm với lưỡi đao thần của lão các chủ Thất Tinh Các. Răng rắc, thần đao nổ tung tại chỗ. Làm sao có thể? Lão các chủ của Thất Tinh Các rốt cục đã luống cuống. Diệp Bắc Minh không cho ông ta bất cứ cơ hội nào, kiếm thứ hai nghiền ép xuống, chém mạnh vào ngực lão các chủ của Thất Tinh Các. Ông ta giống như bị một con tê giác đụng trúng, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã mạnh xuống đất. Nếu không phải trong nháy mắt một kiếm này rơi xuống, một bảo vật của Thất Tinh Các ở trước ngực đã giúp ông ta ngăn cản một kích này, sợ rằng ông sẽ bị mất mạng tại chỗ. Sức chiến đấu quá khủng khiếp, một kiếm đánh bại cảnh giới thần hoàng. Cho dù là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ thì cũng là cảnh giới thần hoàng hàng thật giá thật. Trời ơi, rốt cuộc bây giờ Diệp Bắc Minh đang có thực lực gì? Khí tức cảnh giới của cậu ta mới chỉ là cảnh giới hư thần thôi. Vô số người chứng kiến một màn này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lộp cộp lộp cộp. Diệp Bắc Minh đi tới từng bước một, nhìn xuống lão các chủ của Thất Tinh Các nằm dưới đất, dựa vào đan dược đế cưỡng ép tăng lên cảnh giới thần hoàng, có tác dụng không? Cậu, kẻ sĩ có thể giết, không thể bị làm nhục. Lão các chủ của Thất Tinh Các tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Được, tôi sẽ thỏa mãn ông. Diệp Bắc Minh gật đầu, nâng kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lên qua đỉnh đầu. Lão các chủ của Thất Tinh Các suýt nữa thì bị dọa sợ chết khiếp, ông ta chỉ mạnh miệng mà thôi. Thế mà Diệp Bắc Minh lại tưởng thật. Cậu đừng cứu tôi, cầu xin cậu hãy cứu tôi. Vừa rồi tôi còn rót rượu cho cậu mà, lão các chủ của Thất Tinh Các bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, quay về phía Đường Hạo cầu cứu. Đường Hạo trầm mặt khẽ quát một tiếng, dừng tay. Diệp Bắc Minh giống như là không nghe thấy, kiếm rơi xuống. Ầm, lão các chủ của Thất Tinh Các trong nháy mắt đã hóa thành một cơn mưa máu. Khuôn mặt Đường Hạo co rúm lại một chút, vô cùng nóng bỏng. Giống như là bị người trước mặt mọi người quất một cái tát. Tên kia, tôi bảo cậu dừng tay, cậu không nghe thấy sao? Không nhìn, không thèm nhìn. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt lấy tông chủ Độn Thế Thần Tông, cung chủ Lục Đạo Thần Cung. Mấy người nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ, mấy người thì sao? Chết, hay là dùng hai tay dâng tài nguyên tu võ của mỗi gia tộc lên? Yên tĩnh như chết. Đám người tu võ bốn phía đều khiếp sợ há to miệng. Mấy người bị điểm tên cũng bị dọa đến mức khẽ run rẩy. Run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, bọn họ có chết cũng không dám tin Diệp Bắc Minh lại dám chất vấn bọn họ ở ngay trước mặt Đường Hạo như thế. Đôi mắt của Đường Hạo đỏ như máu. Lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, tùy tiện giết người tôi muốn bảo vệ, không thèm để ý đến tôi. Cậu, có thể chết được rồi. Ầm ầm. Không khí xung quanh Đường Hạo chấn động, thần lực trong cơ thể sôi trào. Vừa sải bước ra, Đường Hạo gần như thuấn di đến trước người Diệp Bắc Minh. Một quyền đấm rách hư không, đánh về phía trái tim của Diệp Bắc Minh. Tên tép diêu vớ vẩn nào đây, Diệp Bắc Minh cũng tung ra một quyền. Một tiếng ầm vang lên. Diệp Bắc Minh lui lại ba bước, bình yên vô sự. Đường Hạo lui lại vài chục bước, mỗi một bước lui lại đều giẫm vỡ một đám gạch dưới đất. Hai người ai cao ai thấp, nhìn một cái liền biết.
Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, anh ta lại có thể chống đỡ được lực lượng một quyền của tôi ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng nói nhảm, trong cơ thể người này có 6 khúc xương chí tôn, mặc dù chỉ là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, nhưng lực lượng đã tương đương với 6 người cảnh giới thần hoàng rồi. Cậu có thể đánh lui cậu ta mới là nghịch thiên đấy. Cậu mới là cảnh giới hư thần thôi. Quả nhiên, trong ánh mắt của Đường Hạo tràn đầy vẻ không dám tin, rốt cuộc cậu là ai? Cảnh giới hư thần không có khả năng có loại lực lượng này. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, người giết anh. Đường Hạo sửng sốt, giận quá hóa cười, ha 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 ha, người có thể giết tôi còn chưa ra đời, cũng không thể nào là cậu được. Anh ta đang chuẩn bị ra tay lần nữa. Đột nhiên, hai vị xin hãy dừng tay. Một giọng nói vang dội vang lên. Hai người đồng thời nhìn lại, Diệp Bắc Minh phát hiện người nói chuyện lại là người đàn ông trung niên đưa thiếp mời cho anh. Thành chủ nói, hai vị đều là khách quý của phủ thành chủ, vẫn đừng nên làm tổn thương hòa khí thì hơn. Tạm thời ngưng chiến được không? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, thu liễm sát ý. Anh ta liếc Diệp Bắc Minh một cái, tên kia, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Chúng ta đi. Nguyễn Thanh Từ có chút không nỡ nhìn Diệp Bắc Minh một chút, tạm biệt anh Diệp. Tông chủ Độn Thế Thần Tông, cung chủ Lục Đạo Thần Cung, mấy người nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ thấy thế liền tranh nhau mở miệng, Diệp tông chủ chúng tôi nguyện ý giao ra 10 năm tài nguyên tu võ. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, tôi nói là đã muộn rồi. Một luồng sát ý phóng lên tận trời. Cậu điên rồi. Bốn người vô cùng sợ hãi, không ngừng lui lại. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra. Bốn con huyết long xông ra ầm vang, chia nhau lao về phía bốn người. Người đàn ông trung niên của phủ thành chủ hét lớn, Diệp tông chủ, khoan đã. Gào. Huyết long rơi xuống, thân thể của tông chủ Độn Thế Thần Tông, cung chủ Lục Đạo Thần Cung, hai vị gia chủ nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ hóa thành một cơn mưa máu tại chỗ. Sắc mặt người đàn ông trung niên tái xanh, bọn họ đã nguyện ý giao ra tài nguyên tu võ, vì sao cậu còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Diệp Bắc Minh mở miệng, sắp chết đến nơi mới nhận sai, Thái Dương Tông còn có uy nghiêm gì nữa? Diệp Bắc Minh tôi còn có lực uy hiếp gì nữa? Tôi muốn người trong thiên hạ đều biết, trêu chọc Thiên Sát Môn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng trêu chọc Thái Dương Tông thì chắc chắn sẽ phải chết. Cuối cùng, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đảo qua đám người của 6 thế lực, trở về thông báo cho đám quản lý của mấy người, 10 năm tài nguyên tu võ, một phần cũng không thể thiếu. Tôi sẽ cho mấy người thêm 3 ngày cuối cùng để đưa đến Thái Dương Tông. Nếu không, mấy người không cần tồn tại nữa. Nói xong anh liền khoát tay rời đi. À, bên ngoài phủ thành chủ vang lên tiếng hít khí lạnh dồn dập. Quá bá đạo rồi. Một mình lại dám uy hiếp 6 thế lực lớn. Đúng là nghịch thiên. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thần giới bùng nổ. Mọi người đều biết, bắt đầu từ khoảnh khắc này. Ba chữ Diệp Bắc Minh đã in sâu trong sâu thẳm linh hồn của tất cả người thần giới. Thậm chí, một số ông lão lập tức cảnh cáo con cháu đời sau của gia tộc của mình. Đừng chọc vào Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh. Vẫn là tòa lầu các ở sâu trong phủ thành chủ đó. Khóe miệng bóng hình đó nhếch lên một nụ cười, người thú vị, quyết đoán sắt đá. Sát phạt vô tình. Tin tức được truyền về Chấn Hồn Tông. Trong hội trường nghị sự. Ức hiếp người quá đáng. Một ông lão như con sư tử giáng xuống một trường, chiếc bàn dài nghị sự của phòng họp lập tức hóa thành bột vụn. Các trưởng lão khác đều đứng lên, lão tổ, xin bớt giận. Bớt giận, kẻ này không chết, sau này Chấn Hồn Tông còn dám tự xưng là thần tông không? Trong lồng ngực ông ta dồn nén một cơn lửa giận, tên nhóc này giết liền hai tông chủ của ta, nếu hắn không chết, sau này Chấn Hồn Tông cũng không còn mặt mũi nào nữa. Người đâu? Lập tức mời người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đến Chấn Hồn Tông bàn việc. Tôi muốn tất cả người họ Diệp chết hết, tôi muốn Thái Dương Tông hủy diệt hoàn toàn. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào. Quỳ một chân xuống, lão tổ, có một đệ tử nội môn xin gặp, Cốt A nói cô ta hiểu Diệp Bắc Minh. Soạt, trong mắt ông lão lóe lên tia lạnh lùng, cho cô ta vào. Liền sau đó, một bóng hình xinh đẹp đi vào phòng hội nghị, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua. Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly cố nén áp lực lớn, cất giọng run run, đệ tử nội môn Lê Mộng Ly tham kiến lão tổ.
Giọng uy nghiêm của lão tổ Trấn Hồn Tông vang lên, nói đi, cô biết manh mối có giá trị gì. Lê Mộng Ly cúi thấp đầu, thưa lão tổ, Diệp Bắc Minh và đệ tử đến từ cùng một nơi gọi là huyền giới. Anh ta có 10 sư tỷ và một số hồng nhan chi kỷ. Còn có một huynh đệ sống chết. Những việc này, lão phu đã biết rồi. Lão tổ Trấn Hồn Tông cất giọng lạnh lùng, nếu cô chỉ nói những manh mối không có giá trị này, cô có thể lui xuống rồi. Lê Mộng Ly đột nhiên ngẩng đầu, vậy lão tổ biết, Diệp Bắc Minh là người của hoa tộc thượng cổ không? Vừa dứt lời, cả phòng nghị sự tĩnh lặng như cái chết. Vẻ mặt tất cả mọi người Trấn Hồn Tông đều biến sắc, không ít người sượt một cái đứng bật lên khỏi ghế. Vẻ mặt đầy chấn kinh. Ngay cả lão tổ Trấn Hồn Tông cũng không thể tin nổi lên tiếng, cô nói cái gì? Diệp Bắc Minh là người của hoa tộc thượng cổ. Soạt, ông ta bước ra một bước, đáp đến trước mặt Lê Mộng Ly. Uy thế cường mạnh ập đến, cô nói thật không? Khuôn mặt Lê Mộng Ly trắng bệch, vẫn cố gắng nén áp lực gật đầu, đúng thế lão tổ. Vốn không có mấy người biết chuyện này. Vừa hay Mộng Ly là một trong số đó, anh ta không những đến từ hoa tộc thượng cổ. Hơn nữa trên người còn có thánh khí của hoa tộc thượng cổ, thanh kiếm này tên là kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Chắc chắn không thể phá hủy, lúc ở huyền giới, Diệp Bắc Minh đã lợi dụng thanh kiếm này để giết địch vượt cảnh giới, nhiều lần hóa nguy thành an. Bù! Cả hội trường bùng nổ. Lão tổ, năm đó sau khi hoa tộc diệt vong, chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm kiếm thánh khí hoa tộc sao? Nghe nói thánh khí hoa tộc là một tòa tháp, còn có một thanh kiếm thần sức mạnh vô địch. Chẳng lẽ là thanh kiếm này? Ánh mắt của rất nhiều người sáng lên. Một trưởng lão bỗng võ trán, chắc chắn là như vậy, tên nhóc này không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Dựa vào cái gì mà ở thần giới như cá gặp nước, còn có y thuật, đan thuật nghịch thiên như vậy, còn có cả thực lực khiến người ta không nhìn thấu. Nếu kẻ này là người của hoa tộc thượng cổ, thì tất cả đều dễ hiểu. Năm đó, hoa tộc có hơn 100 vị đại năng thượng cổ, chắc chắn là tuyệt học truyền đời của họ để lại. Chẳng lẽ đều ở trong tay tên nhóc này? Nếu thực sự là như vậy, đó chắc chắn là một món tài phúc kinh thiên động địa. Bầu không khí trong phòng nghị sự liền nóng lên. Đôi mắt tất cả mọi người đỏ bừng, kích động đến toàn thân nổi da gà. Lão tổ Trấn Hồn Tông kiềm chế sự kích động, Lê Mộng Ly, bây giờ bản lão tổ còn nghi ngờ tính chân thực của thông tin này. Bản lão tổ lục soát hồn với cô có ý kiến không? Cả người Lê Mộng Ly run lên, đệ tử không có ý kiến. Buông bỏ mọi phòng bị, lão tổ, xin mời. Được. Lão tổ Trấn Hồn Tông nheo đôi mắt, trong con mắt bùng phát ra một đường hào quang màu máu chui vào trong đôi mắt của Lê Mộng Ly. Bên ngoài phủ thành chủ vang lên tiếng hít khí lạnh dồn dập. Quá bá đạo rồi. Một mình lại dám uy hiếp 6 thế lực lớn. Đúng là nghịch thiên. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả thần giới bùng nổ. Mọi người đều biết, bắt đầu từ khoảnh khắc này, ba chữ Diệp Bắc Minh đã in sâu trong sâu thẳm linh hồn của tất cả người thần giới. Thậm chí, một số ông lão lập tức cảnh cáo con cháu đời sau của gia tộc của mình. Đừng chọc vào Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh. Vẫn là tòa lầu các ở sâu trong phủ thành chủ đó. Khóe miệng bóng hình đó nhếch lên một nụ cười, người thú vị, quyết đoán sắt đá. Sát phạt vô tình. Tin tức được truyền về Trấn Hồn Tông. Trong hội trường nghị sự. Ức hiếp người quá đáng. Một ông lão như con sư tử giáng xuống một trường, chiếc bàn dài nghị sự của phòng họp lập tức hóa thành bột vụn. Các trưởng lão khác đều đứng lên, lão tổ, xin bớt giận. Bớt giận, kẻ này không chết, sau này Trấn Hồn Tông còn dám tự xưng là thần tông không? Trong lồng ngực ông ta dồn nén một cơn lửa giận, tên nhóc này giết liền 2 tông chủ của ta, nếu hắn không chết, sau này Trấn Hồn Tông cũng không còn mặt mũi nào nữa. Người đâu? Lập tức mời người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đến Trấn Hồn Tông bàn việc. Tôi muốn tất cả người họ Diệp chết hết, tôi muốn Thái Dương Tông hủy diệt hoàn toàn. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào. Quỳ một chân xuống, lão tổ, có một đệ tử nội môn xin gặp, Cốt A nói cô ta hiểu Diệp Bắc Minh. Soạt, trong mắt ông lão lóe lên tia lạnh lùng, cho cô ta vào. Liền sau đó, một bóng hình xinh đẹp đi vào phòng hội nghị, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt qua. Lê Mộng Ly. Lê Mộng Ly cố nén áp lực lớn, cất giọng run run,
đệ tử nội môn Lê Mộng Ly tham kiến lão tổ. Giọng uy nghiêm của lão tổ Trấn Hồn Tông vang lên, nói đi, cô biết manh mối có giá trị gì. Lê Mộng Ly cúi thấp đầu, thưa lão tổ, Diệp Bắc Minh và đệ tử đến từ cùng một nơi gọi là huyền giới. Anh ta có 10 sư tỷ và một số hồng nhan chi kỷ. Còn có một huynh đệ sống chết. Những việc này, lão phu đã biết rồi. Lão tổ Trấn Hồn Tông cất giọng lạnh lùng, nếu cô chỉ nói những manh mối không có giá trị này, cô có thể lui xuống rồi. Lê Mộng Ly đột nhiên ngẩng đầu, vậy lão tổ biết, Diệp Bắc Minh là người của hoa tộc thượng cổ không? Vừa dứt lời, cả phòng nghị sự tĩnh lặng như cái chết. Vẻ mặt tất cả mọi người Trấn Hồn Tông đều biến sắc, không ít người sượt một cái đứng bật lên khỏi ghế. Vẻ mặt đầy chấn kinh. Ngay cả lão tổ Trấn Hồn Tông cũng không thể tin nổi lên tiếng, cô nói cái gì? Diệp Bắc Minh là người của hoa tộc thượng cổ. Soạt, ông ta bước ra một bước, đáp đến trước mặt Lê Mộng Ly. Uy thế cường mạnh ập đến, cô nói thật không? Khuôn mặt Lê Mộng Ly trắng bệch, vẫn cố gắng nén áp lực gật đầu, đúng thế lão tổ. Vốn không có mấy người biết chuyện này. Vừa hay Mộng Ly là một trong số đó, anh ta không những đến từ hoa tộc thượng cổ. Hơn nữa trên người còn có thánh khí của hoa tộc thượng cổ, thanh kiếm này tên là kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Chắc chắn không thể phá hủy, lúc ở huyền giới, Diệp Bắc Minh đã lợi dụng thanh kiếm này để giết địch vượt cảnh giới, nhiều lần hóa nguy thành an. Bù! Cả hội trường bùng nổ. Lão tổ, năm đó sau khi hoa tộc diệt vong, chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm kiếm thánh khí hoa tộc sao? Nghe nói thánh khí hoa tộc là một tòa tháp, còn có một thanh kiếm thần sức mạnh vô địch. Chẳng lẽ là thanh kiếm này? Ánh mắt của rất nhiều người sáng lên. Một trưởng lão bỗng võ trán, chắc chắn là như vậy, tên nhóc này không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Dựa vào cái gì mà ở thần giới như cá gặp nước, còn có y thuật, đan thuật nghịch thiên như vậy, còn có cả thực lực khiến người ta không nhìn thấu. Nếu kẻ này là người của hoa tộc thượng cổ, thì tất cả đều dễ hiểu. Năm đó, hoa tộc có hơn 100 vị đại năng thượng cổ, chắc chắn là tuyệt học truyền đời của họ để lại. Chẳng lẽ đều ở trong tay tên nhóc này? Nếu thực sự là như vậy, đó chắc chắn là một món tài phúc kinh thiên động địa. Bầu không khí trong phòng nghị sự liền nóng lên. Đôi mắt tất cả mọi người đỏ bừng, kích động đến toàn thân nổi da gà. Lão tổ Trấn Hồn Tông kiềm chế sự kích động, Lê Mộng Ly, bây giờ bản lão tổ còn nghi ngờ tính chân thực của thông tin này. Bản lão tổ lục soát hồn với cô có ý kiến không? Cả người Lê Mộng Ly run lên, đệ tử không có ý kiến. Buông bỏ mọi phòng bị, lão tổ, xin mời. Được. Lão tổ Trấn Hồn Tông nheo đôi mắt, trong con mắt bùng phát ra một đường hào quang màu máu chui vào trong đôi mắt của Lê Mộng Ly. Một lát sau, lục soát hồn xong. Lão tổ Trấn Hồn Tông rút khỏi não của Lê Mộng Ly, khuôn mặt của cô ta trắng bệch. Rất tốt, cô không nói dối. Lão tổ Trấn Hồn Tông hài lòng gật đầu, cô còn nói với ai chuyện này? Lê Mộng Ly lắc đầu, chưa nói với ai. Chỉ có hôm nay nói với lão tổ. Rất tốt, cô đã hoàn thành sứ mệnh. Lão tổ Trấn Hồn Tông cười. Trong lòng Lê Mộng Ly sinh ra dự cảm không ổn, lão tổ, ông có ý gì? Lão tổ Trấn Hồn Tông không giải thích. Giơ tay tóm cổ họng của Lê Mộng Ly, cô rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Rắc rắc, một tiếng giòn tan. Cái cổ gãy lìa. Trên khuôn mặt Lê Mộng Ly vẫn còn sót lại vẻ kinh sợ. Thậm chí cô ta cũng không dám tin mình lại chết như vậy. Các trưởng lão khác của Trấn Hồn Tông đều tỏ sắc mặt lạnh nhạt, dường như chỉ là một con kiến chết. Trong phòng họp vang lên giọng lạnh như băng của lão tổ Trấn Hồn Tông, thứ nhất, thân phận của Diệp Bắc Minh chỉ có những người ở đây biết. Bất kỳ ai truyền ra ngoài, đừng trách bản lão tổ diệt cả tộc của người đó. Thứ hai, mang kiếm Càn Khôn Chấn Ngục đó về, nó rất có thể là thánh khí của hoa tộc thượng cổ. Thứ ba, bắt sống Diệp Bắc Minh, nhất định phải bắt sống. Chỉ có hắn mới biết truyền thừa mà hoa tộc thượng cổ để lại. Diệp Bắc Minh về đến Y Các. Soạt, mấy người chín vị sư tỷ, Vương Yên Nhi, Cuồng Đan đều kinh sợ nhìn qua. Thông tin tông chủ của 6 thế lực lớn đã chết truyền về còn nhanh hơn Diệp Bắc Minh đi về. Tiểu sư đệ nói có chút chuyện, bảo các tỷ về trước, đây là chuyện của đệ ư, Vương Như Yên nuốt nước miếng, mở to đôi mắt đẹp. Chưa đến nửa tiếng, đệ đã giết tông chủ của 4 thần tông, 2 gia chủ của gia tộc lớn. Những người khác cũng hiện vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
Diệp Bắc Minh gật đầu tự nhiên, mọi người nhận được thông tin nhanh thật đấy. Mấy sư tỷ cũng trừng mắt trắng thật to, phí lời. Các tỷ không muốn biết cũng khó. Các võ giả qua đường bên ngoài bàn tán xôn xao ầm trời rồi. Tiểu sư đệ, đệ vừa hứa với các tỷ phải khiêm tốn, thế này thì quá nổi rồi. Các sư tỷ tỏ vẻ mặt lo lắng. Cơ thể của Vương Yên Nhi run lên, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ. Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo. Nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ. Đâu có ai không phải là nhân vật lớn. Tông chủ, gia chủ của mấy thế lực lớn lại bị cậu Diệp chém giết toàn bộ trong một lúc. Mà còn giết trước mặt nhiều người. Đúng là nghịch thiên. Diệp Bắc Minh nhún vai, càng khiêm tốn, đến lúc đó người khác càng ức hiếp chúng ta. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, khiêm tốn là vô ích, để phải lập uy cho Thái Dương Tông. Thiên Nhận Băng gật đầu, tiểu sư đệ từng nói, mọi người còn nhớ trước đó hơn ngàn tông môn liên thủ ép cung Thái Dương Tông không? Cuộc chiến hôm nay, tiểu sư đệ giết liền 6 tông chủ của thế lực lớn, tuy đã đắc tội với 6 thế lực lớn. Nhưng suy nghĩ từ một góc độ khác, các thế lực khác muốn đối đầu với chúng ta phải cân nhắc bản thân. Kẻ địch của chúng ta không còn là hơn ngàn tông môn, mà chỉ có 6 thế lực lớn. Thiên Nhận Băng giải thích như vậy. Những người khác đều gật đầu. Cuồng Đan cũng tán thành cách nói này, tôi đồng ý với cách nói của cô Băng. Tôi còn có một vài người bạn giới đan đạo. Đến lúc đó tôi nói với họ, bảo họ đừng làm khó Thái Dương Tông. Vương Yên Nhi lên tiếng, nhà họ Vương cũng có vài người bạn làm ăn kinh doanh, đến lúc đó tôi cũng nói với họ một tiếng. Cần rắc rối thế không? Đồng ý với tôi một chuyện, tôi bảo đảm họ không dám gây chuyện với cậu. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh lạnh vang lên từ bên ngoài. Diệp Bắc Minh và 9 sư tỷ đều vui mừng, giọng của Đại sư tỷ. Đại sư tỷ đến rồi. Liền sau đó, một cô gái mặc cung trang màu trắng xuất hiện, chính là Lạc Khuynh Thành. Đại sư tỷ, mọi người rất kích động. Lạc Khuynh Thành vẻ mặt lạnh lùng, tôi từng nói, tôi không phải là đại sư tỷ của các người. Chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, tôi tìm cậu có việc, bảo bọn họ lui xuống đi. Diệp Bắc Minh cau mày, nhưng vẫn bảo mọi người ra ngoài. Lạc Khuynh Thành giơ tay bố trí một trận pháp, phong tỏa cả đại sảnh. Tôi đã tìm rất nhiều người, vốn không có ý định nghĩ đến cậu. Nhưng tình hình hiện tại, thì chỉ có cậu thích hợp giúp tôi nhất. Tôi không hiểu, cô có việc gì muốn nhờ tôi giúp? Diệp Bắc Minh cau mày. Lạc Khuynh Thành lướt nhìn anh một cái, cậu nên biết thân phận của tôi, Thần Hoàng Khuynh Thành của Điện Thần Hoàng. Tôi không phải đại sư tỷ của cậu, đại sư tỷ của cậu chỉ là một tấm thân chuyển thế mà tôi tu luyện công pháp, chỉ có điều cô ta đã sinh ra ý thức của riêng mình. Diệp Bắc Minh cất giọng run run, cho nên, đại sư tỷ của tôi không còn nữa. Đúng. Lạc Khuynh Thành gật đầu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, một luồng sát ý ngút trời bùng phát. Nhiệt độ trong cả hội trường giảm xuống mấy độ. Lạc Khuynh Thành lại cảm nhận được nguy hiểm. Cô ấy có ảo giác, nếu người đàn ông trước mặt thực sự ra tay có thể có cũng có thể giết cô ấy. Nhưng, ý thức đó của cô ta vẫn chưa chết, mà ở sâu trong cơ thể tôi. Sát ý của Diệp Bắc Minh liền giảm bớt, cô đến tìm tôi có mục đích gì? Lạc Khuynh Thành mỉm cười, làm một cuộc giao dịch với cậu. Giao dịch gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Lạc Khuynh Thành nói, ý thức của đại sư tỷ cậu rất mạnh, tôi đã thử mấy cách cũng không thể hoàn toàn luyện hóa cô ta. Nói cách khác, bây giờ cô ta đã là một ý thức độc lập, ở lại trong cơ thể tôi cũng rất rắc rối. Nếu cậu giúp tôi tiến vào khu thí luyện của Điện Thần Hoàng, và lấy từ đó ra một thứ, tôi có thể bảo đảm trả lại một tia thần hồn của đại sư tỷ của cậu cho cậu. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, có thể khiến đại sư tỷ của tôi sống lại ư? Lạc Khuynh Thành suy nghĩ, chậm rãi lên tiếng, không thể. Cô giỡn tôi hả? Trong lòng Diệp Bắc Minh nổi lên cơn lửa giận. Nhưng, cô nói chuyện không thể nói hết một lần hả? Lạc Khuynh Thành hỏi lại, cậu cho tôi cơ hội ư? Diệp Bắc Minh trầm mặc một lát, cô nói tiếp đi. Giọng của Lạc Khuynh Thành vang lên, tôi có thể luyện ra một phân thân, đặt phần thần hồn chấp niệm của đại sư tỷ của cậu vào trong phân thân đó. Có phân thân độc lập, như vậy có thể khiến đại sư tỷ của cậu quay lại. Diệp Bắc Minh lập tức truyền âm, tiểu tháp, có được không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, về lý thuyết thì được, phân thân có ý thức tự chủ. Nếu cô ta bỏ kiểm soát phân thân,
đúng là có thể khiến đại sư tỷ của cậu quay về. Diệp Bắc Minh gật đầu, giao dịch thành công. Lạc Khuynh Thành ném ra ba tấm lệnh bài được chế tạo từ vàng nguyên chất, bên trên khắc một hình rồng nổi. Vị trí chính giữa khắc ba chữ cổ điện thần hoàng. Treo hai tấm lên trước cổng lớn y các và đan các của cậu, bảo đảm không ai dám đến gây chuyện. Tấm thứ ba cậu giữ lấy sử dụng, 7 ngày sau đến điện thần hoàng tìm tôi. Lạc Khuynh Thành chuẩn bị quay người bỏ đi. Rồi bỗng dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh một cái, khuôn mặt này của cậu quá nổi tiếng, lúc đến tìm tôi nhớ đổi khuôn mặt khác. Diệp Bắc Minh cầm ba tấm lệnh bài. Gọi mọi người ra. Đại sư tỷ đâu? Đã đi rồi. Diệp Bắc Minh trả lời, Yên Nhi, Đồ Nhi, treo hai tấm lệnh bài này lên trước cửa thiên hạ đệ nhất y và thiên hạ đệ nhất đan. Hai người nhận lấy lệnh bài xem. Lệnh thần hoàng, suýt. Hai người không hẹn mà cùng hít khí lạnh. Vương Yên Nhi kinh ngạc nói, cậu Diệp, là người vừa nãy đưa cho cậu ư. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ánh mắt của cuồng đan ngưng trọng, lệnh thần hoàng có thể đại diện cho cả điện thần hoàng. Ai dám coi thường lệnh thần hoàng chính là đối địch với trăm vị thần hoàng của điện thần hoàng. Có hai tấm lệnh bài này treo ở cửa, tương đương với kim bài miễn chết. Từ nay về sau không ai dám đến gây chuyện nữa. Quả nhiên, sau khi lệnh thần hoàng được treo lên, cả thành phố thần lại sôi sục. Vãi, lệnh thần hoàng. Thái Dương Tông lại có lệnh thần hoàng, mà còn có hai cái. Là điện thần hoàng chống lưng cho Thái Dương Tông sao? Tin tức nhanh chóng truyền đi. Người của Độn Thế Thần Tông vừa nghe thông tin này, lập tức cử người đến thám thính. Khi họ nhìn thấy hai tấm lệnh thần hoàng, hoàn toàn ngồi không yên. Liền triệu tập cuộc họp cả đêm, sáng sớm hôm sau, võ giả có thâm niên 10 năm của Độn Thế Thần Tông liền được đưa đến trước người Diệp Bắc Minh thành phố thần. Cậu Diệp, chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm, những thứ mà Độn Thế Thần Tông cược thua này, xin cậu nhận lấy. Sau đó, Thất Tinh Các và Thần Cung Lục Đạo cũng đến. Cậu Diệp, mời cậu kiểm kê lại xem có hiểu không. Nếu thiếu thì chúng tôi sẽ về lấy. Diệp Tông Chủ, vợ chưa cưới của cậu từng là đệ tử của Thần Cung Lục Đạo, chúng tôi là bạn bè, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm. Thái Thượng Trưởng Lão của ba thần Tông đích thân đến. Các võ giả vây xem nhìn thấy cảnh này, người nào cũng kinh ngạc đến rất cả cằm. Vương Yên Nhi mặt đỏ tía tai, cô ta trợn mắt. Đó là sức mạnh của thần hoàng lệnh ư. Mạnh quá. Người nhà họ Vạn và nhà họ Kỷ cũng đến, hai nhà đều đưa tặng tài nguyên tu võ 10 năm. Ai chẳng biết nhà họ Vạn và Thái Dương Tông từ xưa đến nay vốn là bạn bè thân thiết. Nhà họ Kỷ và Thái Dương Tông thiết lập quan hệ hữu nghị lâu dài, sau này Diệp Tông chủ rảnh rỗi thì đến nhà họ Kỷ chơi. Diệp Bắc Minh nhận đồ đạc, bày tỏ xóa bỏ mọi ân oán. Không có bạn bè vĩnh viễn. Cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Năm thế lực lớn cảm kích và rời đi. Yên Nhi, mấy thứ này giao cho cô xử lý. Một phần trong số đó đưa cho nhà họ Vương. Vương Yên Nhi được ưu ái thì vừa mừng vừa sợ, vội lắc đầu, không được, không được đâu. Thế này nhiều quá, Yên Nhi không dám lấy. Dù chỉ có 1/10 thì số lượng cũng quá nhiều. Nhà họ Vương nhỏ lắm, nhiều đấy đã đủ cho nhà bọn họ dùng trong 100 năm rồi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong 1 năm tới nhà họ Vương không cần kinh doanh buôn bán nữa, con cháu trong nhà chỉ cần tập trung tu võ là được. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, cầm lấy. Vương Yên Nhi không từ chối được, chỉ có thể gật đầu. Tiếp theo, Diệp Bắc Minh lại bồi một câu, từ giờ trở đi, nhà họ Vương sẽ là đại lý có quyền tiêu thụ đan dược của thiên hạ đệ nhất đan. Trời ạ, thiên hạ đệ nhất đan có Diệp Tông Chủ và cuồng đan tỏa chấn. Nhà họ Vương vớ bở rồi. Vãi, nhà họ Vương dựa lưng Thái Dương Tông, e rằng sau này sẽ chen vào hàng ngũ gia tộc siêu cấp. Trên đường phố đông nghịt người, đâu đâu cũng vang lên những tiếng hâm mộ và ước ảo. Vương Yên Nhi nao nao vì những gì nhà mình nhận được, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Những điều mà Diệp Bắc Minh hứa hẹn trước kia dần dần được thực hiện. Cùng lúc đó, trong một góc của đám đông, Ngư Thất Tình nhìn cảnh này. Trong mắt cô ta là sự ghen ghét mãnh liệt. Hết thảy những thứ đó vốn dĩ phải thuộc về nhà họ Ngư của tao, tại sao lại như vậy? Vương Yên Nhi, tất cả là tại. Nếu như không phải vì mày thì chúng đã là của nhà họ Ngư tao rồi. Nỗi nhục nhã khi ấy, một ngày nào đó tao sẽ trả lại cho mày gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần. Ngư Thất Tình trừng Vương Yên Nhi với ánh mắt hung ác,
rồi bỏ đi với sự oán hận vô tận. Cô ta vừa mới chen ra khỏi đám đông thì có vài người mặc áo choàng đen chặn đường đi của cô ta, oán khí trên người cô rất nặng, bọn tôi đứng ở xa cũng đã cảm nhận được. Cô có muốn cô gái bên cạnh Diệp Bắc Minh chết không? Ngư Thất Tình bày ra vẻ lạnh nhạt, mấy người là ai? Tránh ra! Một người mặc áo choàng đen trong số đó nở nụ cười, sai đó lộ ra khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ, Thiên Sát Môn. Phân đà chủ thứ 9. Thiên Sát Môn. Ngư Thất Tình tỏ ra sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước, nhà họ Ngư bọn tôi chưa từng dây vào mấy người. Người áo choàng đen lắc đầu cười, bọn tôi cần một người ra mặt thay, nhà họ Ngư các cô là lựa chọn phù hợp. Trở thành người đại diện cho bọn tôi, trong vòng một năm, bọn tôi sẽ tiêu diệt Thái Dương Tông. Và cả cô gái kia cùng với gia tộc sau lưng cô ta, tôi sẽ khiến chúng từ trên trời rơi xuống địa ngục. Ngư Thất Tình run rẩy, vì sao lại chọn nhà họ Ngư chúng tôi? Ánh mắt của người mặc áo choàng đen vô cùng lạnh lùng, đừng hỏi nhiều, bây giờ cô chỉ có lựa chọn. Một là đồng ý với bọn tôi, trở thành người đại diện cho bọn tôi. Hai là chết. Mấy người mặc áo choàng đen khác tiến lên, bao vây Ngư Thất Tình. Ngư Thất Tình biết một khi mình từ chối thì chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh không thể nào cứu vãn, được, tôi đồng ý với ông. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn nhìn thấy nhà họ Vương hủy diệt trong thời gian ngắn nhất. Được. Chấn Hồn Tông. Lão Tổ, không biết tiểu tử Diệp Bắc Minh lấy đâu ra hai chiếc thần hoàng lệnh. Độn Thế Thần Tông, Thất Tình Các, Lục Đạo Thần Cung, nhà họ Vạn, nhà họ Kỷ đã đưa tài nguyên tu võ trong 10 năm cho Diệp Bắc Minh. Đại điện nghị sự lặng ngắt như tờ. Một lát sau, một ông lão mặt rỗ lên tiếng, trước kia hoa tộc thượng cổ diệt vong, điện thần hoàng đã kế thừa tất cả mọi thứ của hoa tộc thượng cổ. Bọn họ là người muốn hoa tộc thượng cổ hủy diệt triệt để nhất, sao có thể giúp Diệp Bắc Minh được? Giọng nói của lão tổ Chấn Hồn Tông vang lên, chỉ có một khả năng, điện thần hoàng cũng không biết cậu ta là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ. Cái gì? Mọi người giật mình. Lão tổ, chúng ta phải làm sao đây? Đúng đấy lão tổ, nếu điện thần hoàng là chỗ dựa của Thái Dương Tông, nếu chúng ta vẫn ra tay. Những nhân vật quyền cao chức trọng của Chấn Hồn Tông cực kỳ lo lắng. Lão tổ của Chấn Hồn Tông nói, theo tình hình hiện nay, Điện Thần Hoàng vẫn chưa biết được thân phận của người này. Trước khi bắt được người này, không được tiết lộ thân phận của cậu ta. Bằng không chắc chắn không chỉ có mỗi chúng ta muốn có được truyền thừa của hoa tộc thượng cổ, không vội, chúng ta từ từ hành động. Tiểu Độc Tiên nhìn Diệp Bắc Minh rời đi, lẩm bẩm, chuyện gì nên đến rồi cũng phải đến. Vẻ mặt Chu Lạc Ly trở nên nghiêm túc, điện chủ đã nói. Chỉ cần tiểu sư đệ bước vào cảnh giới đế thì kế hoạch sẽ bắt đầu. Đạm Đài Yêu Yêu căng thẳng, vội vàng thế sao? Không thể chờ một chút sao? Phải đấy, không thể chờ thêm à. Mãi chúng ta mới đoàn tụ được với nhau. Sau khi lấy được tài nguyên tu luyện của năm thế lực, Diệp Bắc Minh lập tức đi vào lĩnh vực tuyệt đối. Anh hầu như luyện chế toàn bộ dược liệu thành đan dược. Suốt một tháng ở trong lĩnh vực tuyệt đối, Diệp Bắc Minh không hề ngủ nghỉ một giây nào. Anh luyện liền một lúc mấy trăm nghìn viên thuốc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phải mở miệng, này nhóc, cậu liều mạng quá đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, có những đan dược này thì thực lực của mọi người mới tăng lên một bậc nữa. Chỉ có như thế tôi mới yên tâm đi tìm bố mẹ mình. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục im lặng một chốc, vậy còn cậu thì sao? Ông yên tâm, tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười tự tin. Anh giơ tay lên. Hơn 1.000 viên đan dược tôn phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Mỗi một viên đan dược đều có một lớp đan mạc hoàn mỹ. Diệp Bắc Minh nuốt liền một lúc 10 viên đan dược không chút do dự. Không hề có phản ứng. Tiếp tục. Lần này anh nuốt một viên đan dược tôn phẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có một dòng nước ấm dâng trào trong cơ thể, ngay sau đó đã bị 148 chiếc xương chí tôn hấp thụ hoàn toàn. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh cạn lời, muốn thăng cấp mà sao khó vậy? Tiếp tục! Lần này thì anh dùng liền 500 viên đan dược tôn phẩm có đan mạc hoàn mỹ. Nếu người tu võ bên ngoài thấy được thì chắc chắn sẽ sợ mất mật. Oanh! Trên khoảng không của lĩnh vực tuyệt đối, mây đen thình lình xuất hiện. Thiên kiếp ngưng tụ, một loạt tia sét màu tím bổ xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Lôi kiếp cảnh giới đế! Cùng lúc đó, bên ngoài, chín sư tỷ đang nghỉ ngơi,
bỗng nhiên bọn họ như cảm nhận được cái gì đó. Bọn họ cúi đầu lấy mặt dây chuyền treo trước ngực ra, sợi dây đang tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Tiểu sư đệ đột phá cảnh giới đế rồi. Thiên nhân băng sửng sốt. Sáng sớm, Diệp Bắc Minh ra khỏi lĩnh vực tuyệt đối. Anh gọi chín sư tỷ của mình, Vương Yên Nhi và Cuồng Đan đến. Cậu Diệp, cậu đột phá cảnh giới đế rồi ư? Vương Yên Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phải. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Cuồng Đan tiến lên, chúc mừng sư phụ tăng lên cảnh giới đế. Vẻ mặt của chín sư tỷ có vẻ kỳ lạ. Diệp Bắc Minh tưởng rằng bọn họ đang lo cho Thái Dương Tông, bèn bước lại gần, các sư tỷ không cần lo lắng, tiếp theo mọi người chỉ cần bế quan tăng cảnh giới. Sớm muộn gì Thái Dương Tông cũng sẽ đi vào quỹ đạo. Nói xong, anh lấy ngay mấy trăm nghìn viên thuốc ra bày trước mặt bọn họ. Đây là con người của Vương Yên Nhi co lại. Cô ta cứng đờ tại chỗ. Cuồng Đan buột miệng, vãi luyện, cửu đạo đan văn, đan mạc. Tất cả đều có cửu đạo đan văn và đan mạc, chất lượng đều thuộc loại tốt nhất. Sư phụ, số đan dược này sư phụ lấy đâu ra thế? Lẽ nào thần giới còn có một thần tông về đan đạo mà tôi không biết? Diệp Bắc Minh nói với giọng điệu ung dung, do một mình tôi luyện chế đấy. Cái gì? Cuồng Đan khiếp sợ đến mức không khép được miệng. Sư phụ chỉ biến mất vài ngày mà đã luyện chế được mấy trăm nghìn viên đan dược cao cấp nhất ư? Quái vật gì thế này? Cho dù là vài vị đan tổ của Điện Thần Hoàng thì cũng đâu thể làm được như vậy. Ực ực, Cuồng Đan nuốt nước bọt ừng ực. Diệp Bắc Minh tỏ ra hết sức bình tĩnh, số đan dược này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất để cho các thành viên nòng cốt của Thái Dương Tông nâng cao cảnh giới. Phần thứ hai, mang về Thái Dương Tông, cho người của tiểu đội sát thần dùng. Phần thứ ba, bán ở thiên hạ đệ nhất đan. Mọi người gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì khác. Diệp Bắc Minh nhạy bén nhận ra được chín sư tỷ của mình có vẻ không hào hứng lắm, sư tỷ, các chị còn lo lắng gì à? Không. Chín người đồng loạt lắc đầu, cố gắng không thể hiện ra điều gì khác thường. Diệp Bắc Minh còn tưởng là chín người bọn họ đang lo lắng cho đại sư tỷ, bèn hứa hẹn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, các sư tỷ yên tâm, em nhất định sẽ mang đại sư tỷ an toàn trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em phải đi đến Điện Thần Hoàng thôi. Sau khi dặn dò vài câu, Diệp Bắc Minh lập tức xuất phát. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Anh, Khương Tử Cơ đều tỏ ra không đành. Thiên Nhận Băng lắc đầu, đừng hành động theo cảm tính, chuyện này liên quan đến sự tiếp nối của Hoa tộc Thượng Cổ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu thất bại thì chắc chắn chúng ta chẳng còn đường cứu vãn nữa. Hàng trăm thế hệ dốc hết tâm huyết mới tạo ra cơ hội này, há có thể hủy hoại trong tay chúng ta. Tám người chấn động. Vẻ mặt của mỗi người trở nên kiên định. Nhị sư tỷ, bọn em biết rồi. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan đần mặt ra, các chị à, các chị đang nói gì thế? Thiên Nhận Băng quỳ một gối xuống, Yên Nhi cô nương, tiền bối Cuồng Đan, sau này tiểu sư đệ đành nhờ hai người. Ở thần giới, không một ai không biết Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh chỉ tùy ý hỏi thăm là đến được Điện Thần Hoàng. Trước mặt. 99 ngọn núi rồng tự nhiên thành hình, như chiếm được mọi sự tuyệt mỹ của trời đất. Bên ngoài Điện Thần Hoàng đông nghịt người. Vô số người tu võ quỳ xuống, dập đầu cúng bái. Hy vọng sự thành kính của mình có thể khiến những người trong Điện Thần Hoàng cảm động, để mình trở thành đệ tử của bọn họ. Khi Diệp Bắc Minh nhìn 99 ngọn núi rồng, anh vô cùng chấn động, tiểu tháp, chuyện gì thế này? Điện Thần Hoàng ấy thế mà lại có bố cục địa thế giống hệt di tích Côn Luân Thượng Cổ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, hiển nhiên là Điện Thần Hoàng được xây phỏng theo di tích Côn Luân Thượng Cổ. Tuy mô phỏng nhưng vẫn có thể ngưng tụ khí vận thiên địa. Ở trong 99 ngọn núi rồng này tu luyện thì chắc chắn làm chơi ăn thật. Diệp Bắc Minh nhíu mày, rốt cuộc Điện Thần Hoàng có liên quan gì đến Hoa tộc Thượng Cổ? Bên ngoài cửa chính của Điện Thần Hoàng, 9999 bậc thang trải thẳng về phía trước. Giống hệt thang trời trong di tích Côn Luân Thượng Cổ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, bản tháo cũng không biết, tuy người của Hoa tộc Thượng Cổ từng sở hữu bản tháp. Nhưng bản tháp nói cho cậu biết, khi ấy Hoa tộc Thượng Cổ đã diệt vong, vì thế bản tháp cũng không biết rốt cuộc Hoa tộc Thượng Cổ các cậu đã gặp phải chuyện gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Có lẽ câu trả lời nằm trong Điện Thần Hoàng.
anh lấy mặt nạ ra người ra ngụy trang thành Diệp Phong. Rồi anh bước lên bậc thang của Điện Thần Hoàng, đi đến cửa lớn cách trăm trượng đằng trước. Ai thế? Thế mà lại dám đứng trên thang thần à? Đám đông náo động. Cảnh giới đế, chỉ là một thằng nhãi cảnh giới đế thôi, cậu ta điên rồi à? Càng ngày càng có nhiều người chú ý Diệp Bắc Minh. Tất cả mọi người đều quỳ gối trên bậc thang, đi một bước dập đầu một cái. Với tấm lòng hành hương. Còn Diệp Bắc Minh lại dẫm lên thang thần, đi đến cửa của Điện Thần Hoàng, quả thực là khinh nhờn Điện Thần Hoàng. Cậu kia, quỳ xuống cho tôi. Một chàng trai đứng dậy, quát, cậu biết đây là đâu không? Tất cả mọi người đến đây với chí nguyện hành hương. Câu khinh nhờn Điện Thần Hoàng như thế là đáng chết, còn không mau quỳ xuống. Diệp Bắc Minh liếc anh ta, người tu võ phải có tâm trí vô địch, chỉ là một cánh cửa mà mấy người đã sợ đến mức quỳ mọp trên mặt đất. Dù các anh có thể đi vào Điện Thần Hoàng thì cũng chỉ là một đám vô dụng thôi. Mặt thanh niên kia tái mét. Những người tu võ hành hương quỳ lạy trên mặt đất cũng vô cùng phẫn nộ. Mày nói ai là đồ vô dụng đấy hả? Thanh niên siết chặt nắm đấm. Diệp Bắc Minh nói với giọng lạnh nhạt, những ai quỳ dưới đất đều là hạng phế vật. Anh ta hoàn toàn nổi giận, thằng danh, mày chỉ mới đến cảnh giới đế thôi, chết đi cho tao. Nhớ kỹ, người giết mày là Viên Sĩ Tổ. Cảnh giới thiên thần bùng nổ uy thế, anh ta cũng coi như tiểu thiên tài. Anh ta xông lên tấn công Diệp Bắc Minh như dã thú. Diệp Bắc Minh không thèm quay đầu lại, khi chàng trai cách anh chỉ cần một mét. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, đối phương bay ra ngoài như chó chết. Nện mạnh xuống chân bậc thang. Tôi nhìn lầm rồi ư, Viên Sĩ Tổ thất bại. Cậu ta là ai, chỉ là cảnh giới đế, chưa ra tay mà đã đánh bại Viên Sĩ Tổ ở cảnh giới thiên thần ư. Dọc chiếc cầu thang dài. Khắp bốn phía vang lên vô số tiếng hô bất ngờ, kinh ngạc. Diệp Bắc Minh chẳng buồn liếc mắt một cái, anh đi nhanh đến cửa Điện Thần Hoàng. Xoẹt! Hơn trăm ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Diệp Bắc Minh, tất cả đều đến từ những hộ vệ canh giữ ở cửa Điện Thần Hoàng. Bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi. Trước kia, bọn họ cũng từng quỳ gối leo lên từng bậc thang ngoài cửa Điện Thần Hoàng. Nên mới có cơ hội trở thành hộ vệ trông cửa. Lẽ nào bọn họ cũng là một đám phế vật như Diệp Bắc Minh nói ư? Hai ông lão lạnh lùng mở miệng, chàng trai, dừng lại. Muốn tiến vào Điện Thần Hoàng, phải quỳ từng bậc bò lên. Diệp Bắc Minh lấy thần hoàng lệnh ra, vậy thì tôi đi nhé. Con người của hai ông lão co lại, thần hoàng lệnh. Xin lỗi công tử, lão phu lắm mồm. Mời vào. Hai ông lão lập tức nhường đường. Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của trăm hộ vệ trông cửa biến mất. Thay vào đó là sự kính nể nhiệt liệt. Người có được thần hoàng lệnh chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ôi vãi, mi có thần hoàng lệnh thì phải nói sớm chứ. Chết tiệt, cậu ta tạo nét kìa. Ai có thần hoàng lệnh trong tay mà không phải thiên tài đâu. Viên Sĩ Tổ thua cũng không oan. Người tu võ trên bậc thang thấy thế thì nhao nhao đổi giọng. Diệp Bắc Minh cười. Đi qua cửa điện thần hoàng. Lạc Khuynh Thành bay đến. Đứng cách vài mét trước mặt Diệp Bắc Minh, em phách lối quá, những người đó đến đây với tấm lòng thành kính, em không cần phải sỉ nhục bọn họ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, quỳ xuống cầu xin Điện Thần Hoàng thu nhận. Sơ tâm võ đạo của những người đó có thể mạnh đến mức nào chứ? Bọn chị sẽ nhận người quỳ xuống làm đệ tử à? Lạc Khuynh Thành trả lời, không. Diệp Bắc Minh lắc đầu, các chị quá dối trá, vừa hưởng thụ sự cúng bái của bọn họ lại vừa khinh thường những người đó. Em mới là người quang minh lỗi lạc, khinh thường ra mặt luôn. Lạc Khuynh Thành. Cô ấy nhìn xoáy vào Diệp Bắc Minh, đi theo chị. Rồi xoay người đi. Diệp Bắc Minh theo sau, đi thẳng đến khu vực trung tâm của Điện Thần Hoàng. Trên một quảng trường hình tròn khổng lồ, đã có mấy trăm người đứng ở đó. Nam, nữ, già, trẻ đủ cả. Còn có vài gương mặt quen thuộc, Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh Từ, Đường Hạo. A, à, Diệp Phong. Sở Dĩnh Nhi đứng bên cạnh một người phụ nữ, trông thấy Diệp Bắc Minh thì kích động thiếu điều nhảy cẫng lên. Diệp Bắc Minh gật đầu với cô ta. Trái tim Sở Dĩnh Nhi nhộn nhạo, mặt đỏ bừng. Nguy rồi, chẳng lẽ cô nàng này hiểu lầm, Diệp Bắc Minh hơi hối hận. Người phụ nữ bên cạnh Sở Dĩnh Nhi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, Dĩnh Nhi, đó là chàng trai mà con kể à. Sở Dĩnh Nhi gật đầu, vâng, sư phụ. Hừ.
cảnh giới đế, cảnh giới thấp tè vậy à? Lạc Khuynh Thành dẫn cậu ta về là định làm gì? Người phụ nữ đứng tuổi đanh mặt. Đột nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên, cậu chính là Diệp Phong. Một ông lão mặc áo choàng xanh lá đi tới, tay cầm gậy chống hình con rắn. Ngay tức khắc, mọi người xung quanh đều nhường đường. Ngữ khí của ông ta ngạo mạn như người bề trên, như đứng trên cao nhìn xuống thế gian. Cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đích xác có tư cách này. Ông là ai? Diệp Bắc Minh không khúm núm cũng không tự đại. Ông lão cười giả chân, cậu giết đệ tử ký danh của lão phu là Lâm Trần mà còn không biết lão phu là ai à? Lạc Khuynh Thành cao mày truyền âm cho Diệp Bắc Minh, sau khi dịch dung em gây sự với lão tổ Bích Hỏa à? Diệp Bắc Minh trả lời, Lâm Trần chọc em trước. Lạc Khuynh Thành hết nói nổi, cô ấy nghi ngờ mình chọn Diệp Bắc Minh liệu có phải một quyết định đúng không nữa. Cô ấy suy tư một lúc rồi nói, lão tổ Bích Hỏa, đây là đệ tử của tôi, Diệp Phong. Nếu cậu ấy có chỗ nào đắc tội ông thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ông. Lão tổ Bích Hỏa lắc đầu, một đệ tử ký danh thôi, chết thì chết. Không phải vấn đề gì to tát, cậu quỳ xuống dập đầu với lão tổ thì chuyện này xí xóa. Đúng rồi, lão tổ nghe nói lúc cậu mới vào đây thì kiêu căng lắm, nói những người quỳ ở bậc thang là phế vật. Xoẹt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Lạc Khuynh Thành sầm mặt. Cô ấy đã nói Diệp Bắc Minh là đệ tử của mình. Lão tổ Bích Hỏa làm thế có khác nào vả mặt cô ấy ngay trước mặt mọi người đâu. Hơn nữa, đối với Diệp Bắc Minh mà nói, quỳ xuống chẳng phải là thừa nhận mình là phế vật sao. Ông ta muốn hủy hoại sơ tâm võ đạo của Diệp Bắc Minh. Lão tổ Bích Hỏa, ông hơi bị quá đáng rồi đấy nhỉ. Lạc Khuynh Thành lạnh lùng nói. Lão tổ Bích Hỏa cười, khặc khặc, đệ tử ký danh của lão phu chết rồi. Bảo đệ tử của cô quỳ xuống nhận lỗi khó vậy à? Lẽ nào cô không cho lão phu một lời giải thích sao? Diệp Bắc Minh cười khẩy, anh nhìn lão tổ Bích Hỏa với ánh mắt khinh thường, Lâm Trần chỉ là đệ tử ký danh của ông, dù anh ta có là đệ tử thân truyền. Chỉ cần trêu chọc Diệp Phong này, tôi đều giết hết. Cho dù là ông, lão tổ Bích Hỏa, dám trêu chọc tôi thì tôi cũng giết không tha. Tôi giải thích rồi đấy, ông hài lòng chưa? Tất cả mọi người trên quảng trường đều suýt xoa kinh hãi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế nới lão tổ Bích Hỏa. Tên Diệp Phong này điên rồi ư. Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh từ đồng loạt ngẩng đầu lên. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Chỉ có Đường Hạo, vẻ thù địch lóe lên trong mắt anh ta. Người phụ nữ trung niên rất kinh ngạc, Dĩnh Nhi, cái cậu Diệp Phong con vừa ý dũng cảm thế à? Sở Dĩnh Nhi cũng nghệt mặt ra, cô ta ngơ ngác gật đầu, lần trước ở thần quốc hư không anh ấy cũng dũng cảm như bây giờ. Sắc mặt của Lạc Khuynh Thành thay đổi, Diệp Phong, em đừng nói lung tung. Em nói sai à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, lão già này nghĩ mình là cái thá gì? Bảo em quỳ thì em phải quỳ à? Lần Trần khiêu chiến em, chết trên võ đạo. Chỉ có sư phụ vô dụng mới dạy dỗ ra đồ đệ vô dụng. Mọi người lại hoảng sợ. Anh đang thẳng tay vả mặt lão tổ Bích Hỏa. Cái tên Diệp Phong này không muốn sống sót ra khỏi điện thần hoàng nữa sao? Lão tổ Bích Hỏa tức đến mỗi cầm gậy đầu rắn phát ra tiếng răng rắc như muốn bóp vỡ nó. Nhãi danh, lão phu muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là đồ vô dụng. Gậy đầu rắn gõ mạnh xuống đất. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế cuồng bạo tràn về phía Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành đi đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, kéo vai anh lùi lại, lão tổ Bích Hỏa, ông muốn giết đệ tử của tôi à? Lão tổ Bích Hỏa gào lên, cút, kẻ nào cản ta đều phải chết. Vậy ư, Bích Hỏa lão quái, lẽ nào ông muốn giết cả bản tọa à? Một giọng nói chợt vang lên như tiếng sấm dậy. Độc Cô Bá Đạo từ trên trời giáng xuống, che trước mặt Lạc Khuynh Thành và Diệp Bắc Minh. Trông thấy Độc Cô Bá Đạo, sắc mặt của lão tổ Bích Hỏa trở nên cực kỳ khó coi, Độc Cô Bá Đạo, ông muốn quản chuyện của lão phu à? Độc Cô Bá Đạo cười nhẹ, có ai trong điện thần hoàng không biết Khuynh Thành là người phụ nữ của tôi? Ngày cô ấy khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng cũng là ngày bọn tôi thành hôn. Ông không phục à, đánh một trận đi. Quát to một tiếng. Một luồng sức mạnh bá đạo ập tới. Diệp Bắc Minh nhíu mày, truyền âm cho Lạc Khuynh Thành, chị chuẩn bị lấy ông ta à?
không biết vì sao Lạc Khuynh Thành lại né tránh ánh mắt của anh, không liên quan gì đến em, giữa hai chúng ta chỉ có giao dịch thôi. Mặt lão tổ Bích Hỏa đen kịt, ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt oán độc, thẳng danh, nỗi nhục ngày hôm nay lão phu sẽ nhớ kỹ. Vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng, sau khi vào nơi thí luyện, nhiệm vụ vi sư giao cho các con tạm gác lại đã. Nhiệm vụ hàng đầu là giết chết thằng nhãi phế vật kia. Nhớ lấy, nhất định phải hành hạ đến chết. Vâng, sư phụ. Hai nam một nữ đứng sau lão tổ Bích Hỏa, đôi mắt của bọn họ lạnh như băng. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng đều là đệ tử thân truyền của lão tổ Bích Hỏa. Một người cảnh giới thần hoàng, hai người còn lại cũng đến cảnh giới bán bộ thần hoàng, tiểu tử Diệp Phong chết chắc rồi. Sở Dĩnh Nhi lo lắng, sư phụ, cầu xin người nghĩ cách đi mà. Người phụ nữ lạnh lùng lắc đầu, tự gây nghiệt thì không sống được. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo của lão tổ Bích Hỏa nhìn Diệp Bắc Minh chòng chọc. Lão phu hy vọng cậu có thể sống sót ra khỏi nơi thí luyện, có thế cậu mới biết tuyệt vọng thế nào khi đắc tội lão phu. Ông ta gõ mạnh gậy đầu rắn xuống đất rồi không nói gì nữa. Bây giờ Độc Cô Bá Đạo mới quay đầu lại, dịu dàng nhìn Lạc Khuynh Thành, Khuynh Thành, em không sao chứ? Không sao. Lạc Khuynh Thành lắc đầu. Độc Cô Bá Đạo nhìn sang Diệp Bắc Minh. Không biết tại sao ông ta lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Giống như đã từng gặp người này ở đâu đó. Cậu tên là Diệp Phong à? Cậu rất giống một người mà tôi quen biết. Diệp Bắc Minh tỏ ra rất bình tĩnh, ai cơ? Độc Cô Bá Đạo không trả lời. Vụt! Một tia sáng bắn ra từ mắt ông ta, ra quét trên người Diệp Bắc Minh một lượt. Một lát sau, Độc Cô Bá Đạo lắc đầu, không ai có thể ngụy trang trước đôi mắt của tôi, cậu không phải người đó. Diệp Bắc Minh thầm buồn cười, có tháp càn khôn trấn ngục ở đây. Đừng nói là bá đạo thần hoàng. Cho dù tổ cảnh đứng trước mặt cũng không nhận ra thuật ngụy trang của anh. Lúc này, Độc Cô Bá Đạo nói sang chuyện khác, Hạo Nhi, lại đây. Vâng, sư phụ. Đường Hạo đáp. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Đường Hạo với vẻ kinh ngạc, Đường Hạo thế mà lại trở thành đệ tử của Độc Cô Bá Đạo ư. Người phụ nữ trung niên bên cạnh Sở Dĩnh Nhi bên nheo mắt lại, hay cho một tên Độc Cô Bá Đạo, giấu giếm thật sâu. Sở Dĩnh Nhi đương nhiên hiểu rõ người này. Chỉ là không ngờ trong cơ thể Đường Hạo lại có xương chí tôn. Xương cốt màu đỏ. Được Điện Thần Hoàng nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Chưa bao giờ bái sư suốt nhiều năm qua. Tuổi còn trẻ đã là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, tương lai nhất định có cơ hội tiến vào tổ cảnh. Chỉ là không ngờ rằng, Đường Hạo lại là đệ tử của Độc Cô Bá Đạo. Độc Cô Bá Đạo chỉ vào Diệp Bắc Minh, sau khi tiến vào nơi thí luyện. Để nó đi cùng cậu. Nếu ai dám đả thương đệ tử của Khuynh Thành, giết không tha. Vâng. Đường Hạo gật đầu. Sắc mặt của ba người vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng trắng bệch. Dù có cho bọn họ 10.000 lá gan, bọn họ cũng không dám trở thành kẻ thù của Đường Hạo. Sắc mặt của lão tổ Bích Hỏa âm trầm đến đáng sợ, Độc Cô Bá Đạo, ông quyết tâm muốn trở thành kẻ thù của tôi sao? Độc Cô Bá Đạo cười mỉa một tiếng. Ông đã bị mắc kẹt ở cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mấy chục nghìn năm, tuổi thọ cũng sắp đến cuối. Nếu lần này không tìm được món đồ kia để kéo dài tính mạng, ông có thể sống sót đến lúc nơi thí luyện mở ra lần tiếp theo sao? Đối địch với ông thì tính là cái thá gì? Ông, lão tổ Bích Hỏa tức giận đến toàn thân run rẩy, được lắm. Diệp Bắc Minh âm thầm buồn cười, xem ra nội bộ của điện thần hoàng cũng là tranh đấu gay gắt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, người trẻ tuổi, cậu phải biết ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Đường Hạo liếc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, sau khi tiến vào nơi thí luyện, tất cả nghe theo mệnh lệnh của tôi. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh vô cảm, như thể tất cả những chuyện này đều không liên quan đến anh. Đường Hạo nhíu mày, cũng không nhiều lời. Trong nửa canh giờ tiếp theo, lần lượt có người tiến đến. Quảng trường cũng dần trở nên sống động. Diệp Bắc Minh ước tính sơ bộ một chút. Trong mấy nghìn người, ngoại trừ đám người Đường Hạo, vệ tể, vậy mà còn có hơn chục người trẻ tuổi cũng là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Còn lại phần lớn đều là cảnh giới thần tôn, hầu như không có người nào thuộc cảnh giới thiên thần. Diệp Bắc Minh là người duy nhất để lộ ra hơi thở của cảnh giới đế. Đột nhiên, quảng trường dưới chân rung chuyển. Vô số đạo phù văn sáng lên, hư không hơi rung động. Một tiếng ầm vang trầm, âm thanh như tiếng xé vải vang lên.
hư không bị xé mở ra một vết rách, một luồng hơi thở cuồng bạo ập vào mặt. Đi! Một số thanh niên cũng không nhịn nổi nữa mà bước một bước vào trong đó. Lạc Khuynh Thành lúc này mới ném một chiếc nhẫn chứa vật cho Diệp Bắc Minh, thứ chị muốn đều được ghi lại ở phía trên. Diệp Bắc Minh thu hồi nhẫn chứa vật, suy tư một chút. Anh đi theo sau lưng đám người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc, Nguyễn Thanh Từ, bước vào nơi thí luyện. Diệp Phong! Anh còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra tình huống xung quanh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sở Dĩnh Nhi đi qua, anh có nhìn thấy thứ mà tôi để lại không? Anh đến Điện Thần Hoàng là để tìm tôi phải không? Diệp Bắc Minh quay người lại, nhìn vẻ mặt chờ mong của Sở Dĩnh Nhi. Anh thở dài một hơi, lấy ra Phượng Huyết Bảo Ngọc mà Sở Dĩnh Nhi để lại, cô Dĩnh, thật xin lỗi. Chuyện trong Hoàng Cung hôm đó chỉ là gặp dịp thì chơi, tôi tới đây chính là muốn nói rõ với cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dĩnh Nhi lập tức trở nên ảm đạm. Mọi kỳ vọng ban đầu đều trở thành nỗi thất vọng. Cô ta cố nở một nụ cười nhợt nhạt, tôi hiểu, tôi đều hiểu. Cảm ơn cậu Diệp đã báo cho tôi biết, Dĩnh Nhi xin cáo từ. Khoảnh khắc xoay người lại, những giọt nước mắt trượt xuống từ nơi khóe mắt. Diệp Bắc Minh nhìn Sở Dĩnh Nhi biến mất, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Cách đó không xa. Ba người Đường Hạo, Từ Tử Lâm, Trương Đạc nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt nghiền ngẫm. Từ Tử Lâm cười trên nỗi đau của người khác, thằng nhóc nhà cậu đúng là diễm phúc không cạn nha. Chẳng lẽ cậu không biết Sở Dĩnh Nhi là công chúa của thần quốc hư không? Đáng tiếc, cậu chỉ có diễm phúc, không có phúc phận. Ánh mắt của Nguyễn Thanh Từ lóe lên. Luôn cảm thấy trên người Diệp Bắc Minh có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, giống như hai người đã quen nhau từ trước. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Đường Hạo nói một câu, tiến về phía sâu trong nơi thí luyện. Từ Tử Lâm, Trương Đạc nhanh chóng theo sau. Nguyễn Thanh Từ liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cậu Diệp, nơi thí luyện rất nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng để tụt lại phía sau. Tiểu Tháp, tìm kiếm thế giới này. Được. 15 phút sau, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vẫn không có tin tức gì. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Tiểu Tháp, chuyện gì vậy? Việc tìm kiếm còn chưa hoàn thành sao? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, thằng nhóc, nơi thí luyện này rất lớn. Nói đây là nơi thí luyện, nhưng tôi lại cảm thấy nó càng giống một thế giới đã bị hủy diệt hơn. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tiếp tục nói, bản tháp đã tìm kiếm một lượt, phát hiện thế giới này có ít nhất 1.000 di tích được trận pháp bảo vệ. Còn có một số yêu thú, ma thú cực kỳ khủng bố, lợi hại. Khi màn đêm buông xuống, Đường Hạo dừng lại. Mệnh lệnh Trương Đạc đốt lửa trại, mấy người ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi. Từ Tử Lâm chỉ vào Diệp Bắc Minh, này, đêm nay cậu gác đêm, bây giờ lập tức đi tuần tra. Diệp Bắc Minh cau mày, tại sao lại là tôi? Trương Đạc đập mạnh ấm nước trong tay xuống đất, thằng nhóc này, nếu không phải cậu thì lẽ nào là tôi sao? Nếu không phải dọc đường đi có chúng tôi bảo vệ, cậu có tin là đám người vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng lập tức xông đến, khiến cậu chết không có chỗ chôn hay không? Vẻ mặt của Từ Tử Lâm thiếu kiên nhẫn. Giải thích với cậu ta nhiều như vậy làm gì? Còn không mau đi tuần tra. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cậu Diệp, nơi thí luyện vào ban đêm rất nguy hiểm. Nguyễn Thanh Từ hét lên, Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất không dấu vết. Trương Đạc tức giận chửi rủa, mẹ kiếp, tôi chỉ nhìn gương mặt của thằng nhóc này đã thấy khó chịu. Nếu không phải Độc Cô Tiền Bối ra lệnh bảo vệ tên rác rưởi này, ông đây đã là người đầu tiên giết chết cậu ta. Từ Tử Lâm gật đầu, đúng vậy, cậu ta là cái thá gì chứ, cũng không nhìn xem một chút thực lực chính mình, lại dám trêu chọc lão tổ Bích Hỏa. Ánh mắt của Đường Hạo lạnh băng, đừng gây chuyện. Nhất định phải tìm thấy cỏ long chi, nhân sâm hoàng huyết, đây là những vật mấu chốt để sư phụ tiến vào tổ cảnh. Nếu có ai dám để cho chuyện này xảy ra sai sót gì, chết. Từ Tử Lâm và Trương Đạc rụt cổ một cái. Không dám nói thêm gì nữa. Đường Hạo nhìn về phương hướng Diệp Bắc Minh rời đi, Trương Đạc, anh đi xem. Dù sao sư phụ đã nói, chúng ta không thể để tên nhóc này chết được. Vâng. Trương Đạc có chút buồn bực, đứng dậy, đuổi theo hướng Diệp Bắc Minh. Sau khi rời khỏi đám người Đường Hạo, Diệp Bắc Minh lấy ra nhẫn chứa vật của Lạc Khuynh Thành. Anh mở ra xem. Bên trong là một tấm bản đồ cổ. Ngoài ra còn có một dòng chữ đẹp.
vị trí của cỏ long chi, nhân sâm hoàng huyết được đánh dấu trên bản đồ. Ít nhất phải tìm được một gốc. Mang nó về, trả lại thần hồn của đại sư tỷ cậu. Di tích có thể thăm dò, nguy hiểm tự chịu. Cộc, cộc, cộc. Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng bước chân thanh thúy. Giây tiếp theo, một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, ha ha, anh nói cậu ta là thật sự ngu ngốc hay là thiểu năng vậy? Cứ đi theo đội của Đường Hạo không phải tốt hơn sao? Tại sao phải lựa chọn rời khỏi đội chứ? Bây giờ thì hay rồi, mạng nhỏ cũng sắp không giữ nổi rồi. Giọng nói vừa rơi xuống. Ba bóng người xuất hiện từ ba hướng. Vệ Tể, Chu Nhã, Cao Bằng. Trong bóng tối, đồng tử của Trương Đạc co lại một chút. Ba người cười nghiền ngẫm, nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn một món đồ chơi. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã mang theo ba phần tàn nhẫn, tôi nhớ sư phụ nói muốn hành hạ đến chết tên phế vật này phải không? Hai vị sư huynh, các người cảm thấy chúng ta nên làm thế nào đây? Cao Bằng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa xanh lục đang cháy hừng hực, để cậu ta nếm thử hương vị của độc hỏa u minh, khiến thần hồn của cậu ta thiêu đốt thành tro. Vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Nhã quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tể, vệ sư huynh, anh cảm thấy chúng ta nên giết cậu ta như thế nào? Hai tay Vệ Tể ôm ngực, các người tùy ý, tôi nhìn là được. Nhưng để đề phòng, tốt nhất là trước tiên phải phá hủy đan điền của tên nhóc này. Được. Chu Nhã trả lời một tiếng giòn tan, nhưng trên mặt lại là cực kỳ âm độc. Cô ta giẫm chân một cái, hóa thành một cơn lốc đánh tới. Thằng nhãi phế vật, quỳ xuống cho bà cô. Tay ngọc nhỏ dài tàn nhẫn đánh vào vị trí đan điền của Diệp Bắc Minh. Vệ Tể và Cao Bằng cười mỉa, trong đầu đã hiển ra dáng vẻ đan điền của Diệp Bắc Minh bị đánh nát. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Răng rắc. Á. Chu Nhã kêu thảm một tiếng, tay ngọc nhỏ dài vậy mà bị Diệp Bắc Minh nắm lấy, xé toạc. Máu me đầm đìa. Chuyện này. Chỗ tối, Trương Đạc vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, sợ tới mức trái tim suýt nữa nổ tung. Cậu rốt cuộc có cảnh giới gì? Chu Nhã luống cuống, xoay người muốn lui lại. Diệp Bắc Minh làm sao có thể cho cô ta cơ hội này, năm ngón tay nắm chặt giữa không trung. Một luồng sức mạnh lợi hại đánh tới, Chu Nhã như chó chết, bị Diệp Bắc Minh nắm đầu. Không muốn. Giọng kinh sợ vang lên. Phập. Cái đầu nổ tung. Sư muội. Vệ Tể và Cao Bằng hít khí lạnh, rốt cuộc là kẻ nào? Châu Nhã là thần tôn đỉnh phong đấy, thực lực được coi là bình thường trong số đệ tử của Điện Thần Hoàng. Nếu ở bên ngoài, cũng là thiên tài tuyệt đối. Lại bị tên phế vật trước mặt bóp chết. Diệp Bắc Minh cười, tôi chính là tên phế vật mà các người nói đây. Ảnh Thuấn. Xuất hiện trước hai người, tấn công ta hai nắm đấm. Gru. Hai con huyết long từ trong bóng tối lóe lên rồi vụt tắt, phập phập. Hai làn xương máu nổ tung. Vãi, 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 giết cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Hắn là quái vật gì, trong lòng Trương Đạc vô cùng hối hận, mình đi theo đến làm gì chứ? Nhìn đủ chưa? Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn về một hướng. Trương Đạc sợ đến hai chân mềm nhũn, vừa bò vừa lăn đến, cậu Diệp, tôi bia sai rồi. Tôi thực sự không biết thực lực của cậu lại khủng bố như vậy. Phập, 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 tên mập này vừa dập đầu vừa khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Cậu coi tôi là cái rắm, cứ đánh ra đi. Chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Phập, phập, phập. Nhìn Trương Đạc, Diệp Bắc Minh cất giọng thú vị, tôi và anh không thù không oán, tại sao phải giết tôi? A, à, ánh mắt Trương Đạc sáng lên, không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, cậu Diệp nói đúng. Chúng ta không thù không oán, mọi người đều là bạn bè. Diệp Bắc Minh chuyển chủ đề. Đường Hạo là đệ tử của Độc Cô Bá Đạo, hắn tiến vào khu thí luyện có mục đích gì? Trương Đạc không dám giấu giếm, tiền bối Độc Cô đã là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, cần long chi thảo và nhân sâm phượng huyết mới có thể tăng lên tổ cảnh. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Lại cần thứ giống như Lạc Khuynh Thành cần. Xem ra hai người cũng không đồng lòng, nếu không, Lạc Khuynh Thành cũng sẽ không bảo anh tiến vào khu thí luyện tìm kiếm hai thứ này. Độc Cô Bá Đạo và anh vốn không chết không thôi, còn muốn tăng cấp tổ cảnh. Làm sao có thể? Đi thôi. Đi thôi. Trương Đạc ngẩn người. Đi về. Được. Hai người về trước lửa trại. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay về,
Nguyễn Thanh Từ thở nhẹ nhõm, cuối cùng hai người cũng về rồi, cậu Diệp không gặp nguy hiểm chứ? Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, tôi không sao. Trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một miếng thịt thú rừng từ chiếc nhẫn chữ vật ra nướng. Đường Hạo cau mày. Từ Tử Lâm thấy vậy quát một tiếng, ai cho anh ngồi nghỉ hả? Vừa nãy bảo anh đi tuần tra, anh không nghe thấy phải không? Diệp Bắc Minh lộ ra nụ cười như không cười. Nhóc con, cười cái gì? Nếu không muốn tuần tra thì cút ngay lập tức cho tôi. Từ Tử Lâm tỏ vẻ mặt thích thú. Hắn nghĩ Diệp Bắc Minh quay về, chắc chắn là lo sợ gặp phải nguy hiểm trong khu thí luyện. Trương Đạc thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng, đừng ồn nữa, để cậu Diệp nghỉ ngơi đi, tôi đi tuần tra là được. Nói xong, vội vàng lao đi tuần tra. Từ Tử Lâm ngẩn người, nhìn sang Trương Đạc với ánh mắt kinh ngạc truyền âm, từ sau khi Trương Đạc quay lại thì không đúng lắm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Con người Trương Đạc như ngọn cỏ đầu tường, hắn quay ngoắt 180 độ với Diệp Phong, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, Đường Hạo trả lời với con mắt băng lạnh. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là, đối phương không có biểu cảm gì. Thơm quá! Nguyễn Thanh Từ ngửi thấy mùi thịt nướng, không nhịn được nuốt nước miếng. Diệp Bắc Minh thản nhiên cười, chia một nửa cho Nguyễn Thanh Từ. Cảm ơn cậu Diệp. Trong lòng Từ Tử Lâm vô cùng không vui, nhóc con, chỉ nghĩ đến bản thân thôi hả? Phần của chúng tôi đâu? Diệp Bắc Minh trực tiếp phớt lờ. Nhóc con, tôi đang nói với anh đấy, không nghe thấy phải không? Từ Tử Lâm tức giận. Tiến lên một bước, giơ tay tóm về phía thịt thú rừng trong tay Diệp Bắc Minh. Bốp! Một tiếng giòn tan. Từ Tử Lâm bay ra đập xuống cách mấy chục mét, khuôn mặt sưng phồng như đầu heo. A! À, cái miệng nhỏ dính dầu mỡ thịt nướng của Nguyễn Thanh Từ khẽ há hốc, đôi mắt chấn kinh. Quả nhiên! Con mắt của Đường Hạo sầm xuống. Với thực lực cảnh giới thần hoàng sơ kỳ của Từ Tử Lâm, lại bị Diệp Bắc Minh tát bay. Chắc chắn tên nhóc này không phải người bình thường. Từ Tử Lâm bò dậy, gào lên như phát điên, vãi. Mày dám đánh tao, mẹ kiếp, mày lại dám đánh tao. Diệp Bắc Minh nở nụ cười nhạt, mày còn nói thêm một câu, có tin tao trực tiếp giết mày không? Mày! Trái tim của Từ Tử Lâm dường như dừng dập một giây. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Diệp Bắc Minh, hắn có trực giác. Nếu còn dám nói thêm một câu, tên nhóc này thực sự có thể giết mình. Trong tĩnh lặng như cái chết, giọng của Đường Hạo vang lên, anh Diệp, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, anh làm vậy không hay lắm nhỉ? Diệp Bắc Minh nhìn sang Từ Tử Lâm, anh ta nói mày là chó của anh ta. Mày nói có phải không? Đường Hạo, Từ Tử Lâm đỏ bừng đôi mắt, có chút tức giận nhìn Đường Hạo. Tuy hắn việc gì cũng nghe theo Đường Hạo sai bảo, nhưng hắn cũng là cảnh giới thần hoàng. Làm sao có thể là chó của Đường Hạo? Đường Hạo cười, cho anh làm chó của tôi, đã là nâng cao anh rồi. Làm sao, anh không muốn? Đồng tử của Từ Tử Lâm co mạnh lại, tức giận sộc lên đến não, vãi, mẹ kiếp. Tôi đây cũng là cảnh giới thần hoàng, tôi cũng là con người. Tôi coi anh là anh em, anh lại. Còn chưa nói hết câu. Ồn ào. Đường Hạo trực tiếp bùng lên, gần như lập tức xuất hiện trước người Từ Tử Lâm. Giơ tay tóm thiên linh cái của hắn, rắc rắc một tiếng xương máu nổ tung. Tiếng nói dừng hẳn. Đường Hạo vỗ tay, chậm rãi quay về trước lửa trại, chó không nghe lời, thì nên giết. Anh Diệp, Thanh Từ, hai người nói có đúng không? Nguyễn Thanh Từ tỏ vẻ mặt đầy kinh ngạc, lại gần Diệp Bắc Minh theo bản năng. Trương Đạc nghe thấy động tĩnh liền quay lại. Vừa hay nhìn thấy cảnh Đường Hạo giết Từ Tử Lâm. Đường Hạo mỉm cười, không sao, giết một con chó, tôi vẫn còn một con. Trương Đạc ớn lạnh một hồi. Không biết lấy dũng khí ở đâu, xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh quát lớn, tôi là chó của cậu Diệp, không phải chó của anh. Chúng ta cùng gia nhập Điện Thần Hoàng mấy ngàn năm rồi. Nay cả Từ Tử Lâm mà anh cũng giết, anh còn là người không? Sắc mặt Đường Hạo tái xanh. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, anh rất có thủ đoạn đấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi sẽ không giết người mình, càng sẽ không coi người của mình là chó. Ha ha! Đường Hạo cười như không cười, sát ý dần ngưng tụ, lão quỷ, bây giờ tôi ra tay nắm chắc mấy phần có thể giết được hắn. Ở sâu không đan điền của Đường Hạo, một tòa nhà quỷ đen xì sừng sững. Trong nhà quỷ vang lên giọng nói. Tôi cũng không nhìn thấu được tên nhóc này.
với thực lực hiện tại của cậu, tuy có thể giết hắn, nhưng cũng phải trả cái giá cực lớn. Tôi kiến nghị là cậu tìm được thứ đó trước đã, tăng lên cảnh giới thần hoàng trung kỳ rồi giết hắn cũng không muộn. Lão quỷ, cả ông mà cũng không nhìn thấu, Đường Hạo thu lại sát ý. Hắn thực sự muốn giết Diệp Bắc Minh ngay bây giờ. Đã như vậy, chúng ta đường ai nấy đi đi. Thanh Từ, đi theo tôi đi, Đường Hạo nhìn sang Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ gật đầu lia lịa, tôi không muốn. Rồi lại sát gần Diệp Bắc Minh. Đường Hạo cười đầy thâm ý, được, vậy cô đi theo anh ta đi. Quay người biến mất trong màn đêm. Thành phố thần. Sáng sớm Vương Yên Nhi đã mở cửa kinh doanh, cả buổi sáng lại không có vị khách nào đến. Có chuyện gì vậy, sao không có khách? Tiêu Vô Tướng đầu toát đầy mồ hôi chạy đến, cô Vương, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong một đêm, có hai cửa hàng mới mở phía đối diện Thiên Hạ Đệ Nhất Đan và Thiên Hạ Đệ Nhất Y. Một nhà y các, một nhà đan các. Những cuộc làm ăn vốn thuộc chúng ta đều bị bên đối diện cướp rồi. Cái gì? Vương Yên Nhi ngẩn người, cậu Diệp vừa luyện ra một lô đan dược, đều là chất lượng hàng đầu. Hơn nữa chúng ta có tiền bối cuồng đan tọa chấn, bên đối diện có thể cướp công việc làm ăn của chúng ta. Tiêu Vô Tướng gật đầu, nói thì đúng như vậy, nhưng không biết bên đối diện có lai lịch thế nào. Lại mời đến ông lão Tam Tuyệt tọa chấn hành y. Vương Yên Nhi kinh ngạc. Đương nhiên cô ta đã từng nghe nói đến tên của ông lão Tam Tuyệt, y thuật chinh phục trời đất. Rất nhiều thế lực tranh giành lại không ai có thể mời nổi. Ông lão Tam Tuyệt mà Điện Thần Hoàng cũng không mời nổi, lại đến thành phố thần hành y. Đúng là tin tức lớn, chẳng trách công việc làm ăn bị cướp. Việc làm ăn của y quán bị cướp cũng thôi đi, tại sao việc làm ăn của đan các cũng bị cướp? Tiêu Vô Tướng tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, sáng sớm hôm nay đối diện đan các có 3 vị đan tôn cửu phẩm đến. Giúp đỡ luyện chế các loại đan dược tại chỗ, hơn nữa đan dược luyện ra có giá rẻ hơn chúng ta 1/3. Suýt, chơi lớn quá, cuồng đan cũng mới là đan tôn cửu phẩm. Phía đối diện đã mới liền 3 người. Đôi mắt Vương Yên Nhi trầm xuống, họ đang nhằm vào chúng ta. Cậu Diệp giao chỗ này cho chúng ta quản lý lo liệu, tôi quyết không cho phép công việc làm ăn bị cướp. Tiền bối cuồng đan đâu? Chúng a đi xem sao? Tiêu Vô Tướng trả lời, phía đối diện liên tục phái người đến khiêu khích, tiền bối cuồng đan qua đó đấu với họ rồi. Cái gì? Không ổn, cẩn thận bị lừa. Vẻ mặt Vương Yên Nhi biến sắc. Tóm góc váy đi đến phía đối diện con phố. Thánh Thủ Các, Thiên Đan Phường. Hai biển hiệu lớn nổi bật chói mắt. Ở bên góc của tấm biển có một biểu tượng quen thuộc lọt vào mắt. Biểu tượng của nhà họ Ngư. Vương Yên Nhi kinh ngạc. Bỗng nhiên, cuồng đan thua rồi. Trong Thiên Đan Phường truyền ra tiếng bàn tán xôn xao. Vương Yên Nhi vội vàng chen vào trong đám đông. Trong đại diện của Thiên Đan Phường gần như chật kín người. Chỉ thấy cuồng đan đứng trước một đỉnh đan, vẻ mặt hồn siêu phách lạc, tôi thua rồi. Tôi lại thua rồi. Có 3 ông lão đứng đối diện. Một ông dâu cá chê. Một người một mắt. Một ông dâu tóc đều bạc trắng. Trên khuôn mặt người nào cũng mang theo vẻ lạnh lùng. Ông lão dâu cá chê cười nói, đây chính là cuồng đan trong truyền thuyết sao. Ngô Đức Lộc tôi còn chưa dùng hết toàn lực mà ông đã thua rồi. Ông còn có vụ cược vừa nãy chứ. Hoặc là cả đời không được phép luyện đan, hoặc là tự chặt một cánh tay. Đôi mắt cuồng đan đỏ bừng, tôi từng hứa với sư phụ, phải luyện đan cho Thái Dương Tông. Cả đời không luyện đan thì tôi không làm được, đã thua cược thì phải chịu, tôi nguyện chém đứt một cánh tay. Nói xong, cuồng đan giơ tay nắm trong hư không, lòng bàn tay xuất hiện một con dao màu vàng kim. Không hề do dự chém đứt tay phải. Khóe miệng 3 vị đan tôn cửu phẩm nhếch lên nụ cười thích thú. Cuồng đan mất một cánh tay cũng coi như phế rồi. Vốn không thể nào phát huy ra được thực lực của đan tôn cửu phẩm. Dừng tay. Vương Yên Nhi xông ra, 5 ngón tay thon dài tóm chặt con dao màu vàng kim. Máu tươi chảy ra. Lưỡi dao kẹp chặt trong lòng bàn tay, gần như chém xuống 5 ngón tay của Vương Yên Nhi. Cuồng đan kinh hãi, cô Vương, cô đang làm gì vậy? Vương Yên Nhi bất chấp 5 ngón tay đau nhức, tiền bối cuồng đan. Ông không thể chém đứt một cánh tay. Ông không còn cánh tay, sau này làm sao có thể luyện đan? Cuồng đan cười khổ một tiếng, lão phu không giỏi bằng người khác, nguyện thua thì chịu phạt. Không được. Vương Yên Nhi cầu xin.
Bỗng nhiên, ha ha ha, một tiếng cười thú vị vang lên, đây là người của Thái Dương Tông sao? Không hiểu đạo lý dám chơi dám chịu sao? Làm sao, các người định dở trò hả? Đám người chủ động nhường ra một lối đi. Ba đan tôn cửu phẩm cũng quay đầu, chắp tay với một cô gái ăn mặc hoa lệ, xin chào phường chủ. Ngư Thất Tình, chủ nhân của Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Vương Yên Nhi nhìn thấy Ngư Thất Tình liền vội vàng lên tiếng, Thất Tình, cậu xin cô cho tiền bối cuồng đan một cơ hội đi được không? Ôi ôi ôi! Ngư Thất Tình kêu lên, cô cũng muốn cơ hội hả? Lúc trước khi tôi bảo cô xin Diệp Bắc Minh cho tôi một cơ hội, thì cô làm gì hả? Còn nữa, chúng ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, đừng gọi thân thiết như vậy. Cô có thể gọi tôi là gia chủ nhà họ Ngư, Thánh Thủ Các chủ, Thiên Đan Phường chủ đều được. Duy nhất không thể gọi tên của tôi, thân phận của cô không xứng với tôi. Hiểu không? Vương Yên Nhi cắn môi đến trắng nhợt, Ngư gia chủ, chuyện lúc trước là lỗi của tôi. Vương Yên Nhi xin dập đầu nhận sai. Hai đầu gối mềm trực tiếp quỳ xuống. Phập, phập, phập. Dập dầu ba cái. Cô Vương quỳ dập đầu rồi. Đại tiểu thư nhà họ Vương lại quỳ xuống, chẳng phải là làm nhà họ Vương mất mặt sao? He he. Đại tiểu thư nhà họ Vương quỳ trước gia chủ nhà họ Ngư cũng không coi là mất mắt chứ. Chỉ là nghe nói trước đây hai người này là bạn thân, bây giờ lại trở mặt thành thù. Thú vị, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Giống như từng con dao đâm vào trái tim của Vương Yên Nhi. Ngư Thất Tình cười đắc ý, quỳ xuống có tác dụng hả? Vương Yên Nhi cô quỳ ở chỗ tôi không đáng tiền. Vương Yên Nhi ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy tia máu, Ngư gia chủ, cô muốn thế nào? Ngư Thất Tình nhìn cánh tay của Vương Yên Nhi, cuồng đan đã thua một cánh tay, cô quỳ xuống hình như chưa đủ đâu. Cơ thể Vương Yên Nhi run lên. Liền sau đó, cô ta hít sâu một hơi, dường như đưa ra một quyết định, tôi hiểu rồi. Giơ tay, một thanh kiếm chém sống cánh tay. Phụt, một cánh tay rơi xuống đất, máu chảy như chút nước. Cuồng đan gầm lên một tiếng, cô Yên Nhi, cô làm gì thế này? Muốn xông lên, nhặt cánh tay của Vương Yên Nhi. Vương Yên Nhi ngăn cản nói, tiền bối cuồng đan, đừng để mọi việc mà Yên Nhi làm trở thành vô ích. Cô, ngốc quá! Cuồng đan xúc động trong lòng. Cùng lúc đó, Vương Yên Nhi nhìn Ngư Thất Tình với khuôn mặt trắng bệch, đủ chưa? Sâu trong đồng tử của Ngư Thất Tình run lên, ngoại trừ tức giận thì nhiều hơn là đố kỵ. Đúng thế! Đố kỵ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Vương Yên Nhi có thể vì người của Diệp Bắc Minh mà tự chặt gãy một cánh tay? Không đủ. Ngư Thất Tình khẽ quát một tiếng, cánh tay của một kẻ đê tiện như cô làm sao có thể so được với cánh tay của cuồng đan, ít nhất phải cần hai cánh tay. Được. Vương Yên Nhi cắn chặt thanh kiếm trong tay, chém về phía tay trái. Phụt. Khoảnh khắc cánh tay rơi xuống đất. Vương Yên Nhi ngẩng đầu cười với khuôn mặt tái nhợt, Ngư gia chủ, đây là lời vàng ngọc của cô. Hai cánh tay đổi lấy một cánh tay của tiền bối cuồng đan, chắc cô phải giữ lời chứ. Cô, Ngư Thất Tình nhất thời nghẹn lời, trước mặt nhiều người như vậy. Đương nhiên cô ta không thể không giữ lời, các người cút cho tôi. Cảm ơn. Vương Yên Nhi cười, đứng lên nhìn sang cuồng đan, tiền bối, chúng ta đi. Cô Yên Nhi, cả người cuồng đan cứng đờ, tiến lên dìu Vương Yên Nhi rời đi. Đợi hai người đi khỏi, Ngư Thất Tình tức giậm chân, người đâu? Tìm cho tôi một con chó đến đây, băm nát hai cánh tay của con đê tiện này cho chó ăn. Ba đan tôn cửu phẩm tiến lên. Đừng vội, chúng tôi từng đồng ý từ từ chơi chết cô ta thì nhất định sẽ làm được. Hôm nay chỉ là bắt đầu, họ sẽ càng lúc càng tuyệt vọng. Đôi mắt của Ngư Thất Tình mang theo vẻ oán độc. Tôi tin họ. Tôi sẽ cho con đê tiện đó chết một cách thê thảm. Khu thí luyện. Đường Hạo Nhân lúc đêm đến một nơi sâu trong khe núi. Xung quanh quỷ khí âm u, không ngừng vang lên tiếng gào khóc la hét của quỷ, giống như địa ngục trần gian. Trong đan điền vang lên giọng nói, chính là nơi này đã ngưng tụ oán khí ít nhất hàng chục triệu năm. Chỉ cần cậu hấp thụ hết toàn bộ oán khí ở đây, thì có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Đến lúc đó, cậu có thể tùy ý nắn bóp tên nhóc tên Diệp Phong đó. Đường Hạo không nhìn được run lên ớn lạnh, lão quỷ, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Lại có oán khí nhiều như vậy.
Lão quỷ cười he he, một chúng tộc hàng tủ người bị giết, cả thế giới hóa thành vùng chết chóc. Oán khí nặng chút không bình thường sao? Suýt. Đường Hạo hít khí lạnh, nhiều người chết như vậy. Lão quỷ, sao ông biết? Lão quỷ nhả ra một câu, đồ nhi ngoan, vì là do lão phu làm mà. Nếu không phải một tên nhóc hoa tộc thượng cổ giết vi sư, trấn áp chân thân của vi sư ở trong thế giới này. Lão phu sớm đã trở thành tổ tiên của quỷ đạo rồi. Nhớ đến bóng hình người hoa tộc thượng cổ đó, cơ thể của lão quỷ không khỏi run lên. Nhưng thiên đạo luân hồi, sau này hoa tộc thượng cổ bị người khác tiêu diệt, cũng là đáng đời. Đường Hạo cau mày, lão quỷ, tôi nghe ông từng nói đến chuyện của hoa tộc thượng cổ rất nhiều lần. Rốt cuộc là thế nào? Gia tộc đó rất mạnh sao? Lão quỷ cười khổ trả lời, đâu chỉ là mạnh, người của hoa tộc thượng cổ, kẻ nào cũng nghịch thiên. Cũng vì quá nghịch thiên cho nên mới mang đến họa diệt tộc, nhưng đó không phải là việc bây giờ cậu cần tìm hiểu. Việc hiện giờ cậu cần làm là hấp thụ oán khí trước mặt, tiến vào cảnh giới thần hoàng. Được. Đường Hạo không nói nhiều thêm, bước vào trong sơn cốc. Thần lực trong cơ thể sôi sục. Liền sau đó, oán khí trong sơn cốc giống như lốc xoáy hội tụ về phía cơ thể của Đường Hạo. Cậu Diệp, cậu uống không? Cậu Diệp, cậu đói không? Chỗ tôi còn có ít sơn hào hải vị, làm nóng lên thì có thể ăn. Cậu Diệp, chỗ tôi có một căn phòng mang theo người, cậu và cô Nguyễn có thể đi vào nghỉ ngơi. Trên đường, Trương Đạc bày ra khuôn mặt núng nính thịt. Nịnh nọt nói cả đoạn đường. Thậm chí, hắn còn khoa trương lấy ra một căn nhà cần gì có nấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Có thể vào nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tên này đi du lịch chắc. Trương Đạc, anh không cần nịnh bợ tôi như vậy. Yên tâm, anh không phải là chó của tôi. Tôi cũng không muốn cho anh làm chó của tôi. Nếu anh muốn, có thể làm bạn của tôi. Vừa nói xong, khuôn mặt béo mập của Trương Đạc đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, gật đầu, được. Được, được, anh Diệp, à không, Diệp đại ca. Từ nay về sau, anh bảo tiểu đệ đi về phía tây, thì tuyệt đối không đi về phía đông. Cho dù tiểu đệ nhảy vào biển lửa vì đại ca cũng không từ. Diệp Bắc Minh cười, không cần anh lao vào biển lửa, bây giờ anh có tác dụng rồi đây. Xin đại ca phân phó. Trương Đạc tuyên thề. Diệp Bắc Minh chỉ về phía trước, theo đánh dấu trên bản đồ, phía trước là hang ổ của con thuồng luồng đen ba đầu thuộc tính thủy cảnh giới thần hoàng. Thuồng luồng đen canh giữ long chi thảo, hy vọng khi độ kiếp nuốt chửng vật này hóa thành chân long. Nhiệm vụ của anh là dụ con thuồng luồng đen đi khỏi, tôi đến hái long chi thảo. Trương Đạc cứng đờ người chỉ vào mũi mình, hả? Tôi hả? Diệp Bắc Minh cười như không cười, sao thế? Không được à? Vừa nãy còn nói nhảy vào biển lửa đấy. Tên mập này trông có vẻ ngu ngốc, trên thực tế lại rất giàu cảm xúc, thuộc kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh muốn thử xem Trương Đạc có thật lòng hay không? Vẻ mặt Trương Đạc như sắp khóc, hai chân cũng không nhịn được run lên. Thuồng luồng đen cảnh giới thần hoàng là thế nào chứ? Yêu thú so với con người, trời sinh đã hơn một cảnh giới nhỏ. Nếu là thuồng luồng đen cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, sức chiến đấu cũng sánh ngang với võ giả loài người thần hoàng trung kỳ. Không muốn thì thôi, coi như tôi chưa nói. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh thất vọng. Tôi đi, đại ca, đợi tin tốt của tôi. Trương Đạc dậm chân, xông về hướng hang ổ của thuồng luồng đen như tên pháo đạn, sâu nhỏ, ra đây cho ông nội Trương của mày. Hôm nay ông nội Trương phải ăn da thuồng luồng đen nướng than, hấp thịt thuồng luồng đen, hầm canh xương thuồng luồng đen. Nguyễn Thanh Từ hơi lo lắng, anh Diệp, Trương Đạc là cháu đích tôn của nhà họ Trương nắm giữ dịch bảo các. Thực lực của anh ta đều dựa vào uống đan dược, năng lực thực chiến không mạnh lắm. Anh ta xông lên như vậy sẽ không nộp mạng chứ? Diệp Bắc Minh cười thản nhiên, yên tâm, anh ta sẽ không sao đâu. Vừa dứt lời, một tiếng gầm vang lên. Một tòa vách đá đóng băng ầm ầm nổ tung, lộ ra một cái hang ổ đen xì. Gru! Một tiếng rồng gầm. Chỉ thấy, một con thuồng luồng đen ba đầu rồng xông ra, cơ thể to đến trăm trượng. Ngoài một số chi tiết, những thứ khác chẳng khác gì chân long. Chỉ thiếu bước cuối cùng là có thể hóa rồng. Sáu con mắt của thuồng luồng đen ba đầu đỏ ngầu khóa chặt Trương Đạc, con người cũng dám khiêu khích bản tọa. Chết! Cơ thể khổng lồ giống như tòa núi lớn nghiền áp đến, muốn nghiền nát Trương Đạc thành bùn thịt.
Trương Đạc chân tay hoảng loạn, lấy ra một cái khiên màu đen từ chiếc nhẫn chữ vật. Truyền thần lực vào trong, cái khiên liền to lên. Choang một tiếng vang lớn. Tuy Trương Đạc bị đánh bay đi như cánh diều đứt dây, ngoài sắc mặt tái nhợt ra thì không bị thương gì. Nguyễn Thanh Từ tỏ vẻ mặt kinh ngạc, cái khiên cấp thần khí. Diệp Bắc Minh lắc đầu, gia tộc người ta căn cơ thâm hậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta đi hái long chi thảo. Quay người đi về phía hang ổ của thuồng luồng đen. Nguyễn Thanh Từ đi theo phía sau. Trương Đạc thấy mình không hề bị thương, lập tức có dũng khí, ha ha ha, con trai thuồng luồng đen. Chỉ dựa vào chút thực lực của mày cũng muốn đánh thương ông nội Trương. Mày nằm mơ đi. Gru. Thuồng luồng đen gầm lên một tiếng, lại xông lên với lực đạo lớn hơn vừa nãy không chỉ gấp đôi. Trương Đạc lại bị đánh bay, cái khiến bị đánh ngược đập lên lồng ngực, nhếch nhác phun ra một ngụm máu tươi. Vãi, mày chơi thật hả? Đi vào hang ổ của thuồng luồng đen, một luồng hàn lạnh thấu xương ập đến. Xương chí tôn trong cơ thể Diệp Bắc Minh vù vù, băng lạnh biến mất. Anh Diệp, lạnh, lạnh quá. Quay đầu nhìn. Nguyễn Thanh Từ gần như đóng thành người băng. Mái tóc, lông mi, đôi mắt, đôi môi, cái mũi, chỗ nào cũng xương giá. Hai tay ôm chặt bờ vai, cả người run lập cập. Ngay cả áo cũng đông cứng. Lại gần tôi chút. Diệp Bắc Minh lên tiếng. Được. Nguyễn Thanh Từ đi đến, xương giá trên khuôn mặt biến mất một nửa. Nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run rẩy. Anh Diệp, chỗ này thật kỳ lạ, chân khí lại không có tác dụng. Huyết dịch của tôi như biến thành tảng băng, khí lạnh tỏa ra toàn thân. Diệp Bắc Minh nghiêm đôi mắt, nhìn vào sâu trong hang ổ của thuồng luồng đen, nơi này có sức mạnh pháp tắc của thuồng luồng đen, cả hang ổ đều là thế giới của băng tuyết. Cảnh giới của cô quá thấp, cho nên không chống lại được sức mạnh cực hàn. Nguyễn Thanh Từ gật đầu, anh Diệp Phong, khí tức cảnh giới của anh mới là cảnh giới đế, thực lực lại mạnh hơn tôi quá nhiều. Tôi quen một người bạn, cũng họ Diệp. Anh ta rất giống anh Diệp đấy. Thấy Diệp Bắc Minh không trả lời. Nguyễn Thanh Từ lại bổ sung một câu, chỉ là bên cạnh anh ta có quá nhiều hồng nhan chi kỷ, Thanh Từ chỉ có thể chôn sâu phần tình cảm đó xuống đáy lòng. Diệp Bắc Minh hơi bất lực. Cô bé này chắc không phải cũng thích mình chứ. Vãi! Sức hút không có chỗ dừng chân của tôi. Cùng với đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen. Trên người của Nguyễn Thanh Từ ngưng tụ một lớp xương giá, chân tay đều không chịu kiểm soát. Hay là, cô lại gần thêm chút đi. Được. Nguyễn Thanh Từ trực tiếp lao đến, cả người gần như áp sát vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Một cảm giác ấm áp. Xương giá tan chảy, Nguyễn Thanh Từ lại cảm thấy hành động của hai người ấm áp. Vừa buông khỏi Diệp Bắc Minh, sức mạnh cực hàn lại ập đến. Chỉ có thể ôm chặt Diệp Bắc Minh. Cứ như vậy. Người người đi sâu vào trong hang ổ của thuồng luồng đen. Đến cuối cùng, cả người Nguyễn Thanh Từ gần như treo trên người Diệp Bắc Minh. Tìm được rồi. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đến trước một cây thảo dược giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc băng hình rồng. Long chi thảo. Diệp Bắc Minh tìm được long chi thảo, đồng thời Đường Hạo cũng hấp thụ sát khí. Ầm ầm. Trong vòng bán kính vạn dặm sấm chớp ầm ầm, mây đen giăng kín. Cả khu thí luyện đều sôi sục theo, năng lượng vô tận hội tụ về phía Đường Hạo. Có người độ kiếp. Xem khí tức này, có người tiến vào cảnh giới thần hoàng trung kỳ rồi. Cảm nhận được uy lực cường mạnh trên không trung, đồng tử của rất nhiều võ giả trẻ đều co lại. Có thể độ kiếp ở khu thí luyện, nói không chừng người này đã tìm được một bí cảnh cường mạnh. Bây giờ chúng ta đi không chừng Seto thể được hưởng một phần. Đi, đi xem sao. Rất nhiều cường giả trẻ đều đi về phía sơn cốc. Không những vậy, yêu thú, ma thú cường mạnh trong khu thí luyện cũng đều xông ra khỏi động phủ. Sau khi đảo quét một lượt lôi kiếp trên không trung, tất cả đều tập trung về nơi thiên kiếp bùng phát. Con thuồng luồng đen ba đầu đang điên cuồng tấn công Trương Đạc, sau khi nhìn thấy lôi kiếp lại không hề do dự bỏ rơi Trương Đạc và hang ổ mà bỏ đi. Sau trong sơn cốc, Đường Hạo cảm nhận năng lượng xung quanh hội tụ. Tỏ vẻ mặt chấn kinh lên tiếng, lão quỷ, có chuyện gì vậy? Tôi đã hấp thụ hết sát khí của sơn cốc. Tại sao giữa thiên địa còn có năng lượng khác cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến cơ thể của tôi? Ha ha ha, sóng thần năng lượng, đây là sóng thần năng lượng, lão quỷ cười lớn. Sóng thần năng lượng, đó là cái gì, Đường Hạo nghi hoặc. Lão quỷ kích động giải thích,
sóng thần bình thường là có loại năng lượng cường mạnh như động đất dao động gây ra, nước biển cùng hội tụ về một hướng. Sóng thần năng lượng cũng như vậy, điều khác biệt duy nhất chỉ là rất khó kích lên. Đường Hạo, cậu đã hấp thụ sát khí của cả sơn cốc, mà sát khí cũng là một loại năng lượng. Năng lực trong sơn cốc bị thiếu khuyết, dẫn đến năng lượng của khu thí luyện liền nhanh chóng bổ sung đến bên này. Cho nên mới dẫn đến sóng thần năng lượng. Bây giờ chỉ cần cậu mau chóng hấp thụ năng lượng ập đến này, thì có thể tiến vào một cảnh giới nhỏ. Tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Đường Hạo mặt nóng bừng, cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Xung kích. Sau trong hang ổ thuồng luồng đen. Có chuyện gì vậy, không tóm được. Nguyễn Thanh Từ ngẩn người. Khi năm ngón tay của Diệp Bắc Minh sắp chạm đến Long Chi Thảo, lại trực tiếp xuyên qua. Cứ như Long Chi Thảo không tồn tại. Rõ ràng là ở ngay đó, mà dù thế nào cũng không chạm vào được. Diệp Bắc Minh hơi thộn người, tiểu tháp, thế này là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, chẳng phải cậu đã thuộc lòng cả thần nông bản thảo kinh sao? Trong đó miêu tả Long Chi Thảo thế nào? Không màu không mùi, vô hình vô dạng. Sinh ra từ ngưng tụ năng lượng trời đất. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn, đúng thế, Long Chi Thảo là vật thể vô hình. Đã là vật vô hình vô dạng, làm sao cậu có thể tóm được nó? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cho nên, tôi vốn không thể mang Long Chi Thảo về. Là ý đó. Không hoàn thành điều kiện của Lạc Khuynh Thành, đại sư tỷ của tôi phải làm thế nào? Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tiểu tháp, thực sự không có cách sao? Không thể thu vào thế giới trong tháp ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu nhóc, Long Chi Thảo được ngưng tụ từ năng lượng trời đất. Bản tháp chỉ cần thu nó vào thế giới trong tháp, nó lập tức sẽ hóa thành một luồng năng lượng cường mạnh bị bản tháp hấp thụ. Diệp Bắc Minh cau mày, vậy phải làm thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, dù sao cũng không mang đi được, chỉ bằng cậu tự nuốt nó nâng cao cảnh giới. Điều kiện của Lạc Khuynh Thành thì sao? Mục đích của Lạc Khuynh Thành là gì? Hồi phục sức mạnh cảnh giới thần hoàng. Vậy thì được rồi, cậu không mang được Long Chi Thảo về. Chẳng lẽ còn không có cách giúp cô ta hồi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Diệp Bắc Minh hiểu ra, tôi hiểu rồi. Anh không do dự, trực tiếp ngồi khoanh chân. Há miệng ra hút, năng lượng ẩn chứa trong Long Chi Thảo hội tụ về phía cơ thể của anh. Một lúc sau, Long Chi Thảo biến mất. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, dược liệu có thể khiến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong tiến vào tổ cảnh, mới khiến tôi tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không vui nói, cậu nhóc, cậu biết đủ đi. Trong cơ thể cậu đã có 148 chiếc xương chí tôn. Cậu nâng lên một cảnh giới nhỏ, tương đương với tăng 148 cảnh giới nhỏ. Cũng đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tìm kiếm trong hang ổ của thuồng luồng đen một lượt, lại phát hiện mười mấy cây dược liệu hàng đầu. Ngoài ra, còn có nhẫn chữ vật của mấy chục cường giả. Có lẽ đều là chiến lợi phẩm sau khi bị thuồng luồng đen giết, Diệp Bắc Minh trực tiếp ném cho Nguyễn Thanh Từ. Nguyễn Thanh Từ kinh sự, anh Diệp, không được. Giá trị của những thứ này quá cao, làm sao tôi có thể lấy được? Diệp Bắc Minh lắc đầu, những thứ này vô dụng với tôi, cô cầm lấy đi. Mang những thứ này về Thái Dương Tông, rất dễ bị người khác phát hiện thân phận của anh. Tạm thời anh không định để lộ thân phận. Nguyễn Thanh Từ thấy không từ chối được. Mới cẩn thận cất đi. Hai người ra đến lối vào hang ổ, phát hiện Trương Đạc Đông cứng đang run lập cập như thằng cháu. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng ra rồi. Hang ổ của thuồng luồng đen này lạnh quá. Tôi định đi vào tìm hai người, suýt nữa thì đóng băng chết. Diệp Bắc Minh cau mày, thuồng luồng đen đâu? Trương Đạc giải thích, vừa nãy hình như có người độ kiếp, thuồng luồng đen cảm nhận được khí tức thiên kiếp bèn trực tiếp xông qua đó. Ồ! Diệp Bắc Minh mới phát hiện, tận cuối chân trời có một đám mây đen ngưng tụ. Anh không có hứng thú đi góp vui. Tôi chuẩn bị rời khỏi đây, hai người thì sao? Hả? Trương Đạc ngẩn người, anh Diệp, khu thí luyện trăm năm mới mở một lần. Anh chắc chắn không ở lại thêm một thời gian ư, còn có rất nhiều bí cảnh chưa khám phá. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không có hứng thú. Hai người muốn ở lại cũng được, tôi đi một mình. Thần hồn của đại sư tỷ là quan trọng nhất. Đã chậm một ngày, thần hồn của đại sư tỷ có thể hoàn toàn tiêu tan. Lấy ra lệnh thần hoàng. Truyền chân khí vào trong. Chỉ thấy mấy đạo phủ văn bay ra từ trong lệnh thần hoàng,
hình thành một trận pháp, xé rách một đường khe không gian. Diệp Bắc Minh không hề do dự bước vào trong đó, biến mất. Nguyễn Thanh Từ thấy vậy, cũng không định ở lại. Cô ta đã có được mấy chiếc nhẫn chữ vật, tài nguyên bên trong đã đủ rồi. Cô ta cũng lấy ra lệnh thần hoàng, xé rách một đường khe không gian rời đi. Một mình ở lại bị Đường Hạo tìm được thì chết chắc. Thôi, đi thôi. Trương Đạc cắn răng, cũng lấy lệnh thần hoàng ra rồi rời đi. Trên không trung quảng trường trung tâm điện thần hoàng, ba cửa truyền tống xuất hiện trong không trung. Tất cả mọi người trên quảng trường đều ngẩn người, ai mà ra nhanh như vậy. Còn chưa đến 3 ngày. Liền sau đó, ba người Diệp Bắc Minh, Nguyễn Thanh Từ, Trương Đạc đi ra từ trong đó. Một cô gái áo xanh mặt đầy thất vọng quay người, Thanh Từ, cô đi ra sớm quá. Một ông lão lưng gù mũi đỏ chót khác thở dài, ây, nhà họ Trường vẫn chưa có cái tạo hóa này. Thôi vậy, sau này chúng ta không tham gia vào chuyện của Điện Thần Hoàng nữa, quay về mở dịch bảo các của chúng ta thì hơn. Nguyễn Thanh Từ muốn nói lại ngừng. Trương Đạc tỏ vẻ mặt lúng túng. Hắn đúng là không có được gì. Là tên nhóc cậu hả? Ra nhanh như vậy, sợ chết phải không? Lão Tổ Bích Hỏa Âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ra cũng tốt. Có lẽ cậu chưa gặp được ba đồ đệ của tôi. Bây giờ xong rồi, xúc sinh, lão phu có 1 vạn cách cho cậu hối hận vì đã đắc tội với lão phu. Độc Cô Bá Đạo lắc đầu, Diệp Phong, sao cậu không biết tiến bộ chứ? Chỉ cần đi theo Đường Hạo, dù thế nào cũng không thể nào tay không quay về. Sắc mặt của Lạc Khuynh Thành khó coi, Diệp Phong, cậu đã lấy được thứ mà tôi cần chưa? Diệp Bắc Minh lắc đầu dứt khoát, không lấy được. Hừ. Lạc Khuynh Thành lạnh lùng hừ một tiếng, quay người định đi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát liền đi theo. Đi đến chỗ không người, Lạc Khuynh Thành cười lạnh lùng một tiếng, cậu còn đi theo tôi làm gì? Không hoàn thành điều kiện của tôi, thần hồn của sư tỷ cậu cũng đừng hòng rời đi. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ hoàn toàn diệt trừ chấp niệm cuối cùng của cô ta. Vừa mới dứt lời, Lạc Khuynh Thành chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh như băng. Nếu chị xóa đi chấp niệm của đại sư tỷ của em sẽ khiến cho thần hồn của chị diệt vong. Lạc Khuynh Thành dừng chân lại, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Bắc Minh, cho nên, em chuẩn bị dùng cách mạnh bạo. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nếu em không cần đến Long Chi Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết mà vẫn có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng thì sao? Không thể nào. Lạc Khuynh Thành quả quyết lắc đầu. Diệp Bắc Minh bổ sung một câu, lại thêm một cái nữa. Giúp chị có tư cách bước vào tổ cảnh. Nhớ kỹ, là 100% bước vào tổ cảnh. Nghe thấy lời này, trái tim Lạc Khuynh Thành co rụt lại. Cô ấy thấy Diệp Bắc Minh tự tin như vậy, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, em. Dựa vào đâu chứ? Diệp Bắc Minh không hề giải thích, trực tiếp bước đến bên cạnh Lạc Khuynh Thành. Duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô ấy. Em muốn làm gì? Lạc Khuynh Thành giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, nếu như chị không muốn khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng, cũng không muốn tiến vào tổ cảnh. Vậy thì hãy thu tay về, coi như lời vừa rồi em chưa từng nói. Thần hồn của đại sư tỷ em sẽ lấy về không tiếc bất cứ giá nào. Em đang uy hiếp chị, gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trầm xuống. Diệp Bắc Minh lười đến giải thích, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy. Lạc Khuynh Thành khẽ suy tư. Nếu như em không làm được như lời em nói, chị đảm bảo em không thể bước ra khỏi điện thần hoàng. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, đi theo chị. Cô ấy dẫn theo Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ở của mình. Tất cả mọi người lui xuống dưới đi. Rõ. 10 mấy tỷ nữ đều rời khỏi đại điện. Chỉ còn một cô gái áo lam vẫn đứng ở nơi đó, nghi ngờ nhìn Diệp Bắc Minh. Lạc Khuynh Thành không vui. Em cũng đi xuống đi. Cô gái mặc áo lam nhướng mày đáp, điện hạ, tiền bối Độc Cô bảo để em đi theo hầu hạ bên cạnh người. Nơi này không cần em hầu hạ, lui xuống dưới, Lạc Khuynh Thành nhíu mày. Cô gái áo lam không hề có ý định rời khỏi đây, ngược lại nhắc nhở một câu, điện hạ, là ý của tiền bối Độc Cô. Cút! Lạc Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, một luồng hơi thở hùng mạnh nghiền ép xuống. Cô gái mặc áo lam quỳ bịch một tiếng trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi, dạ, em xuống liền đây. Rồi chật vật chạy ra khỏi đại điện. Nhìn theo bóng dáng cô gái áo lam rời đi,
Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem ra Độc Cô Bá Đạo không hề yên tâm chị, còn phái người đến bên cạnh chị giám thị. Chẳng phải hai người sắp kết hôn sao? Gương mặt Lạc Khuynh Thành lạnh đi, chẳng liên quan gì đến em cả. Nói xong, cô ấy chủ động bàn tay ngọc nhỏ dài, em mau kiểm tra đi, thất thần làm gì? Đầu ngón tay Diệp Bắc Minh khẽ đặt lên, liếc mắt nhìn thấu tình trạng toàn bộ thân thể cô ấy. Một lát sau, Diệp Bắc Minh thu tay về, cơ thể của chị bị hai loại sức mạnh gây thương tích, một loại cực lạnh, một loại cực nóng. Cho nên chị cần Long Chi Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết để luyện chế đan dược, đền bù tổn thương của thân thể. Lạc Khuynh Thành trừng mắt lườm anh, nói lời vô dụng. Điều này còn cần em nói. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, vận may của chị không hề tệ, may mắn gặp được em. Nếu chị không gặp được em, cho dù chị có lấy được Long Chi Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết, thì có ăn hết đan dược luyện chế từ chúng, cũng không cách nào khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng. Lạc Khuynh Thành cười lạnh đáp trả, nói bậy nói bạ. Chính em không thể tìm được hai loại dược liệu này, nên cố ý nói ra những lời này đúng không? Diệp Bắc Minh chắp tay đứng, khinh thường lắc đầu, chị quá xem thường em rồi. Em cần bịa ra loại lý do này sao? Sở dĩ chị không thể khôi phục thực lực, thân thể có vết thương chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất là chị đã trúng độc. Không có khả năng. Lạc Khuynh Thành quả quyết lắc đầu, chị có trúng độc hay không, lẽ nào chị lại không biết? Diệp Bắc Minh giễu cợt lắc đầu, chị quá tự tin vào bản thân mình, hoặc là nói, chị rất tin tưởng Độc Cô Bá Đạo. Lạc Khuynh Thành sững sờ. Chợt, giọng nói của cô ấy trầm xuống, em đang có ý gì? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng, nếu em không đoán sai, hẳn chị từng dùng máu tươi của một loại yêu thú đúng không? Hơn nữa, cấp bậc của yêu thú này còn không thấp, ít nhất là huyết mạch cấp hoàng. Em, Lạc Khuynh Thành giật mình. Vốn cô ấy chỉ duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng ngoại trừ Độc Cô Bá Đạo ra, chuyện máu tươi của thú hoàng tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Độc Cô Bá Đạo lại càng không có khả năng nói cho Diệp Bắc Minh. Sao mà em biết được? Sắc mặt Lạc Khuynh Thành trầm xuống. Diệp Bắc Minh đáp, việc này chị không cần biết, em chỉ nói cho chị một điều. Mặc dù máu của thú hoàng có thể tạm thời ổn định vết thương của chị, nhưng cũng sẽ khiến tổn thương của chị nặng thêm. Sắc mặt Lạc Khuynh Thành không ngừng thay đổi. Diệp Bắc Minh lại cho thêm một liều mạnh, nếu như em không đoán sai, Long Chi Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết cũng do Độc Cô Bá Đạo vô tình tiết lộ cho chị đúng không? Làm sao em biết được? Lần này, Lạc Khuynh Thành thật sự kinh ngạc. Thằng nhóc này chỉ xem mạch cho mình đúng một lần, thế mà đã đoán đúng 8/9. Quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh thở dài, thế mà đại sư tỷ của em chỉ là một sợi thần hồn của chị, chỉ số thông minh của chị thật sự chênh lệch quá nhiều với đại sư tỷ của em. Diệp Bắc Minh, đừng tưởng rằng bổn tọa không dám giết em. Lạc Khuynh Thành cảm giác chịu sỉ nhục. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đáp lại, đừng có nhìn em như vậy, chị quả thực quá ngu ngốc. Ngực to mà không có não chính là dùng để chỉ loại người như chị. Em, Lạc Khuynh Thành cắn răng. Đừng có chị em. Diệp Bắc Minh không hề nể tình, nhất định phải để em nói rõ ràng ra chị mới hết hy vọng đúng không? Vì để tiến vào tổ cảnh, Độc Cô Bá Đạo chuẩn bị dùng chị làm lô đỉnh. Em nói cái gì? Anh vừa nói ra lời này, đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Hô hấp của Lạc Khuynh Thành gần như ngưng trệ, trợn to mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, không có chuyện đó. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chỉ có muốn tin hay không thì tùy. Em chỉ nói một lần duy nhất thôi. Làm theo lời em có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng. Còn có thể giúp chị có cơ hội 100% tiến vào tổ cảnh. Lần này, Lạc Khuynh Thành im lặng. Cô ấy cũng cảm thấy Độc Cô Bá Đạo có vấn đề rất lớn. Tỷ nữ mặc áo lam kia là điều đầu tiên. Có thể nói, hiện tại, từng hành động cử chỉ của cô ấy đều ở dưới sự giám thị của Độc Cô Bá Đạo. Thứ hai, Độc Cô Bá Đạo vẫn luôn đề nghị song tu với cô ấy, giúp cô ấy quay về cảnh giới thần hoàng. Chẳng lẽ Độc Cô Bá Đạo thật sự muốn mình làm lô đỉnh, trở thành vật hy sinh giúp ông ta bước vào tổ cảnh? Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành không rét mà run. Cô ấy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Bắc Minh, em khiến chị tin tưởng em thế nào? Diệp Bắc Minh lười đến giải thích. Lấy ra một con dao găm. Xoẹt. Cắt đứt lòng bàn tay,
máu tươi nhỏ vào bên trong một chén trà. Uống nó đi. Lông mày Lạc Khuynh Thành nhảy dựng, em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giơ chén trà, uống đi rồi chị sẽ biết. Lạc Khuynh Thành do dự, nếu như em dám đùa cợt chị, em sẽ chết chắc. Đón lấy chén trà, cô ấy uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, Lạc Khuynh Thành cảm giác toàn thân khô nóng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Máu trong cơ thể như thể sôi trào. Cô ấy tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, em đã làm gì chị? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ấy, giải độc. Giải độc. Lạc Khuynh Thành sững sờ. Một giây sau, cô ấy kinh ngạc phát hiện mặt ngoài cơ thể mình chảy ra một lớp máu đen. Theo càng ngày càng nhiều máu đen trào ra, tình trạng cơ thể cô ấy chợt tốt lên. Làm sao có thể, máu đen này là cái gì? Lạc Khuynh Thành giật nảy mình. Diệp Bắc Minh đáp, là máu của thú hoàng mà độc cô bá đạo bảo chị uống. Sau khi chị uống máu tươi của em vào, trực tiếp ép chúng ra khỏi cơ thể. 3 ngày 1 lần, chị uống thêm 2 lần sẽ có thể ép ra toàn bộ máu độc. Lạc Khuynh Thành hoàn toàn tin tưởng Diệp Bắc Minh. Cô ấy thật sự trúng độc. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh lại lấy ra giấy bút, viết xuống một đơn thuốc, cả đơn thuốc này nữa, chị dùng nó đi. Lạc Khuynh Thành đón lấy xem xét, đơn thuốc này là để làm gì? Đều là một vài dược liệu thường gặp, cô ấy tiện tay là có thể gom đủ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, trị liệu nội tiết mất cân đối. Tính tình chị quá nóng nảy, bất lợi cho đợt trị liệu tiếp theo. Lạc Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, cút. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, 3 ngày 1 lần, đã đến giờ thì chị tự mình tìm đến tôi uống máu tươi. Chờ đến khi hóa giải hết máu độc bên trong cơ thể chị, em có thể giúp chị khôi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng. Đi đến cửa đại điện. Đột nhiên anh dừng bước lại, em cũng có một câu hỏi. Lạc Khuynh Thành quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh, gật đầu, em hỏi đi. Diệp Bắc Minh gọn gàng dứt khoát, điện thần hoàng và hoa tộc thượng cổ có liên quan gì đến nhau? Vì sao vị trí của 99 tòa núi rồng trong điện thần hoàng lại giống y như đúc thánh địa hoa tộc thượng cổ? Lạc Khuynh Thành sững sờ, nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, chị và thần hồn của đại sư tỷ em vốn là một thể. Cho nên, chị biết tất cả bí mật của em, đương nhiên cũng biết thân phận thật của em. Huyết mạch hoa tộc thượng cổ. Có điều, chị vẫn muốn khuyên em một câu, không nên hỏi, không nên truy tìm, càng không được nghĩ đến những thứ này. Quên huyết mạch của mình, quên hoa tộc thượng cổ đi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dần dần ngưng trọng, cho nên. Sự hủy diệt của hoa tộc thượng cổ có liên quan đến điện thần hoàng. Lạc Khuynh Thành khẳng định gật đầu, có liên quan. Đợi đến khi em có đủ thực lực, có thể trực tiếp đi hỏi 3 vị thánh tổ của điện thần hoàng. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, em hiểu rồi. Cảm ơn. Anh nhanh chóng rời đi. Lạc Khuynh Thành sửng sốt một hồi. Cô ấy còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sẽ phẫn nộ. Sẽ tiếp tục truy hỏi. Không nghĩ tới anh lại gọn gàng dứt khoát rời đi như vậy. Lòng dạ bậc này khiến Lạc Khuynh Thành lau mắt mà nhìn, thằng nhóc này rõ ràng còn chưa đến 100 tuổi, vì sao lại già dặn như thế? Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa điện thần hoàng. Tạch! Vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Mặt hàng bốc phét đã đi ra rồi. Người ta là có thực lực. Diệp Bắc Minh không có thời gian để ý tới ánh mắt của mọi người, bởi vì một miếng ngọc bội bên trong nhẫn chứa vật của anh đang không ngừng lấp lóe. Sau khi tiến vào điện thần hoàng, tất cả thông tin từ bên ngoài đều bị chặn lại. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Anh nhanh chóng bước tới một góc không người cách xa đó trên 100 dặm, lấy ra ngọc bội trong nhẫn chứa vật. Rót chân nguyên vào trong đó. Giọng nói của Cuồng Đan vang lên, sư phụ, đệ tử đáng chết. Hai tay của Yên Nhi cô nương đã không có. Nghe xong Cuồng Đan giải thích rõ ràng, sắc mặt Diệp Bắc Minh âm u đến dọa người. Đáng chết! Anh bay lên trời, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười lạnh, cậu Diệp Phong, cậu đi gấp gáp như vậy làm gì? Diệp Bắc Minh quay đầu. Một cô gái áo lam mang theo 3 lão già cảnh giới thần tôn đỉnh phong xuất hiện. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, là cô có việc. Cô gái áo lam nở nụ cười, chủ nhân nhà tôi muốn biết, rốt cuộc cậu Diệp đã nói điều gì với Lạc Khuynh Thành vậy? Chỉ cần cậu Diệp Thành thật thật trả lời xong, cậu muốn đi đâu cũng không có ai ngăn cản. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, kiến nghị của tôi là,
bây giờ cô xoay người bỏ chạy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Là, khuôn mặt cô gái mặc đồ màu lam tràn ngập vẻ nghiền ngẫm, một chữ sao còn chưa kịp nói ra. Vèo, Diệp Bắc Minh sải bước, trực tiếp xuất hiện trước người ba lão già cảnh giới thần tôn. Ầm, 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 đánh ra ba quyền. Ba lão già cảnh giới thần tôn đỉnh phong trong nháy mắt hóa thành một đám xương máu. Cô gái áo lam kinh hoàng, cứng người đứng yên tại chỗ, dù thế nào tiếng sao trong cổ họng cũng không nói được nên lời. Cùng lúc đó, sau lưng truyền tới một giọng nói âm u lạnh lẽo, khặc khặc khặc, thằng rác rưởi cậu thực ra cũng có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc cậu đắc tội lão phu đã thề nhất định sẽ làm cho cậu hối hận từng đắc tội lão phu. Bây giờ tự cậu quỳ xuống, hay là để lão phu tự mình ra tay chứ? Cô gái áo lam quay đầu nhìn. Một lão già có khuôn mặt già nua, cầm quải trượng có khắc đầu rắn trong tay xuất hiện. Lão tổ Bích Hỏa. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua phía điện thần hoàng, tiểu tháp, ông cảm thấy có thể đánh giết lão tổ Bích Hỏa ở chỗ này không? Giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tôi đề nghị cậu nên cách điện thần hoàng xa một chút, trong bóng tối ít nhất có 7-8 thần hoàng đang chú ý nơi này. Thấy Diệp Bắc Minh nhìn về phía điện thần hoàng. Lão tổ Bích Hỏa cười, thằng nhóc, đừng có nhìn. Không một ai đến cứu cậu đâu. Diệp Bắc Minh trực tiếp xoay người rời đi. Muốn chạy, có thể sao? Lão tổ Bích Hỏa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Phía điện thần hoàng xuất hiện mấy bóng người. Một người trong đó là sư phụ của Vương Yên Nhi, một người mẹ của Nguyễn Thanh Từ, một người khác là ông nội của Trương Đạc. Còn biết chạy, không ngốc. Lão tổ Bích Hỏa tự mình đuổi giết, cậu ta chết chắc rồi. Tất cả trở về đi thôi, không có gì bất ngờ cả. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh lao thẳng tới nơi cách xa 300 dặm, trực tiếp trốn vào chỗ sâu trong một khu rừng rậm nguyên thủy. Lão tổ Bích Hỏa đuổi theo phía sau, giọng nói âm u lạnh lẽo không ngừng vang lên, thằng rác rưởi nhỏ tiếp tục chạy đi. Lại chạy nhanh nữa lên, lão phu rất hưởng thụ cảm giác đuổi giết như thế này. Khặc khặc khặc, cậu càng chạy, lão phu càng hưng phấn. Lão phu thật mong được nhìn thấy biểu cảm lúc thằng rác rưởi cậu bị bắt lại. Mặc dù ngoài miệng lão tổ Bích Hỏa nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Nếu có thể đuổi kịp, ông ta đã sớm đuổi kịp. Tốc độ của thằng rác rưởi này thật sự là kinh ngược, ông ta đã đến vận tộc cực hạn, thế mà còn không đuổi kịp. Thậm chí, lão tổ Bích Hỏa có ảo giác. Hình như thằng rác rưởi này sợ ông ta đuổi không kịp, nên không dùng tốc độ cao nhất chạy trối chết, mà cố ý giảm tốc độ chờ ông ta. Ngay lúc này, Diệp Bắc Minh dừng lại. Anh nhìn xung quanh, nơi này không tệ, là chỗ tốt để giết người diệt khẩu. Lão tổ Bích Hỏa nghe vậy thì sửng sốt. Ngay sau đó ông ta suýt bật cười, giết người diệt khẩu. Ha 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 ha, đây là chuyện tức cười nhất lão phu nghe thấy trong cuộc đời này, cậu muốn giết lão phu diệt khẩu. Tiểu phế vật, dù cậu có thể chém đứt một sợi tóc của lão phu. Còn chưa kịp nói xong. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, nắm bàn tay lại, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra một nhát. Gào, tiếng rồng gầm vang lên. Một con huyết long cực kỳ đáng sợ lao ra. Khí thế khủng bố, bá đạo, vô địch. Hả, ngươi là ai? Lão tổ Bích Hỏa cảm nhận được luồng kiếm khí khủng khiếp ấy, nụ cười của ông ta bỗng chốc cứng đờ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chính là tiểu phế vật mà ông nói đấy. Chết đi cho tôi. Huyết long do kiếm khí ngưng tụ mà thành gầm lên, sau đó lao về phía lão tổ Bích Hỏa như sao băng rơi xuống. Lão tổ Bích Hỏa giơ tay lên đỡ đòn, thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình. Phụt, nhưng ông ta vẫn bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu kiếm mà thôi, thế nhưng ông ta lại bị tên phế vật này nghiền ép hoàn toàn. Vẻ khó tin và hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt già nua của lão tổ Bích Hỏa, thanh kiếm kia. Huyết long, cả uy lực ấy nữa. Khoan, Diệp Phong, cậu không phải là Diệp Phong. Cậu là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhếch miệng, chúc mừng ông đã đoán đúng. SSS, lão tổ Bích Hỏa suýt xoa kinh hãi liên tục, trong cơ thể thằng nhãi này có 148 chiếc xương chí tôn, bây giờ còn nắm giữ một thanh thần kiếm cực kỳ đáng sợ. Nhát kiếm vừa rồi còn cho lão phu cảm nhận được hơi thở chết chóc lão phu chưa từng nếm trải. Chết tiệt, thằng nhãi này trưởng thành quá nhanh, nó đã có được thực lực tiêu diệt cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Chạy thôi,
Lão tổ Bích Hỏa xoay người bỏ chạy không chút do dự. Vừa rồi đuổi giết tôi hăng hái lắm mà, bây giờ muốn chạy mà được à, giọng điệu lạnh lùng vang lên. Lão tổ Bích Hỏa cười to, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh, dù thực lực của cậu nghịch thiên đến đâu. Một khi một cao thủ cảnh giới thần hoàng đỉnh phong đã muốn đi, trừ phi cậu là cảnh giới tổ. Bằng không cậu không thể ngăn cản được. Diệp Bắc Minh cười, tiểu tháp, giao cho ông đấy. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại. Một tòa tháp màu đen bỗng xuất hiện trên trời, trong nháy mắt tháp Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, không gian và thời gian ở xung quanh như bị ấn nút tạm dừng. Lão tổ Bích Hỏa hoảng sợ phát hiện mình chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển thêm một bước. Ông ta sợ hãi ngẩng đầu lên, ngay tức khắc con người co lại, đấy là tòa tháp trong truyền thuyết. Trời ạ, nó thế mà lại ở trong tay cậu. Uy lực của tháp bùng nổ. Trong lòng lão tổ Bích Hỏa giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và chấn động vô tận, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông ta biết mọi sự phản kháng đều là phí công vô ích. Một thứ sức mạnh không thể đối kháng trói buộc lão tổ Bích Hỏa. Đưa ông ta đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Lão Phu biết kiểu gì mình cũng phải chết, nhưng trước khi chết lão Phu muốn ra đi mà không có tiếc nuối. Lão tổ Bích Hỏa vẫn chưa hết khiếp sợ, cậu là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ thật sao? Cậu trở lại báo thù ư? Ông phải mang theo niềm nuối tiếc mà chết đi rồi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuyên qua cơ thể của lão tổ Bích Hỏa không hề do dự. Trong nháy mắt, lão tổ Bích Hỏa biến thành một cái xác khô bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Máu dính lên thân kiếm đen nhánh. Ha ha ha, cảm ơn chủ nhân, lão già này đúng là đại bổ. Cùng một lúc khí lão tổ Bích Hỏa chết, một tia sét từ khoảng không trên điện thần hoàng bỗng đánh xuống một trong 99 ngọn núi rồng. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lá cây bùng lên cao, chạm vào tầng trời, xua tan đám mây. Rồi thình lình biến mất. Kia, lão tổ Bích Hỏa đã chết. Cả điện thần hoàng chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, vẻ khó tin đồng loạt hiện lên trong mắt bọn họ. Sao có thể thế được? Lão tổ Bích Hỏa là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, ai có thể giết ông ta? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa nãy lão tổ Bích Hỏa còn đuổi theo Diệp Phong mà. Lẽ nào Diệp Phong giết ông ta? Tuyệt đối không có khả năng ấy. Người của điện thần hoàng lắc đầu. Sư phụ của Sở Dĩnh Nhi sững sờ, chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Người Dĩnh Nhi thích là một cường giả tuyệt thế. Mẹ của Nguyễn Thanh Tử và ông của Trương Đạc nhìn nhau. Đi. Ba người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi nơi thí luyện, nhất định họ biết cái gì đó. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh Thành cứng đờ tại chỗ. Nghĩ đến những gì Diệp Bắc Minh nói lúc giàu, Lạc Khuynh Thành run rẩy. Em thật sự có thực lực giết cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Im lặng hồi lâu. Rồi Lạc Khuynh Thành mới lẩm bẩm, nếu khi ấy chị từ chối em sẽ giết chị sao? Một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Bên trong khe núi. 10 bóng người đứng chắp tay. Một bộ thây khô nằm trên mặt đất. Một nhát chém dài hơn 1.000 mét, tạo thành một rãnh sâu ở khu vực này. Cây gậy đầu rắn của lão tổ Bích Hỏa vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất. Đây là thi thể của lão tổ Bích Hỏa à? Đã biến thành xác khô rồi ư? Trông cứ như chết mấy chục năm rồi ấy. Là do Diệp Phong làm sao? Rốt cuộc người này có thủ đoạn gì mà có thể giết được cả cảnh giới thần hoàng đỉnh phong? Con người của mười mấy cảnh giới thần hoàng co lại. Mắt độc cô bá đạo giật nhẹ, quả nhiên là cậu. Lúc trước ở rừng tinh hồn cũng có một nhóm người bị cậu biến thành thây khô. Nhãi danh giỏi thật, chẳng phải cậu đang ở thành phố thần sao? Vậy mà lại có thời gian nhàn rỗi hóa thân thành Diệp Phong đến điện thần hoàng. Sát ý trong mắt độc cô bá đạo lộ ra ngoài. Tốc độ trưởng thành của Diệp Bắc Minh quả thực là vô cùng đáng sợ. Vào thần giới chưa đến 3 tháng đã có đủ thực lực giết chết cảnh giới thần hoàng. Một khi để mặc cho Diệp Bắc Minh trưởng thành lên, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành lão tổ Bích Hỏa tiếp theo. Không được. Độc cô bá đạo tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra. Ông ta dứt khoát trở lại điện thần hoàng, lấy một viên đá truyền âm ra và rót thần lực vào bên trong. Cùng lúc đó, trong phủ quốc sư của thần quốc Đại Ngụy, nhẫn chứa vật của Thanh Huyền Tử bỗng lóe sáng. Lão ta cũng lấy một viên đá truyền âm giống y hệt từ trong nhẫn ra, thực lực của Diệp Bắc Minh tăng vọt, cậu ta đã có thể giết được cảnh giới thần hoàng đỉnh phong.
Diệp Bắc Minh trở lại thành phố thần. Anh thấy trước cửa Thiên Hạ Đệ Nhất Đan và Thiên Hạ Đệ Nhất Y chỉ có lác đác vài khách hàng, mà Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các ở đối diện khách khứa nườm nượp ra vào. Thần niệm lướt qua, rồi anh đi vào Thiên Hạ Đệ Nhất Đan. Sư phụ, cuối cùng sư phụ cũng về rồi. Ngay khi Cuồng Đan nhìn thấy Diệp Bắc Minh, ông ta lập tức quỳ xuống. Sư phụ, đệ tử có tội. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng, mọi việc tôi biết cả rồi, Yên Nhi đâu? Cuồng Đan cúi đầu, Yên Nhi cô nương đang dưỡng thương ở đằng sau. Dẫn tôi đi xem. Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi anh nhìn thấy Vương Yên Nhi, trái tim vẫn trùng xuống. Cô vẫn mặc váy dài, thế nhưng hai ống tay áo trống không. Hai cánh tay biến mất. Cậu Diệp. Ánh mắt Vương Yên Nhi dao động, cô ta khẽ mỉm cười. Diệp Bắc Minh quát, cô hồ đồ quá, tại sao phải làm như vậy? Vương Yên Nhi lắc đầu, hai tay của Yên Nhi không đáng bao nhiêu tiền. Nếu tiền bối Cuồng Đan mất đi cánh tay thì sau này thuật luyện đan nhất định sẽ suy yếu rất nhiều. Tôi không muốn. Cô im miệng. Diệp Bắc Minh quát, về sau không được phép làm những việc ngu xuẩn như thế nữa. Thứ nhất, không ai có thể thương tổn người của tôi. Vương Yên Nhi run lên, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cậu Diệp nói mình là người của cậu ấy. Dường như Diệp Bắc Minh không chú ý đến cảm xúc của Vương Yên Nhi, sát ý lộ rõ trong mắt anh. Thứ hai, không ai có thể thương tổn người của tôi xong còn có thể tung tăng nhảy nhót trước mắt tôi. Nói xong, anh xoay người, đi thẳng đến Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Sắc mặt của Vương Yên Nhi và Cuồng Đan thay đổi. Bên ngoài Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Cậu làm gì đấy? Muốn vào Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các thì xếp hàng đi. Vài khách hàng thấy Diệp Bắc Minh chen vào đám đông thì nhao nhao mở miệng quát. Tà khí mãnh liệt từ trên người Diệp Bắc Minh bột phát, tất cả người tu võ đang đứng xếp hàng đều run rẩy. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh, sát ý trong lòng đã không thể kiềm chế. Thế là rối rít tránh đường, mặc cho Diệp Bắc Minh đi vào. Ai, thật to gan, nơi này là sản nghiệp của nhà họ Ngư. Thành phố thần có quy định, cậu dám tự tiện xông vào ư? Bọn tôi sẽ giết không tha và được miễn trách nhiệm. Vài người đàn ông trung niên xuất hiện, lạnh lùng bao vây anh. Cút! Diệp Bắc Minh nắm tay lại, tung một cú đấm. Rầm! Mấy người đàn ông trung niên đó bay ngược ra ngoài như chó chết, đâm xuyên qua cửa của Thiên Đan Phường nện mạnh lên nền nhà trong đại sảnh. Ngư Thất Tình nhanh chóng xuất hiện, khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó cô ta bình tĩnh lại, Diệp Tông Chủ, anh làm gì thế? Thiên Đan Phường được thành phố thần bảo hộ. Anh giết người nhà họ Ngư bọn tôi, chẳng lẽ không sợ? Tiện nhân! Diệp Bắc Minh cho cô ta một bạt tai. Chát! Ngư Thất Tình quỳ thụp xuống, dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt cô ta. Thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Chuyện gì vậy? Diệp Tông Chủ đánh Ngư gia chủ ư? Những người tu võ đứng xem thấy cảnh này thì ngớ ra. Ông không biết à, mấy hôm trước, Vương cô nương ở đối diện mất đôi tay ở Thiên Đan Phường đấy. Vương cô nương ấy là hồng nhan chi kỷ của Diệp Tông Chủ. Cái gì, có chuyện đấy à, kể lại chi tiết xem nào. Người thu võ xung quanh bắt đầu hóng chuyện. Anh dám đánh tôi. Ngư Thất Tình ngẩng đầu, trong mắt là sự bẽ bàng và phẫn nộ. Diệp Bắc Minh quát, cô là cái thá gì? Cô dám khiến Yên Nhi mất đi hai tay. Tôi sẽ hủy diệt nhà họ Ngư. Ngư Thất Tình triệt để phẫn nộ, hủy diệt nhà họ Ngư. Diệp Bắc Minh. Anh nghĩ anh là ai? Không nói đến việc hủy diệt nhà họ Ngư, hôm nay anh có thể sống sót đi khỏi Thiên Đan Phường thì coi như anh lợi hại. Thành phố thần có quy định, tự tiện xông vào sản nghiệp tư nhân hành hung, nhà họ Ngư tôi có quyền giết bất luận tội. Các vị cung phụng còn chờ gì nữa? Sao còn chưa ra mặt? Cô ta nói xong, ba luồng sát ý lạnh thấu xương bột phát từ đằng sau đám đông. Một người chột một mắt. Một người râu cá chê. Một người râu tóc bạc phơ. Chính là Ngô Đức Lộc và Đan Tôn cấp 9 khác. Ba người bọn họ đều là người tu võ cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Mặt Diệp Bắc Minh sa sầm, anh cảm nhận được sát ý khác thường toát ra từ ba người kia. Người của Thiên Phạt Môn. Thấy sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, Ngư Thất Tình còn tưởng rằng anh sợ hãi. Cô ta cười điên cuồng, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, không ngờ tới đúng không? Với thực lực của anh làm sao có thể đấu lại cao thủ cảnh giới thần hoàng.
anh tự tìm đường chết, xông vào Thiên Đan Phường. Bây giờ dù tôi có giết anh trước mặt mọi người thì người của thành phố thần cũng sẽ không nói gì hết. Hôm nay chính là ngày chết của anh, giết anh ta cho tôi. Ba người kia được huấn luyện bài bản, sát ý bùng nổ trong nháy mắt. Một người dùng kiếm, một người dùng dao găm, một người dùng dao róc xương. Tấn công từ ba hướng. Diệp Bắc Minh thờ ơ đứng tại chỗ. Thấy thế, Ngư Thất Tình nở nụ cười, Diệp Bắc Minh, anh sợ ngu người rồi à? Anh cũng có ngày hôm nay nhỉ? Anh nói xem tại sao anh phải từ chối tôi cơ chứ? Lẽ nào tôi không tốt hơn Vương Yên Nhi trăm lần, nghìn lần, vạn lần hay sao? Binh! Một tiếng vang đinh tai nhức óc. Vũ khí của nhóm Ngô Đức Lộc bị một thứ sức mạnh khổng lồ ngăn cản. Giống như đâm vào một bức tường sắt. Dừng lại cách Diệp Bắc Minh nửa bước. Sao có thể thế được? Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Ngô Đức Lộc, Diệp Bắc Minh tung một quyền. Gào! Ngô Đức Lộc chỉ cảm thấy có tiếng rồng gầm vang lên, màng tai như sắp nổ tung. Phụt! Lồng ngực đau đớn, ông ta bị một thứ sức mạnh không thể ngăn cản đánh bay ra ngoài, cơ thể nổ tan tành, biến thành một vũng máu. Một quyền nổ tan xác. Cậu! Hai cung phụng cảnh giới thần hoàng sơ kỳ còn lại sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Trái tim Ngư Thất Tinh run rẩy, cô ta sợ đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài, thực lực của anh. Rút lui. Ông lão mắt chột hô lên. Thiên sát môn có một quy tắc, một đòn không trúng thì phải trốn ngay lập tức. Hai người tu võ cảnh giới thần hoàng sơ kỳ xoay người bỏ chạy, những người tu võ đứng xem sửng sốt. Chuyện gì vậy? Ba người cảnh giới thần hoàng bao vây tấn công một người, không những một trong số đó bị giết chết trong nháy mắt, hai người còn lại thì tháo chạy. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo, khí thế cực kỳ đáng sợ. Gào! Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, ông lão mắt chột quay đầu nhìn. Năm ngón tay của Diệp Bắc Minh cong lại giống như vuốt rồng. Đừng! Giọng ông lão mắt chột run rẩy, ngay sau đó đầu ông ta tức khắc nổ tung. Thằng nhãi, mày chết đi cho tao! Ông lão cuối cùng thấy hai người bạn của mình chết một cách thê thảm, biết mình không thể chạy trốn, vì thế gầm lên rồi lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dứt khoát cho ông ta một cú đá. Bùm! Ông lão nổ tung ngay tại chỗ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi. Đây là sức mạnh của Xương Chí Tôn ư. Diệp Tông Chủ vô địch, quá khủng khiếp, giết cảnh giới thần hoàng như giết một con kiến. Thực lực thế này thì còn ai dám trêu chọc Thái Dương Tông nữa. Những tiếng hô kinh ngạc rộ lên bốn phía. Tất cả mọi người đều không có cách nào bình tĩnh. Mặt Ngư Thất Tình tái nhợt. Toàn thân run lẩy bẩy. Trong lòng càng nổi lên làn sóng sợ hãi, sao lại như vậy? Anh ta mới vào thần giới chưa đến 3 tháng, tại sao lại mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng? Sớm biết như vậy, tại sao mình phải đưa anh ta đến thần giáng tuyển chọn? Sớm biết có ngày hôm nay, mình nhất định không tiếc mọi giá giết anh ta ở huyền giới. Trên đời không có thuốc hối hận. Diệp Tông Chủ, nể tình trước đây, xin tha mạng. Ngư Thất Tình cúi đầu, đôi môi tái nhợt. Xin tha. Bây giờ chỉ có xin tha. Cậu Diệp. Sư phụ. Lúc này, trong đám đông vang lên hai giọng nói. Cuối cùng Vương Yên Nhi và Cuồng Đan chen đám đông đi vào, tiếc là cuộc chiến đã kết thúc. Yên Nhi, cứu tôi. Cầu xin cô cứu tôi. Tôi dập đầu với cô. Ngư Thất Tình giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng, cái đầu điên cuồng đập xuống đất. Phập phập phập. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, trán đã đầm đìa máu tươi. Lúc Vương Yên Nhi căn môi, do dự không quyết. Tránh ra. Phía sau đám đông vang lên một giọng nói lạnh lùng. Liền sau đó, đám đông nhường ra một lối đi, một người đàn ông đưa theo mấy chục binh sĩ mặc chiến giáp xông vào. Tỏa ra bao vây Diệp Bắc Minh ở giữa. Người của Ti Trấn Ngục. Đồng tử của tất cả võ giả có mặt tại hiện trường co mạnh lại. Không nhịn được lùi lại. Đội chấp pháp của thành phố thần chỉ phụ trách trật tự trị an, Ti Trấn Ngục thì khác. Ti Trấn Ngục còn cao hơn đội chấp pháp. Bất kỳ nơi nào ở thành phố thần có giết chóc, Ti Trấn Ngục có thể trực tiếp ra tay trấn giết. Tiền trảm không cần tấu. Hơn nữa một binh sĩ bình thường của Ti Trấn Ngục đều là cảnh giới thần tôn trở lên, người đàn ông dẫn đầu là cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh, anh là tông chủ Thái Dương Tông, còn có sản nghiệp ở thành phố thần. Làm sao dám coi thường pháp tắc thành phố thần, giết cung phụng nhà họ Ngư trước nhiều người.